Chương 2518, bí thư Thôi cũng đến góp vui. Bí thư Thôi, thực ra cũng không có tài liệu gì. Dự án đường cao tốc tôi không lo xong vì không gặp được chủ đầu tư dự án là chủ tịch tập đoàn Thần Lộ Tống Hương Quân. Việc này, tôi thực sự không kham được rồi, chân đã như cả ra rồi. Năng lực của Tất Vân Lý tôi có hạn, nhưng lần họp trước tôi cũng đã đánh cuộc với đồng chí Chỉ Hạo Cường. Nói thực, trong cuộc họp nghiêm trang này mà nói đánh cuộc thì đúng là không hợp. Nhưng chúng tôi không phải đánh cuộc tiền mà là đánh cuộc năng lực. Tôi thừa nhận tôi hoàn toàn thất bại trong dự án đường cao tốc, nhưng đồng chí Chỉ hiện vẫn chưa thắng. Tôi vẫn đang chờ đợi đồng chí Chỉ ra tay tiếp nhận dự án này của tôi. Đến lúc tiếp nhận dự án này, tôi sẽ cam tâm tình nguyện gọi đồng chí đó một tiếng anh Cường. Sắc mặt Tất Vân Lý trầm ngâm, rõ ràng là không còn cần sĩ diện nữa, quyết định chơi Chỉ Hạo Cường đến cùng. Căn bản Tất Vân Lý không tin Chỉ Hạo Cường có thể nắm được dự án cao tốc, vì thế đúng lúc đó Chỉ Hạo Cường đã bị đưa vào vòng xoáy của ông ta. Lần này mất mặt cũng có người chịu cùng, trong lòng cũng thanh thản đi chút. Chủ tịch Tất, lần trước tôi thừa nhận có đánh cuộc như vậy. Nhưng đối tượng đánh cuộc không công bằng. Chỉ Hạo Cường vội vàng nói. Ồ, nói xem nào, tôi rất hứng nghe. Hai đồng chí này tuy nói đến đánh cuộc nhưng lại đánh cuộc vì nước, vì dân. Chứng tỏ hai đồng chí đều có lòng vì nước, vì dân. Như vậy là rất tốt, tốt lắm. Thôi Dương có chút giọng cán bộ cấp cao, híp mắt lại nhìn Tất Vân Lý và Chỉ Hạo Cường. Lão này như đã ngửi thấy mùi thuốc súng. Người trong nước đều là việc tốt. Có thể thấy hai ủy viên thành ủy dũng mãnh xung phong như thế này đúng là rất phấn khích. Nhưng lão ta nghĩ mình là người trên tỉnh xuống, nên nhiều đồng chí ngồi đây cũng không thoải mái cho lắm. Thôi Dương cũng không hơn gì một cán bộ cấp phó giám đốc. Các vị ngồi đây không phải cấp bậc này, chẳng qua anh là loại cáo đội lốt hổ mà thôi chứ oai cái khỉ gì. Ban đầu chủ tịch Tất nói khó mà gặp được tổng giám đốc Tống Hương Quân của tập đoàn Thần Lộ, còn tôi nói có thể có cách gặp cô ta. Còn chủ tịch Tất nói nếu tôi gặp được cô ta thì phải gọi tôi là anh Cường chứ không phải là tôi tiếp nhận dự án đường cao tốc này. Chỉ cần gặp được cô ta là tôi thắng phải không? Nếu hiện giờ đồng chí Tất vẫn muốn đánh cuộc thì tôi cũng đồng ý đi thử xem sao. Chỉ Hạo Cường cũng ép cả Thôi Dương và Tất Vân Lý lên tận trên núi không xuống được. Anh ta nhìn chằm chằm vào Tất Vân Lý. Đương nhiên nếu nói chuyện riêng thì Chỉ Hạo Cường cũng có chút kiêu ngạo. Căn bản anh ta không tin rằng không có cách nào gặp được tổng giám đốc kia. Và Chỉ Hạo Cường cũng đã điều tra rồi. Dù Tống Thị là người có tiền nhưng không phải là con cháu ba đời, hai đời truyền lại trong nước. Cho nên có nhiều tiền hơn thế thì cũng dùng quan chức mà áp chế được. Nếu là con cháu ba đời, hai đời thì khó nói rồi. Anh dùng quan chức áp chế họ, nhưng họ lại có thế lực hơn cả anh, như vậy thì chỉ mình rước nhục vào thân thôi. Thôi được rồi. Hai người còn cược cái gì nữa? Không phải khi nãy tôi nói rồi sao? Không phải yêu cầu các đồng chí làm việc là phải làm được đúng không? Chỉ là năng lực còn chưa đủ, mà đồng chí Vân Niên cũng đã cố hết sức rồi. Không làm được cũng không thể hiện được gì cả, còn nói về đánh cuộc chẳng qua chỉ đơn thuần là câu nói đùa thôi, có phải không? Anh nói xem đồng chí Chỉ Hạo Cường. Khổng Đoan lại ép Chỉ Hạo Cường. Được, đấy là anh nói đấy nhé. Tôi đây không có bản lĩnh đi gặp Tống Hương Quân, anh thử đi gặp cô ta đi. Chỉ cần chứng minh anh gặp được Tống Hương Quân, Tất Phân Lý này sẽ gọi anh là anh Cường, quân tử nhất ngôn, có các vị ở đây làm chứng. Đương nhiên là phải gặp ở nơi đàng hoàng, không thể nói anh lại mai phục người ta rồi đột nhiên xuất hiện gặp, như vậy không được tính là gặp. Nhưng nếu không gặp được cô ta thì sao? Tất Phân Lý tức quá đâm hồ đồ, cũng nói ra được câu này. Nội trong 5 ngày, Chỉ Hạo Cường tôi không gặp được Tống Hương Quân, tôi sẽ gọi anh là anh Vân. Chỉ Hạo Cường cười nói, hai người quả thực đã tức giận lắm rồi. Tức đến nỗi Khổng Đoan muốn xông ra cho mỗi người mấy cái bạt tai. Hai vị đúng là có khí phách, Thôi Dương tôi phải nể phục, mà trong công việc hai người lại bày ra cuộc thi đua. Đây không thể gọi là đánh cuộc được đúng không? Tôi rất mong chờ kết quả năm hôm sau, khi nãy cũng nghe Chủ tịch Tất nói rồi. Phải thuyết phục được tập đoàn Thần Lộ, đầu tiên phải gặp được Tổng Giám Đốc Tống Hương Quân. Đây là điểm mấu chốt, người còn không gặp được thì còn nói gì đến bàn chuyện làm ăn. Mà dự án này liên quan đến dự án nhà máy điện, vì thế không thể kéo dài thêm. Thôi Dương nói đến đây rồi nhìn Diệp Phàm, nói. Trợ lý Diệp, Chủ tịch Khổng, nên đưa ra một thời hạn nhất định đi.
nếu 5 ngày sau còn có biến cố thì lập tức chuyển sang phương pháp khác. Bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Được, vậy quyết định 5 ngày đi. Nếu không được thì chúng ta lại phải mở cuộc họp khẩn cấp. Sau đây đồng chí Long Đông báo cáo tình hình của dự án nhà máy điện. Diệp Phàm gật đầu nói. Khi Vương Long Đông báo cáo xong, Khổng Đoan chỉ ra. Đồng chí Long Đông, tôi không thể không phê bình đồng chí. Năm trước chúng ta đều nói rồi, nhất định phải tăng ca để hoàn thành cơ sở hạ tầng. Mà vì vậy tôi đã đặc biệt bổ sung thêm 5 triệu nữa rồi. Không ngờ đến bây giờ tiến độ thi công vẫn chưa làm hài lòng chúng tôi. Nếu có thể hoàn thành sớm hơn chút thì không phải chúng ta đã mời được đoàn khảo sát của Tập đoàn Điện lực Viễn Đông đến khảo sát sao? Như vậy cũng sẽ sớm được an tâm. Cứ như thế này thì còn phải chịu đến bao giờ? Tôi nói, bắt đầu từ ngày mai, hay là mời Bí Thư Thôi trực tiếp xuống chỉ đạo công việc, cùng các chuyên gia tiến hành giám sát. Nếu đồng chí Long Đông thấy không đủ năng lực, trợ lý Diệp, hãy nghĩ xem thay thế người khác chứ đừng để tình hình thế này. Khi nãy đồng chí Tất có nói không thể trì hoãn được, chúng ta nên áp dụng ngay biện pháp khác. Vì vậy đối với mỗi việc, mỗi dự án đều không giống nhau. Không thể kéo dài mãi được, phải quyết đoán ngay, Bí Thư Thôi, anh thấy tôi nói vậy có lý không? Thực ra Khổng Đoan cũng có ý ép Thôi Dương. Khổng Đoan cũng rất tức giận khi nãy Thôi Dương đã nhúng tay vào việc của Tất Vân Lý và Trì Hạo Cường. Mà nói đúng ra Khổng Đoan không mặn mà gì với việc Thôi Dương thay Chủ tịch Điền như thế. Biết rằng họ đến để giành kết quả thắng lợi của mình, cướp thành quả đây mà. Đúng thế các đồng chí, chúng ta phải tiến hành nhanh chóng trong thời gian đầu nếu không việc thực hiện các công tác cụ thể của dự án nhà máy điện do đồng chí Vương Long Đông phụ trách sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng tôi phải hỏi, tại sao không kịp thời giải quyết triệt để những khó khăn đó? Mà Chủ tịch Khổng mới là người chỉ đạo chính bên đồng lĩnh về dự án nhà máy điện này. Tôi muốn hỏi Chủ tịch Khổng, về những dự án cụ thể. Anh có hỏi bất cứ lúc nào không? Anh có giúp đỡ đồng chí Long Đông giải quyết những vấn đề kia không? Nói đến tiền, 5 triệu có vẻ nhiều. Nhưng nếu thật sự nắm được một dự án tới 5 tỷ thì còn gọi là tiền không? Thôi Dương có vẻ thiên về ý kiến của Vương Long Đông, mà còn có thêm chút phê bình Khổng Đoan. Thực ra là trả thù lại khi nãy Khổng Đoan làm khó ông ta. Đương nhiên Thôi Dương biết Chủ tịch Điền rất coi trọng Diệp Phàm. Và đương nhiên cũng không thể ra tay mạnh với đồng chí Vương Long Đông. Mũi nhọn lần này là chĩa vào Khổng Đoan. Bí thư Thôi, Khổng Đoan tôi không phải chỉ lo một dự án nhà máy điện. Cuộc sống của hàng triệu dân thành phố tôi cũng quản. Nếu chỉ để tôi quản riêng dự án này thì đã không vấn đề gì. Khổng Đoan nóng giận, nói ra những lời sắc bén. Ha ha, cần phải kết hợp cả hai chứ. Nếu ngay cả dự án mà lãnh đạo quan tâm đồng chí Khổng Đoan cũng không nhiệt tình, thế thì đồng chí nhiệt tình ở đâu? Mà không cần nói với tôi vấn đề toàn thành phố, việc của cả thành phố đương nhiên nhiều. Nhưng dưới đồng chí còn có bao nhiêu cán bộ khác, làm gì có chuyện chỉ có mình đồng chí lo việc thôi đúng không? Ví dụ như có nhiều đồng chí có thể kiêm nhiệm được. Như trợ lý Diệp chẳng hạn. Người ta không những lo tốt việc của đồng lĩnh mà còn bày mưu tính kế cho cả Phong Châu kia. So sánh với Chủ tịch Khổng, trợ lý Diệp cũng đâu có hơn anh một cái đầu đâu. Thôi Dương cười, nhưng trong tiếng cười ấy ẩn chứa sự bỡn cợt Khổng Đoan. Mà còn ẩn ý sâu xa là Khổng Đoan không ra sức lo cho dự án nhà máy điện, tức là không tôn trọng lãnh đạo. Thực ra, Thôi Dương sớm đã có thành kiến với Khổng Đoan. Bởi vì Khổng Đoan không thoải mái khi tỉnh nhúng tay vào dự án nhà máy điện. Vì vậy Khổng Đoan luôn có thái độ ơ thờ với Thôi Dương. Điểm này Thôi Dương đương nhiên cảm nhận được, nếu không cũng không thể làm mất mặt Khổng Đoan trong buổi họp thế này. Ha ha, trợ lý Diệp không những là nhân vật số một đồng lĩnh mà người ta còn là lãnh đạo của Khổng Đoan tôi đây, là trợ lý của Chủ tịch tỉnh. Đương nhiên cũng có thể nói anh ta là cấp trên của Bí Thư Thôi đúng không? Nếu tôi có kỹ năng như của trợ lý Diệp thì sớm đã thăng tiến rồi. Như vậy chứng tỏ, con người mà, năng lực không giống nhau, Bí Thư Thôi cũng không nên lấy tôi đem so sánh với trợ lý Diệp chứ. Chẳng có tính so sánh gì ở đây cả. Thật ra Bí Thư Thôi là lãnh đạo từ tỉnh xuống, có thể nói là đồng nghiệp của trợ lý Diệp, như vậy thì có thể thảo luận đến thiên thu rồi. Tuy nhiên, luôn có cảm giác, ha ha. Khổng Đoan cũng cười, tiếng cười ẩn chứa những lưỡi dao sắc nhọn. Nói chỉ nửa câu, nhưng ý vị sâu xa. Ông ta muốn khơi lên mâu thuẫn giữa Diệp Phàm và Thôi Dương. Vừa rồi Chủ tịch Khổng có nói anh không có gì có thể so sánh,
và tôi cũng là cấp dưới của trợ lý Diệp. Đương nhiên cũng chẳng có gì để so sánh đúng không? Vì vậy tất cả chúng ta hãy nghe chỉ thị của trợ lý Diệp đúng không? Thôi Dương lại đem lưỡi dao đó tặng cho Diệp Phàm. Đúng, dự án nhà máy điện là dự án lớn của tỉnh ta hôm nay. Đối với đồng lĩnh mà nói thì không dễ dàng gì. Chủ tịch Điền rất quan tâm đến việc này. Nắm được dự án này là việc mà cán bộ đồng lĩnh bắt buộc phải làm. Vì vậy công việc có bận chừng nào cũng không được bỏ bê dự án này. Các đồng chí, chúng ta phải vất vả một thời gian, một khi dự án được xác định cũng là lúc chúng ta được báo đáp. Tất cả các bộ phận đều phải nhanh chóng nắm bắt dự án nhiệt điện thị xã Trương Hà. Không thể để lơ là bất kỳ lúc nào. Bắt đầu từ ngày mai tổ chỉ đạo trên tỉnh cũng vào vị trí, đến hiện trường chỉ huy. Và đồng chí Khổng phải đi xem xét, cùng với đồng chí Thôi và đồng chí Vương Long Đông cùng làm việc tại hiện trường, bàn bạc với nhau làm sao để tiến hành từng bước quy hoạch và thực thi nó. Diệp Phàm tổng kết nước đôi, đương nhiên cũng ẩn chứa phê bình Khổng Đoan chỉ nghĩ đến phân chia thành tích mà không ra sức tư duy, tìm cách làm. Chương 2519, Sa quân bị tấn công. Trợ lý Diệp, dự án nhà máy điện là dự án lớn. Giúp đỡ Hồng Cốc Trại cũng là việc lớn đúng không? Lúc đó Ngọc Xuân Phong hỏi. Đương nhiên cũng là việc lớn rồi, dự án được Bộ Tài chính quan tâm chẳng nhẽ không phải là việc lớn sao? Dự án nhà máy điện là việc về phát triển kinh tế, còn việc của Hồng Cốc Trại lại là vấn đề dân sinh, cũng không phải việc nhỏ. Chủ tịch Ngọc, nếu có khó khăn gì, anh cứ nói ra. Hôm nay có mặt các đồng chí ở đây sẽ có cách giải quyết mà. Diệp Phàm nói. Thực ra các vấn đề khác không sao, chỉ là có chút vấn đề về khoản tiền. Ngọc Xuân Phong nói. Tiền không phải do tỉnh đã cấp sao, mà tỉnh không giữ lại đồng nào, đều cấp hết cho chúng ta thi. Chắc đã đến Sở Tài chính thành phố rồi. Chủ tịch Tất, có phải như vậy không? Diệp Phàm quay sang hỏi Tất Phân Lý, bởi vì Sở Tài chính cũng là do bên Tất Phân Lý quản. Đúng là đã báo tài khoản, và đã đến thời gian trước rồi. Tất Phân Lý gật đầu. Tôi muốn nói đôi điều về việc này. Khoản tiền này đã báo về tài khoản, nhưng vì vừa năm mới giống như các khoản thuê đều phải trả xong mới bắt đầu. Mà khoản tiền rót từ trên cũng phải mất mấy tháng mới đến tài khoản của chúng ta được. Vì thế thời gian gần đây tình hình trong Sở Tài chính thành phố rất căng thẳng. Vì thế tôi đã dùng vào việc khác một khoản để chống đỡ lại. Một khi vốn thu hồi lại sẽ trả lại cho ngân sách của Hồng Cốc Trại. Hôm đó Chủ tịch Ngọc đến tôi đã nói rõ với anh ta rồi. Hy vọng bên này có thể thông cảm với những khó khăn của thành phố. Khổng Đoan biết không thể giấu giếm được, rõ ràng Diệp Phàm đã túm được eo của Ngọc Xuân Phong rồi. Nếu không nói ra thì sẽ bị hai người họ Diệp Ngọc kia tra ra. Đến lúc đó sẽ ở thế bị động, vì thế Khổng Đoan đã chơi nước chủ động. Ồ, việc này cũng hết sức bình thường, ngẫu nhiên rút ra một khoản cũng được, nhưng tôi muốn nhắc nhở Chủ tịch Khổng. Dùng vào việc khác chỉ có thể dùng một chút, không thể dùng quá nhiều được. Không thể vượt quá 20 triệu mà hôm nay có mặt đông đủ các đồng chí ở đây, cũng phải xác định một mốc thời gian để tiền vốn thu hồi lại. Ví dụ như khi nào thì khoản tiền kia trở lại, nếu đến lúc đó không trở lại được, rất có thể sẽ kéo việc xây dựng Hồng Cốc Trại bị thụt lùi. Con đường nhỏ của Hồng Cốc Trại cũng chuẩn bị thi công rồi, lại còn xây dựng hệ thống thủy lợi, cải tạo ruộng đất thấp kém. Gần đây đã phát hiện ra chữ khắc trên vách đá. Không chừng trong ngày kia hoặc ba hôm nữa, tập đoàn Thiên Cảnh sẽ đến khảo sát. Không chừng họ hài lòng, sẽ hợp tác để khai thác khu du lịch. Tất cả các hoạt động này đều cần dùng tiền. Mà tôi vẫn còn một cách khác, muốn nhân dân Hồng Cốc Trại giàu có lên thì khoản tiền này chính là vốn của Hồng Cốc Trại. Đến lúc đó muốn đầu tư gì cũng đều do khoản tiền này mà ra. Có lời thì sẽ chia cho dân Hồng Cốc Trại. Hoặc chia theo hình thức ăn hoa hồng. Nếu như có hoa hồng, đời sống dân trại sẽ được cải thiện lớn. Khoản tiền này đã không phải của chính quyền đồng lĩnh chúng ta mà là của người dân Hồng Cốc Trại. Còn chúng ta chỉ là giúp họ giữ lại, lập kế hoạch mà thôi. Không thể nói chúng ta là người bảo quản mà lại có thể chiếm dụng hay dùng tiền của họ để làm việc khác phi pháp như vậy. Vốn không thể để làm như vậy. Nếu như Chủ tịch Khổng nói năm mới, Sở Tài chính thành phố đúng là khó khăn. Thì như thế này, tiền dùng vào việc khác sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng trong 15 ngày, nhất định phải thu hồi vốn đó lại. Chủ tịch Khổng, anh nghĩ thời gian đấy có đủ không? Diệp Phàm nhìn Khổng Đoan hỏi. Cũng tạm tạm rồi.
Khổng Đoan bị ép buộc không còn cách nào khác đành phải gật đầu. Không phải là cũng tạm tạm, tôi muốn đồng chí cho một câu trả lời chính xác. Nay đã là 15 tháng 3 rồi, thế thì để cuối tháng 3 đi, ngày 31 tháng 3 được không? Diệp Phàm lại ép chặt hơn, bằng không chỉ một từ cũng được hoàn toàn có thể làm Khổng Đoan chết cứng. Quyết định ngày 31 tháng 3 đi. Sắc mặt Khổng Đoan có chút tối lại, cảm thấy bị Diệp Phàm ép tới nỗi không thở được. Ha ha, phải nói rõ là ngày tháng năm nào chứ? Ai mà biết được ngày 31 tháng 3 năm nào? Lúc này đồng chí Sa Quân lại góp phần gây sức ép. Khổng Đoan tôi rõ không thể lùi lại đến tận 31 năm sau được. Khổng Đoan tức giận, lạnh lùng nhìn Sa Quân rồi hỏi. Hình như tôi còn nhớ năm ngoái bí thư Sa nói muốn mở lớp để đào tạo cán bộ, tư tưởng đảng kiên định hơn. Tạo ra một đội ngũ cán bộ có tính kỷ luật thép. Chủ yếu là triển khai nghiên cứu về việc của mỏ than Hải Sơn năm ngoái. Đến nay sang năm mới hơn một tháng rồi, không biết bí thư Sa triển khai công việc đến đâu rồi. Khổng Đoan nhắc lại việc này đương nhiên là muốn khơi lại mâu thuẫn giữa Sa Quân và Diệp Phàm. Bởi vì Diệp Phàm không muốn nhắc lại việc của mỏ than Hải Sơn. Chưa nghe nói đến việc trường đảng thành phố mở lớp, hình như chỉ có lớp đào tạo cán bộ sau thôi, chủ yếu là các cán bộ chính quy. Tất Phân Lý lập tức phất cờ, ủng hộ Khổng Đoan công kích Sa Quân. Còn về việc mở lớp đào tạo tư tưởng cán bộ suy nghĩ về mỏ than Hải Sơn tôi vẫn đang tiến hành theo kế hoạch. Một khi hoàn thành xong mọi công tác chuẩn bị sẽ cho trợ lý Diệp xem. Mà năm ngoái trợ lý Diệp cũng đã nói ủng hộ công tác của tôi nghĩ trong cuối tháng này nhất định sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị. Đến lúc đó Chủ tịch Khổng và Chủ tịch Tất nếu thấy tư tưởng vẫn chưa đủ kiên định thì có thể đến tham gia dự thính biết đâu lại có lợi ích phải không? Học, học nữa, học mãi mà. Sa Quân cười ha ha, bộ dạng rất thoải mái. Năm ngoái tôi cũng có nói việc này, nhưng khi đó là làm lãnh đạo trên tỉnh nói. Đương nhiên không thể dừng việc đào tạo tư tưởng cán bộ, cũng không thể nơi lòng giây phút nào. Sự việc của mỏ than Hải Sơn năm ngoái chính là một bài học sâu sắc. Các đồng chí đồng lĩnh chúng ta phải lấy đó làm gương. Đấy cũng là cơ hội cho các đồng chí để thay đổi tư tưởng, thay đổi cách nhìn và nâng cao cảnh giới. Đương nhiên triển khai việc này cũng cần phải chú ý đến điều kiện. Riêng việc chọn lựa người được đào tạo cũng phải có những chuẩn mực rõ ràng mới được. Nếu không sẽ gây ra hiểu lầm, khiến các đồng chí không thoải mái. Trước tiên tôi cũng phải nói rõ ra như vậy. Đây không phải là chỉnh đốn, không chỉnh cái gì cả. Mà là mà cơ hội huấn luyện luân phiên cho một bộ phận cán bộ. Chứ không phải chỉ đào tạo những đồng chí có vấn đề về tư tưởng mới đưa ra để đào tạo. Ý tôi không phải thế. Diệp Phàm gật đầu, nhưng cũng bày tỏ được thái độ của bản thân. Đúng vậy, cứ lấy sự việc mỏ than Hải Sơn, tôi thấy hoàn toàn có thể mở hoạt động nghiên cứu. Lấy đó là cơ hội lớn để giáo dục cán bộ liêm khiết, trong sạch và tự kỷ luật để trở thành tấm gương sáng. Giữ được miệng mình. Khống chế được tay mình, và không chen chân khi không phải việc của mình. Cần phải có thái độ với việc mỏ than Hải Sơn. Nói đến đây Khổng Đoan liền nhìn Diệp Phàm, nói. Tôi cũng có ý kiến, hay là để đồng chí Sa Quân dẫn đầu, lấy vụ việc của mỏ than Hải Sơn yêu cầu cán bộ đồng lĩnh mở hoạt động nhận thức tư tưởng, tự phê bình. Tự tìm ra khuyết điểm của mình, để nhắc nhở chính mình. Mỗi cán bộ đều viết ra cảm tưởng về vụ việc này. Tiến hành tự phê bình. Lấy đơn vị làm cơ sở, triển khai trong đơn vị. Như vậy sẽ nâng cao nhận thức của cán bộ mang tính phổ thông, mà còn tiết kiệm được thời gian. Tránh việc ảnh hưởng đến trường đảng, lãng phí thời gian, thậm chí còn làm nhỡ cả việc. Đương nhiên, trọng điểm vẫn đào tạo một nhóm người, không nhất thiết phải đưa cả đến trường đảng đúng không? Nếu như vậy thì kết quả sẽ không tốt, giờ mọi người nói hết ra. Trong mỗi đơn vị tự điều tra. Tự triển khai công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ. Xem ra sẽ rất náo nhiệt. Trên thực tế mọi người đều chỉ qua loa, đại khái. Chỉ viết ra những tổng kết chung rồi gửi lên trên cho xong việc. Đơn giản chỉ là làm cho xong nhiệm vụ. Như vậy thì tư tưởng của cán bộ có được nâng cao lên không? Chắc chắn là không. Mà tại sao các cấp đều có trường đảng? Huyện có trường đảng của huyện, thành phố có trường đảng của thành phố, trung ương có trường đảng của trung ương. Điều này chứng tỏ trường đảng là bộ phận không thể thiếu trong thể chế của chúng ta. Hơn nữa, trường đảng là cơ sở đào tạo cán bộ, như hiện nay cho thấy trường đảng đang phát huy tác dụng càng ngày càng lớn. Các đồng chí xem
tất cả các đồng chí trước hoặc sau khi được đề bạt đều phải được đào tạo ở trường đảng. Như vậy chứng tỏ được điều gì? Chứng tỏ trường đảng đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong công việc, học tập và sinh hoạt của cán bộ. Trường đảng có tác dụng không nhỏ trong bước tiến của cán bộ. Vì vậy bản thân tôi tự nhận thấy việc tự triển khai công tác tự phê bình trong đơn vị là không thỏa đáng. Chủ yếu là được hình thức, còn không có hiệu quả. Mà chúng ta không nói về hình thức, chỉ nói về hiệu quả có đúng không? Sa Quân ra mặt phản đối, anh ta cũng muốn nhân cơ hội này mà muốn hiểu thêm tâm của vài người. Không thể để Khổng Đoan nói vậy được. Đúng, đồng chí Sa Quân nói có lý. Trường đảng là cơ sở giáo dục tư tưởng chính trị cho các đảng viên chúng ta. Tuyệt đối không thể thiếu. Nhưng theo tình hình thực tế của thành phố, cán bộ mà trường đảng có thể đào tạo cũng có hạn. Mà như Chủ tịch Khổng có nói, phải xin nghỉ để đến trường đảng bàn luận từ vấn đề của mỏ than Hải Sơn thì đúng là có chút lãng phí. Thực ra, nghiên cứu tại đơn vị, do các lãnh đạo của đơn vị làm chủ thì cũng hoàn thành được. Nếu nói không hề có chút hiệu quả nào thì cũng không phải. Ít ra trong quá trình nghiên cứu cũng sẽ giúp các đồng chí nhận thức được chuyện này. So sánh rồi tiến hành tự phê bình, đương nhiên, chắc chắn không thể bằng đào tạo trong trường đảng rồi. Nói về vấn đề này, thực ra các đồng chí có thể triển khai thảo luận. Dù gì vẫn còn thời gian, mọi người cùng nhau thảo luận vấn đề này. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh nói, hắn ta tự nhiên thêm nếm vào là để Khổng Đoan và Sa Quân thêm tức. Tôi cũng nói hai câu, tôi là người làm công tác tổ chức. Tính nghiêm túc trong công tác tổ chức cũng khiến tôi nhìn nhận sự việc này rất nhiều. Từ kinh nghiệm thực tế và tính nghiêm túc của công tác tư tưởng chính trị mà nói, nên mở vài lớp để nói về việc mỏ than Hải Sơn. Ví dụ các nhân vật hàng đầu của các ban ngành đều là những lãnh đạo. Tư tưởng của các đồng chí này có thiên lệch, nên sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cũng giống như con thuyền đi sai hướng thì sẽ trệch ra khỏi đường thuyền. Nếu đâm vào tảng băng thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì thế nhất định phải mở lớp, và số lượng cũng không thể ít. Cán bộ của đồng lĩnh chúng ta không ít mà hơn nữa năm ngoái Chủ tịch tỉnh Trần cũng nói qua về việc này. Mà các đồng chí của Ủy ban Kỷ luật cũng yêu cầu tăng cường công tác liêm khiết, trong sạch, tự phê bình của cán bộ. Nếu như không mở lớp thì làm sao khiến các đồng chí nhận thức sâu sắc được những điều đó? Giáo dục tại trường đảng và tự triển khai trong đơn vị là hai việc khác nhau. Bởi vì môi trường khác nhau nên hiệu quả cũng khác nhau. Trưởng ban tổ chức Trần Đại Hải ủng hộ Sa Quân. Trần Đại Hải là con người chua ngoa, đương nhiên đã nói đối tượng để giáo huấn lại là những vị đứng đầu các ban ngành. Đúng là có tính định hướng. Như vậy có ích lớn cho Sa Quân, chỉ cần khống chế nhân vật số 1, còn những người dưới thì họ tự giám sát. Có thể chiêu này hai người họ đã bàn tính sẵn. Chương 2520, đập bàn trong hội nghị thường vụ. Nói quá nghiêm trọng rồi, lại còn đụng vào băng trôi nữa. Nhân vật số 1 là người cầm lái, nhưng không phải là còn cơ quan giám sát và nhân viên nữa sao? Trong một đơn vị bên dưới còn có nhiều chức phó và cả quần chúng cán bộ. Làm gì chỉ có một người đứng đầu hồ đồ làm chứ? Trưởng ban Trần đem giới hạn những người được đào tạo là những người đứng đầu các ban ngành, lúc đó những người thuộc diện đó rất tức giận. Đây là cuộc huấn luyện có tính chất gì, tôi không nói rõ. Ở đây ai cũng cảm nhận ra gì đó. Mặc dù nói chúng ta đều hiểu nhưng chỉ sợ cán bộ vẫn còn suy nghĩ riêng. Chị Hạo Cường lập tức phản đối, mà ngôn từ cũng vô cùng sắc bén. Bí thư Chỉ, chắc là anh đã hiểu sai rồi. Trần Đại Hải cũng đã đến một thời gian rồi, dần dần cũng lộ ra bản chất, mà Trần Đại Hải rất hiểu Sa Quân, đương nhiên là sẽ chết cùng hội với Sa Quân rồi. Hiểu sai, vậy được. Xin đồng chí Trần Đại Hải chỉ ra chỗ sai của tôi. Tôi cũng muốn rửa tai mà lắng nghe một lần xem sao. Chị Hạo Cường lạnh lùng nói. Đương nhiên sai rồi. Trần Đại Hải lớn tiếng, nhìn chị Hạo Cường rồi mới tiếp tục nói. Khi nãy trợ lý Diệp cũng đã nói hết rồi, lần đào tạo này là một lần đào tạo tư tưởng của cán bộ, là một lần rửa tội. Là một loại đào tạo thông thường, chỉ bởi vì vụ việc mỏ than Hải Sơn nảy sinh nên mới tổ chức huấn luyện, nghiên cứu về vấn đề này mà thôi. Chứ không phải là chỉnh đốn ai cả, cũng không phải chỉ gõ vào đầu những người đứng đầu. Nhân vật số 1 là người cầm lái, tư tưởng của người chèo lái đã được nâng cao. Con thuyền đó một khi ra khơi là thuận buồm xuôi gió phải không? Nói đến công việc hiện tại thì chắc chắn sẽ triển khai công việc càng ngày càng thuận lợi.
Trợ lý Diệp đã nói đương nhiên không sai, cũng có lý. Nhưng tôi chỉ lo lắng các đồng chí nghĩ sai về tư tưởng của lãnh đạo. Kết quả là biến một cuộc đào tạo thông thường thành một cuộc nói xấu sau lưng, trả đũa nhau. Như vậy thì thật buồn. Tất Phân Lý ậm ờ nói, nhằm thẳng vào Sa Quân và Trần Đại Hải. Chủ tịch Tất, anh nói rõ ra chút, tôi có ý đố nghĩ sai về tư tưởng lãnh đạo không? Lớp này chưa mở ra mà anh đã chỉ trách như vậy, ăn nói hồ đồ. Anh xem như vậy tư tưởng của anh có vấn đề, tư tưởng hiểu nhầm là chuyện bình thường nhưng tư tưởng mà có bệnh thì là vấn đề lớn. Đây là nơi nào thưa các đồng chí, đề nghị nghiêm túc một chút. Sa Quân nghiêm mặt, giáo huấn Tất Phân Lý. Đồng chí Sa Quân, người ta cũng chỉ là nói ra những lo lắng trong lòng. Không có chỉ mặt gọi tên ai, lẽ nào người ta nói ra như vậy cũng không được sao? Điều này cũng được coi như lời nhắc nhở đối với một số đồng chí, một số sự việc thôi mà đúng không? Chỉ là nhắc nhở một số đồng chí, ví dụ như anh, không thể phạm vào sai lầm thế này đúng không? Khổng Đoan cũng nghiêm túc nói, lại cho quả đại pháo phóng thẳng vào Sa Quân. Đúng vậy, Bí Thư Sa lại tự chuốc lời nói của Chủ tịch Tất vào chính mình, như vậy là ý gì, tôi rất mơ hồ. Chẳng nhẽ Bí Thư Sa lại có ý nghĩ như vậy nên mới hiểu nhầm câu nói của Chủ tịch Tất. Chỉ Hạo Cường chen vào một câu, bộp một tiếng, Sa Quân tức điên tiết. Anh ta đã đập một nhát lên bàn, đứng phắt dậy, chỉ vào mặt Chỉ Hạo Cường và nói. Anh nói ý gì vậy? Nói ra lời này anh có thèm nghĩ hay không? Không suy nghĩ mà cũng nói ra được sao? Sa Quân tôi có cái tư tưởng đó không, tôi là người hiểu rõ nhất. Những lời hồ đồ đó là anh gán cho tôi phải không? Muốn nói là giáo dục tư tưởng, thì tôi Sa Quân này còn hơn anh nhiều đồng chí Chỉ Hạo Cường a hát, anh cứ quản lý cho tốt việc của anh là được rồi, đừng có cắn bậy lên rồi lại hại đến thân. Bí thư Sa, tôi cắn bậy chỗ nào chứ? Anh nói rõ cho tôi xem, lại còn cắn, nói Chỉ Hạo Cường tôi là chó đẻ phải không? Chỉ Hạo Cường cũng tức điên lên, đứng phát lên chỉ vào mặt Sa Quân, rồi hừ nói. Trợ lý Diệp, đồng chí Sa Quân đang tấn công tôi. Chúng ta đều là những ủy viên thành ủy, vậy mà từ khi nào đã thành ủy viên chó rồi? Đã đủ chưa? Bộp một cái, lại là tiếng đập bàn của Diệp Phàm. Hắn ta hừ nói. Tất cả ngồi xuống. Ai không ngồi xuống thì cút ra. Diệp Phàm đã tức giận tột đỉnh, Sa Quân và Chỉ Hạo Cường liếc mắt nhìn nhau đành phải hậm hực ngồi xuống. Nếu không có thể sẽ là kết cục bị đuổi ra, như thế thay còn mất mặt hơn, đến lúc đó ồn ào thì nhiều mà nói tình nói lý thì ít. Đầu tiên đồng chí Sa Quân đập bàn là không đúng, thứ hai, đồng chí Chỉ Hạo Cường ăn nói lung tung cũng là không đúng. Đây là nơi nào mà lại có thể ăn nói bậy bạ về suy nghĩ của các đồng chí? Cứ lấy một ví dụ đơn giản, giả dụ như Diệp Phàm tôi nói rằng đồng chí Chỉ Hạo Cường có âm mưu giết tôi. Thì có phải ngay lập tức tôi sẽ tìm cách để cưỡng chế đồng chí đúng không? Vì thế không được ăn nói lung tung, để tránh những hiểu lầm và phiền phức. Nhưng thứ nữa là đồng chí Sa Quân đã quá kích động. Không thể dùng từ cắn ở mọi nơi. Chúng ta là người, không phải là chó, mà lại là một trong những thành viên của lớp lãnh đạo thành ủy đồng lĩnh. Nói lung tung. Đồng chí còn làm công tác tư tưởng vậy tại sao lại phát ngôn như vậy, không có chút nghiêm túc nào. Đương nhiên, việc mở một cuộc nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ vụ việc mỏ than Hải Sơn là điều nên làm. Lần trước trưởng ban Chu trên tỉnh ủy cũng đã có chỉ thị, vì vậy năm mới này đồng chí Sa Quân phải xúc tiến ngay việc này. Còn nói về phương thức tổ chức, tôi còn có biện pháp. Lớp nhất định phải mở nhưng mở nhiều thì không những hao tài tốn của mà còn lãng phí thời gian. Chúng ta sẽ kết hợp mở lớp và tự thực hiện ngay trong đơn vị, kết hợp tự mình tổ chức nghiên cứu giao lưu và nêu cảm tưởng. Đương nhiên, vấn đề về đối tượng đến trường đảng đào tạo lại có chút phức tạp. Dù chúng ta đều hiểu rõ nhưng đây không phải là chỉnh đốn đồng chí nào cả nhưng cũng có thể khiến người khác có ý nghĩ như vậy đúng không? Đây không phải là đào tạo được đề bạt, mà loại đào tạo này giúp người ta vui vẻ. Vì vậy mà đối tượng cũng không thể chỉ khống chế trong các lãnh đạo đứng đầu các bộ các ngành. Mà phải có tính chọn lựa nhất định, tốt nhất là làm cùng với sát hạch đề bạt, như vậy người ta sẽ không nghĩ anh gọi anh ta đến đúng không? Diệp Phàm cười ha ha nói. Trợ lý Diệp, nếu làm như vậy chỉ sợ kết quả lẫn lộn rồi lại càng hồ đồ thêm không? Sa Quân vẫn tranh đấu đến cùng. Nội dung có thể giống nhau, hình thức có thể đa dạng. Tại sao nhất định phải hạn chế chỉ trong trường đảng?
Nếu nói từ góc độ học tập thì không nhất thiết cứ học trong trường mới là học. Tự học ở nhà không được gọi là học sao? Hiện nay ngay cả họp cũng có họp trên TV, họp trên điện thoại đúng không? Các lãnh đạo cách chúng ta cả nghìn dặm, vẫn chỉ đạo chúng ta làm việc đấy thôi. Trong thời đại này, thông tin đã được cải tiến, xã hội đang phát triển, chúng ta cũng phải phát triển cùng thời đại mới được. Không thể chỉ câu nệ hạn hẹp trong một phương thức thôi. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Sa Quân tát vào miệng một cái cũng không phản đối nữa, bởi vì có phản đối nữa cũng không hiệu quả gì. Bởi vì Khổng Đoan đã tức lên nhất định sẽ ủng hộ Diệp Phàm. Nếu cứ nói tiếp thì bản thân sẽ thêm nhục thôi. Trước giờ Sa Quân không có khát vọng mãnh liệt đối lại với nhân vật số 1. Song song lúc đó Liễu Chiết Minh nhận được điện thoại từ Liễu Tây Hà, hỏi. Chú ra tay thật nhanh, ha ha. Ra tay cái gì? Tây Hà, cháu không nhầm chứ? Liễu Chiết Minh không hiểu gì hỏi. Sao lại không red eye? Phòng kiểm toán tỉnh chúng ta cử đồng chí Dư Kiếm Sinh làm tổ trưởng tổ điều tra đến đồng lĩnh điều tra, còn không phải là kế của chú sao? Vốn việc này khó nói chú, không ngờ chú đã chiếu cố Tây Hà. Cảm ơn chú. Tâm trạng Liễu Tây Hà rất vui. Người ta làm công tác điều tra thông thường, chẳng liên quan gì đến chú. Liễu Chiết Minh phủ nhận việc này nhưng Liễu Tây Hà nghĩ ông ta không thừa nhận việc này thôi, rồi cười nói. Hiểu, cháu hiểu, ha ha. Nghe nói tổ điều tra đã xuống và phát hiện có vấn đề rồi. Mà vấn đề lại nảy sinh tại thân thích của Diệp Phàm bí thư thành ủy đồng lĩnh, đó là trưởng ban bí thư Mễ Nguyệt. Cháu thấy hiện Diệp Phàm đang như ngồi trên đống lửa. Ta chẳng hiểu cháu nói gì cả. Nhưng Tây Hà, ta không nói cấp dưới đi làm gì cả. Cháu phải hiểu rõ, ta rất nghiêm túc nói với cháu, việc này không phải là do ta nói họ làm. Liễu Chiết Minh nghiêm túc nói. Không giống như giả vờ. Liễu Tây Hà cười, không thể không hỏi. Chú, việc này chú giấu cháu làm gì chứ? Không phải là giấu mà ta không làm mà. Liễu Chiết Minh lại phủ nhận. Việc này kể cũng lạ, lần này bên kiểm toán xuống rõ ràng là nhằm vào Diệp Phàm. Liễu Tây Hà không hiểu gì cả. Cháu thấy điểm nào nói là nhằm vào Diệp Phàm? Liễu Chiết Minh hỏi. Tổ kiểm tra chia thành hai đội, một đội kiểm tra Mễ Nguyệt. Một đội kiểm tra dự án nhà máy điện thị xã Trương Hà. Người phụ trách dự án này là Vương Long Đông, cũng là cán bộ cấp dưới thân thiết với Diệp Phàm, tuyệt đối không thể trùng hợp như vậy được, chắc chắn là có ý gì. Người của phòng kiểm toán rất ý vị, chỉ đạo rõ ràng. Mà giải quyết việc công, đến các đồng chí đồng lĩnh sắp xếp bữa ăn cho đoàn công tác cũng từ chối. Tất cả những việc này chắc chắn Diệp Phàm cũng nhìn ra được. Người này không khiêm tốn chút không được. Liễu Tây Hà vô cùng phấn khởi khi người khác gặp họa. Chẳng trách. Liễu Chiết Minh thở dài. Chẳng trách sao chú? Liễu Tây Hà vội vã hỏi. Chú định không nghĩ việc này nhưng có nói nữa thì cũng không thể gặp thằng Liễu Sướng đang bị giam. Cho nên đã cử một người tiếp xúc với Vương Triều. Không ngờ Vương Triều lại phản ứng mạnh quá, ám chỉ rằng nếu chúng ta muốn làm gì thì anh ta sẽ ra sức đến cùng. Lời này là truyền lại thì ta thật quá hồ đồ. Liễu Chiết Minh này chính trực trước giờ không nhúng tay vào việc gì, làm sao lại có thể làm việc thế chứ? Giờ thì ta hiểu rồi, có thể như đồng chí Vương Triều của Sở Công an đã nói về việc phòng kiểm toán xuống. Tây Hà, cháu phải chú ý nếu có người nhúng tay làm rối chuyện thì chắc chắn là cố ý gây mâu thuẫn giữa cháu và Diệp Phàm. Có thể đã có người biết được quan hệ của ta và cháu, vì thế cố ý cho người của bên kiểm toán xuống đó làm việc. Và khiến Diệp Phàm nghĩ là do cháu làm. Đến lúc đó có thể họ sẽ hành động, ra tay nặng. Việc này không đơn giản, nếu Diệp Phàm làm đến cùng thì Liễu Dương sẽ nguy hiểm. Cháu nên suy nghĩ cẩn thận việc này, chú nghĩ cháu phải rộng lòng hơn chút, lùi một bước trời cao biển rộng cháu ạ. Hơn nữa việc này sai cũng do các cháu. Diệp Phàm đứng trên góc độ dân đồng lĩnh thì chẳng có gì sai cả. Phải nhanh chóng làm đi, đừng để đến lúc đó, cháu nghĩ xem Vương Triều ra tay thật rồi thì chắc chắn cháu phiền phức. Chú muốn ra mặt nhưng cũng khó giải quyết, dù sau này có thể tính toán nhưng giờ không phải Liễu Sướng đang chịu khổ sao, cháu phải nghĩ cẩn thận. Giọng điệu Liễu Chiết Minh nặng nề. Chương 2521, thuyết khách của Tề Thiên mang đến. Lùi một bước trời cao biển rộng, chú, thật sự cháu không kìm được nỗi tức giận này. Chẳng lẽ Liễu gia chúng ta mà lại sợ Diệp Phàm sao? Cháu đã điều tra rồi,
Diệp Phàm không phải xuất thân từ một gia đình cán bộ bình thường ở Cổ Xuyên, tỉnh Nam Phúc. Nếu như anh ta không khiêu chuyện mà chịu thương lượng với cháu, có lẽ cháu đã sớm nhường họ một nước. Việc này cũng là vì anh ta quá kiêu ngạo, cho nên Tây Hà không chịu nổi mới nổi giận. Người này căn bản là chút tấm lòng cũng không có, lại còn là bí thư thành ủy, nữa, cháu thấy lãnh đạo đề bạt anh ta đều mù hết rồi. Liễu Tây đang nói có chút kích động đứng lên. Chớ nói lung tung, những lời này của cháu nếu đến tai các đồng chí của anh ta thì rất phiền toái. Cháu nghĩ xem, ai có thể đề bạt Diệp Phàm, còn không phải là các lãnh đạo tỉnh Tấn Lĩnh sao? Sự nghiệp của cháu, công ty của cháu đều ở Tấn Lĩnh. Giọng của Liễu Chiết rất nghiêm khắc. Còn có một điểm ta phải nhắc nhở cháu, những thứ cháu điều tra được về Diệp Phàm chỉ là một chút bề ngoài. Lẽ nào anh ta còn có bí mật khác hay sao? Liễu Tây Hà kia có chút không phục. Ta thấy cái trán của cháu bị lửa đá hư mất rồi, có phải không? Liễu Chiết Minh giận mắng thằng cháu họ một câu. Cháu không rõ ý của chú. Liễu Tây Hà cảm thấy có chút oan ức. Cháu cũng là người lăn lộn trong giới thương trường mấy chục năm rồi, tình cảnh nào, loại người nào, sóng gió gì mà cháu chưa trải qua. Thế nhưng cháu lần này sai lầm cực kỳ lớn, Diệp Phàm đa tài, bí thư thành ủy trẻ tuổi như vậy sau lưng lại không có người nâng đỡ sao? Đúng là đầu lợn, không phải anh ta quá kiêu ngạo, ta thấy cháu hơi quá đáng rồi đấy. Liễu Chiết Minh hừ nói. Cháu biết, Tề Chấn Đào mà. Liễu Tây Hà vẻ mặt có chút xem thường. Chỉ là một Tề Chấn Đào nhưng không phải là người cháu có thể chống lại có phải không? Liễu Chiết nói rõ. Cũng không nhất định, trong tỉnh không phải còn có bí thư La sao. Hơn nữa con người bí thư Pháp cũng rất tốt. Liễu Tây Hà vẫn khinh thường Diệp Phàm, có chút không phục. Được rồi, nhắc nhở cháu một chút thôi. Diệp Phàm còn có một thân phận khác. Anh ta là con rể tương lai của ủy viên ban tổ chức Trung ương Kiều. Được rồi, nói đến đây là được rồi. Cháu chú ý đến bản thân một chút là được. Có một số việc khi nên lui vào nắm chắc, đừng làm đến mức lui không nổi, muốn lui cũng không có cơ hội. Thực sự đến lúc đó ta cũng không có cách giúp cháu. Liễu Chiết Minh hừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Ủy viên ban tổ chức Trung ương Kiều. Chẳng lẽ là Kiều Viễn Sơn, không ngờ tên tiểu tử này còn có một cửa này. Chả trách chả trách. Liễu Tây Hà đang ti, nét mặt ngày càng u ám, cuối cùng đấm lên bàn một cái, tay không cảm thấy đau đớn, bởi vì Liễu Tây Hà đã bị sự uể oải làm cho tê dại nắm đấm. 3 giờ chiều, kiểm toán tỉnh, phó giám đốc Sở Dư Kiếm Sinh đến. Vốn Diệp Phàm cho rằng anh ta sẽ không đến nhanh như vậy. Không ngờ chiều nay đã đến rồi, xem ra không thể không liên quan đến sức ép của đồng chí Đường Ý Hùng nên mới quay về. Diệp Phàm tuy nói là đoán được ý đồ của người này, nhưng vẻ mặt đương nhiên phải tươi cười tiến vào. Dư Thính Trường với tư cách là địa chủ của Tấn Lĩnh, vốn muốn mời các anh ăn bữa cơm nhưng cũng không được. Nghe nói các anh lần này ra quy định rất nghiêm, cái này tôi biết tính nghiêm túc của công việc kiểm toán, không có phép tắc không thành quy củ mà. Cho nên chỉ có thể đợi sau khi các anh kiểm toán kết thúc lại mời các anh đi uống vài chén vậy. Diệp Phàm cười nói. Thật ngại quá trợ lý Diệp, lần này xuống giám đốc Sở Lỗ có căn dặn một cách nghiêm túc. Cho nên Kiếm Sinh không dám làm bừa. Tuy nhiên, hôm nay tới chủ yếu là muốn báo cáo với trợ lý Diệp tình hình điều tra hai ngày nay. Vấn đề chính chúng ta còn chưa phát hiện ra. Tuy nhiên hai vấn đề lớn thì có chút vấn đề. Việc này trước mắt nằm ở bên trong việc tiến hành kiểm tra đối chiếu của nhóm nhỏ kiểm toán. Cho nên cũng không thích hợp công bố ra ngoài. Một khi kiểm tra đối chiếu sự thật xong chúng ta không phải lo lắng giải quyết chuyện này thế nào nữa. Dư Kiếm Sinh nói lời này thực chất là đã mai phục, ý vẫn chưa công bố ra ngoài. Hơn nữa trong khi kiểm tra đối chiếu sự thật nếu như gác lại chuyện của Đường ra chúng ta cũng dễ ăn nói. Việc này trong nội bộ quyết định dàn xếp. Có vấn đề đương nhiên phải điều tra đúng không? Không điều tra vấn đề này, liên tục không giải quyết nổi, để càng lâu mối nguy hiểm tạo thành càng lớn. Điều tra. Nhất định phải điều tra nghiêm túc. Thái độ của Diệp Phàm làm cho Dư Kiếm Sinh có chút mơ hồ, trong lòng nhủ điều tra đến cùng sẽ liên quan đến trưởng ban thư ký Mễ Nguyệt, đến lúc đó chính cậu cũng sẽ bị phiền hà gì đó cho mà xem. Ha ha ha, điều tra thì chúng tôi đương nhiên tiếp tục điều tra. Chúng tôi làm công việc kiểm toán, công việc không cho phép chúng tôi lơ là có đúng không? Hơn nữa, ngày mai giám đốc Sở của chúng tôi không chừng có thể trở về huyện Tấn Lĩnh. Dư Kiếm Sinh cười nói,
Diệp Phàm biết ông ta phỏng chừng đã tung tin ra đến giám đốc sở huyện Tấn Lĩnh Lỗ Chính Phong. Giám đốc Lỗ về Đồng Lĩnh là việc tốt mà. Nhân dân Đồng Lĩnh chúng tôi hoan nghênh ngài ấy đến làm khách. Nhân tiện cũng có thể chỉ đạo chúng tôi khai triển công việc, có phải không chứ? Diệp Phàm giả bộ ngốc, biết rõ Lỗ Chính Phong là người Đồng Lĩnh mà lại biến thành khách mời. Giám đốc Lỗ là người Đồng Lĩnh, lần này về nghe nói là để thăm người thân. Về phần công việc cũng không nghe nói Ô Nghi muốn đến Đồng Lĩnh để chỉ đạo công việc gì đó. Có khi chỉ thuần túy là đi thăm người thân. Dư Kiếm Sinh thản nhiên cười nói. Thăm người thân, thì ra là thế. Không ngờ giám đốc Lỗ còn có người thân ở thị xã Trương Hà. Giám đốc Lỗ kia cũng coi như là một nửa người Trương Hà rồi. Ha ha, đến lúc đó chúng ta muốn thỉnh giáo ông ấy về phương diện công việc chẳng phải là dễ dàng hơn sao? Cận Thủy Lầu Đài Tiên Đắc Nguyệt mà. Diệp Phàm bình tĩnh bật cười ha ha, chính là không để Dư Kiếm Sinh như ý, không theo lời của anh ta, khiến Dư Kiếm Sinh cảm thấy có chút buồn bực, trong lòng nhủ tiểu tử này giả ngốc hay là cố ý đi lòng vòng. Đúng thế, giám đốc Lỗ về thăm đứa cháu họ Lỗ Hà Hương. Nghe nói con trai của đứa cháu họ xảy ra chuyện gì. Mà cháu gái họ cũng rất đáng lo lắng, gần đây gầy đi rất nhiều, giám đốc Lỗ không buồn ăn cơm, nghĩ lo cho đứa cháu họ sinh bệnh, muốn về dỗ dành nó một chút. Đều là người một nhà cả, máu mủ tình thâm có phải không? Dư Kiếm Sinh vội vàng đem quân bài chưa lật ra, chỉ sợ bị Diệp Phàm quấy rối đến lúc đó quân bài chưa lật cũng không đánh ra được. Lỗ Hà Hương, tên này rất hay. Diệp Phàm dường như biết được Lỗ Hà Hương là vợ của Đường Vân. Hơn nữa hắn cũng không hỏi chuyện gì, nhưng thật ra là khen ngợi đặt tên đó, Dư Kiếm Sinh thiếu chút nữa muốn điên lên rồi, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Cái tên này rất hay, đáng tiếc con trai của cô ta Đường Sở, cái tên này đặt có chút sát khí, người Sở có sát khí có phải hay không? Vì một cái tên Lỗ Hà Hương còn đi hỏi thầy bói. Giám đốc Lỗ nghe nói việc này thấy buồn cười còn khen nói cái tên Đường Sở này cũng không tệ lắm. Tuy nhiên chuyện lần này thật ra khiến giám đốc Lỗ không ngờ tới. Không thể tưởng tượng được sát khí đã thật sự đến rồi, miệng lưỡi thầy bói thật sự không thể tin có phải hay không? Đường Sở chẳng lẽ chính là con trai của đồng chí Đường Vân người Trương Hà kia? Diệp Phàm không thể giả bộ nữa, buộc lòng phải hỏi. Không sai, chính là anh ta. Giám đốc Lỗ lần này trở về cũng là muốn câu kết với Cục trưởng Ngọc bên Ẩn Ninh Quốc gia. Kỳ thật có một số việc có thể qua là tốt rồi có đúng không? Giống như mấu chốt của vấn đề phải không? Dư Kiếm Sinh lập tức phơi bày mọi chuyện rồi, nhằm khía Diệp Phàm đừng ép chặt quá. Bằng không vấn đề chính không thể lường được. Ha ha, đích xác vấn đề chính trong việc cải tạo đường Tân Long là một vấn đề. Vừa rồi nghe Mễ Nguyệt gọi điện thoại đến báo cáo nói là vấn đề chính cô ấy đã hiểu. Mà người đương sự là đồng chí Mễ Dũng đã đi đến cục công an tự thú rồi. Diệp Phàm cười nói, đẩy quân bài chưa lật ra. Dư Kiếm Sinh vừa nghe, biết nói tiếp cũng vô dụng. Người ta ra chiêu ác hơn, rõ ràng tự thú rồi vậy anh còn muốn dùng vấn đề này nói chuyện. Có mà dùng cái khỉ ấy. Ông ta còn nói mấy lời chẳng ra sao rồi cáo từ. Tuy nhiên trước khi đi còn quăng ra một câu, nói. Vấn đề chính chỉ là vấn đề nhỏ, tuy nhiên có những vấn đề không nhỏ chút nào. Ha ha ha, vấn đề lớn hay nhỏ đều là vấn đề, phải tra ra. Diệp Phàm một chút cũng không nhượng bộ, căn bản cũng không dư thể diện cho Tư Kiếm Sinh. Vừa về đến văn phòng thành ủy Dư Kiếm Sinh liền gọi điện thoại cho Lỗ Chính Phong. Tiểu tử này vẫn là cục xương khó gặp. Lỗ Chính Phong nói. Căn bản C là giả ngu với tôi, Đường Ý Hùng đi qua tôi thấy được anh ta biết rất nhiều chuyện. Anh xem toàn giả ngu với tôi. Vốn là không muốn giải quyết việc này thật là có chút khó giải quyết thật. Dư Kiếm Sinh có chút buồn bực nói. Nếu bộ dạng như vậy thì điều tra nghiêm túc, lần này đổ hết lên người Mễ Nguyệt, chẳng lẽ không thể trực tiếp đổ lên người Mễ Nguyệt sao? Tôi không tin anh ta chính là bao thanh thiên vạn năm khó tìm. Ngay bao thanh thiên cũng có thất tình lục dục, có nhi nữ tình trường phải không chứ? Lỗ Chính Phong thản nhiên hạ chỉ thị. Chỉ sợ nhất thời rằng co không được cuối cùng cho dù có làm ra cái gì cũng đã quá muộn. Bên Đường Sở có lẽ không đợi chờ được, chỉ sợ bên bộ đội đem việc này báo đến Viện Kiểm sát quân sự thì đã quá muộn. Dư Kiếm Sinh nói. Bên Ý Hùng không thể bất tài, theo tính chất công việc mà nói. Kiểm tra an toàn càng dễ ra, thành tích. Cậu lên giọng với Ý Hùng,
kêu anh ta tăng thêm biên độ. Dừng lại những mỏ quặng có sức ảnh hưởng lớn, đến lúc đó những mỏ quặng kia có thể khiến anh ta gặp phiền phức lớn, Lỗ Chính Phong tôi cũng muốn xem anh ta khá đến cỡ nào. Lỗ Chính Phong giọng có chút sát khí. Buổi tối khi sắp tan việc, Tề Thiên gọi điện thoại tới mời Diệp Phàm uống vài chén, Diệp Phàm nhìn đồng hồ đeo tay mang theo cặp công văn đi thẳng lên lầu Bôn Thiên Nhai. Cherokee vừa mới dừng xe ở tầng trệt, Tề Thiên như một người hầu nam trẻ tuổi bước dài lên trước mở cửa. Quái, không có gì ân cần, không gian xảo tức là đạo trích. Diệp Phàm nhìn Tề Thiên với vẻ mặt kỳ lạ. Đừng vậy mà anh Diệp, em vì đại ca dốc sức làm việc. Đây là sự nghiệp vô cùng quang vinh, vô cùng vĩ đại. Tề Thiên thở dài nói. Tiểu tử cậu nghe óc rồi. Diệp Phàm giơ tay cho anh ta một quyền, cười nói. Có phải có việc muốn nhờ tôi, anh em nhà chúng ta không phải khách khí, nói đi muốn nhờ cái gì? Diệp Phàm đúng là thần nhân, véo một cái liền có thể đoán chính xác, lợi hại. Tề Thiên khoa trương giơ ngón tay cái lên, sắc mặt chuyển sang có chút hổ thẹn nói. Đại ca đợi lát nữa đừng trách em, bao bên trong còn có hai người khách. Có phải là thuyết khách của Liễu gia đến không? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Chương 2522, đừng chơi trò đếm số với tôi. Tề Thiên nhất thời ngạc nhiên, thằng này toàn thân có chút mê mẩn, ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, miệng há ra cũng có chút khoa trương. Giả ngốc như vậy làm gì? Diệp Phàm trừng mắt nhìn người này một cái. Tà môn à Diệp Phàm, anh nói xem làm thế nào tính được. Tranh thủ thời gian dạy tôi, nắm được chiêu này cuộc sống không sợ điều gì rồi. Đến khi đó lãnh đạo có một việc đau đầu nhức óc bấm quẻ trước để quyết định thì tốt quá. Tề Thiên vỗ cái đầu ngu ngốc kêu lên. Này, có gì kỳ quái, gần đây toàn khơi chuyện này lên. Diệp Phàm tức giận nói. Lợi hại, Diệp Phàm chính là Diệp Phàm. Khó trách chúng ta chỉ có thể làm tiểu đệ, mà anh chính là lão đại. Tề Thiên cười, hai người vào phòng riêng. Phát hiện bên trong có hai người, người thứ nhất là Liễu Nguyệt, một vị khác toàn thân tây phục rất chuẩn thước. Người đàn ông trung niên còn thắt cà vạt, khuôn mặt hơi dài có chút giống với Liễu Nguyệt. Nhưng không phải rất giống, xem ra cũng có vẻ là người nào đó của Liễu gia. Bí thư Diệp, vị này là chú Liễu Sinh Thông. Liễu Nguyệt ngay cả đứng cũng không đứng lên. Miệng đang giới thiệu. Cô gái này thật đúng là có chút kiêu kỳ. Âu, Liễu tiên sinh, chào ngài. Diệp Phàm lên tiếng chào hỏi rất đúng mực. Xin chào trợ lý Diệp. Liễu Sinh Thông sau khi lên tiếng chào hỏi, tiến lên chỗ Liễu Nguyệt cười nói. Liễu Nguyệt, sau này không thể lại gọi bí thư Diệp, nên gọi là trợ lý Diệp mới đúng. Trợ lý Diệp, trợ lý ở đâu? Liễu Nguyệt sửng sốt, dùng giọng điệu châm chọc. Ha ha. Một trợ lý nhỏ, giá trị không đáng để Liễu đại tiểu thư hỏi tới. Diệp Phàm thản nhiên nói. Là trợ lý chủ tịch tỉnh còn trợ lý nhỏ gì chứ? Là độ cao mà dân thường chúng tôi phải ngước nhìn. Liễu Sinh Thông cười nói. Lên chức rồi, lên chức này rất nhanh nha. Xem ra trợ lý Diệp rất biết chạy. Liễu Nguyệt châm chọc nói, hạ thấp Diệp Phàm thành hạng người chỉ biết chạy chức chạy quyền. Liễu Nguyệt, đừng có nói bừa. Trợ lý Diệp có thể thăng chức đấy là người ta thật sự có bản lĩnh. Nào, tôi xin kính trợ lý Diệp một chén xem như lời chúc muộn. Liễu Sinh Thông cười tủm tỉm giơ chén rượu lên. Người như thế thật sự là nhanh nhẹn, chỉ mới gặp mặt Diệp Phàm lần đầu không ngờ giống như đã quen từ lâu, lập tức cùng anh giao hảo. Chính là trong lòng Diệp Phàm cũng ám thầm bội phục đám người ra mặt dày, loại người này khi nên giả bộ đáng thương, tuyệt sẽ không qua loa. Diệp Phàm đương nhiên cũng sẽ không so đo những cái này, cầm ly rượu lên cạn chén với Liễu Sinh Thông. Liễu Nguyệt, chúng ta cùng chúc mừng Diệp Phàm thăng chức. Để không khí sôi động, Tề Thiên cũng cười ha hả nâng chén rượu. Một trợ lý, xem ra trong dấu ngoặc kép vẫn là giám đốc sở. Nhiều nhất là hưởng thụ đãi ngộ phó bộ thôi, cái này có cái gì mà đáng chúc mừng. Không ngờ Liễu Nguyệt không cho một chút thể diện, vẻ mặt Tề Thiên có chút cứng ngắc. Uống rượu, Liễu Sinh Thông lập tức ba phải. Ha ha, không có gì, trợ lý nhỏ cũng có thể cứu trưởng khoa lớn đấy. Diệp Phàm vẻ mặt dường như đang cười, Liễu Nguyệt vừa nghe mặt mày tức đến tái xanh. Đương nhiên là bị Diệp Phàm chọc đúng chỗ đau rồi, cô ta lo nhất nói đến việc của Thiên Khâu Cốc này nọ. Bởi vì Liễu Nguyệt trong bộ đội là sĩ quan cấp phòng. Tuy nhiên Liễu Sinh Thông vẫn hướng luôn ra hiệu với Liễu Nguyệt. Cuối cùng Liễu đại tiểu thư cũng không nổi giận,
Đôi bên uống rượu, được vài chén sắc mặt ai ai cũng đỏ bừng lên. Lúc này Liễu Sinh Thông vụt tắt nụ cười, nói. Trợ lý Diệp, thực ra tối nay tôi đến nơi đây là chịu quyền ủy thác của ngài Liễu Tây Hà, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thắng, thương lượng với trợ lý Diệp một vài việc. Có chuyện gì xin Liễu tiên sinh cứ nói. Diệp Phàm khách khí nói. Biết việc tạo áp lực của Vương Triều có kết quả rồi, trong lòng tự nhiên cao hứng. Bằng không vẫn rằng co với Diệp Phàm, lời hứa này liền trở thành lời nói sằng bậy. Hơn nữa người khác đã hạ thấp thân phận, bản thân hà tất còn quấn quýt làm cái gì. Là như vậy, cho tới nay chủ tịch Liễu của chúng tôi cũng đều quan tâm tới một vài sự nghiệp dân sinh. Hàng năm đều đã dành ra 30 triệu để quyên tặng hoặc làm việc từ thiện. Nỗi khổ của nhân dân Hồng Cốc Trại đã làm cảm động chủ tịch Liễu. Cho nên để hoàn trả triệt để nước cho Hồng Cốc Trại. Chủ tịch Liễu cùng với thành viên của hội đồng quản trị sau khi thông qua thương lược, quyết định bán trạm phát điện Hồng Cốc cho chính quyền Đồng Lĩnh với giá cao hơn 10% giá mua, coi như làm việc thiện. Như vậy có thể hoàn toàn hoàn trả nước cho trại dân của trại Hồng Cốc. Lời này của Liễu Sinh Thông nói quả thật là mượt mà, vừa giữ thể diện cho chủ tịch Liễu cũng vừa giữ thể diện cho Diệp Phàm. 10%, tôi tin rằng các anh đã tính toán cụ thể giá tiền. Liễu tiên sinh thẳng thắn cho tôi một con số cụ thể chuyển nhượng trạm phát điện. Diệp Phàm trong lòng sửng sốt nhưng vẫn không nghĩ Liễu Tây Hà đột nhiên lại hào phóng như vậy. Kỳ thật Diệp Phàm trong lòng đã sớm có con số. Kết quả theo Vương Triều điều tra được chính là, trên thực tế hồi đầu khi mua trạm điện Hồng Cốc, công ty Liễu Mạn của Liễu Sướng đã tiêu hết 70 triệu nhân dân tệ. Hiện tại nếu lấy giá cao hơn 10%, tính ra chưa đến 80 triệu nhân dân tệ đã có thể mua về trạm phát điện. Đây tuyệt đối là kiếm lớn rồi, bởi vì tính trên thực tế hiện nay trạm phát điện Hồng Cốc giá trị ít nhất phải 120 đến 150 triệu nhân dân tệ. Thậm chí còn nhiều hơn số đó, khoản mua bán này tuyệt đối sẽ không lỗ. Tập đoàn Vạn Thắng lúc trước chi cho trạm phát điện Hồng Cốc tổng cộng hết 120 triệu nhân dân tệ. Hiện tại thời gian 5 năm đã trôi qua, thêm 10% tức là 130 triệu nhân dân tệ. Chủ tịch Liễu đã nói đây là việc từ thiện, cho nên chỉ cần đủ 130 triệu nhân dân tệ là được. Liễu Sinh Thông nói. Liễu tiên sinh, chủ tịch Liễu đã có thành ý đem trạm điện Hồng Cốc cho chúng tôi với hình thức làm việc thiện. Đây không phải muốn chơi đùa với những con số với tôi sao? Diệp Phàm mặt nghiêm nghị, hừ nói. Chơi trò đếm số à, tôi không rõ ý này của trợ lý Diệp là có ý gì. Kính xin giải thích một chút, tôi sẽ truyền lại tới chủ tịch Liễu. Liễu Sinh Thông biểu hiện có chút kinh ngạc hỏi. Lúc trước thật sự đã tiêu hết 120 triệu nhân dân tệ cho trạm phát điện Hồng Cốc sao? Những điều này cũng không có tài liệu lưu lại, đây không phải chuyện chỉ nói miệng là được. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Đúng vậy. Tập đoàn Vạn Thắng chúng rồi quả thực có tư liệu lưu lại. Lúc trước mua lại trạm phát điện Hồng Cốc là 120 triệu nhân dân tệ. Số liệu này đến giờ chúng tôi vẫn còn giữ lại, tuyệt đối không phải là giả. Không tin trợ lý Diệp có thể kêu người điều tra xem có phải hay không. Liễu Sinh Thông vẻ mặt nghiêm túc nói. Theo tôi được biết lúc trước chỉ chi có 50 triệu nhân dân tệ. Hơn nữa 20 triệu nhân dân tệ kia có được dưới hình thức vay ngân hàng. Thêm 20 triệu nhân dân tệ đó cũng không vượt quá 70 triệu nhân dân tệ, từ bao giờ đã biến thành 120 triệu nhân dân tệ rồi. Con số này có vẻ chênh lệch tương đối lớn. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Trợ lý Diệp, tập đoàn Vạn Thắng chúng tôi khi mua lại quả thật đã phải trả 120 triệu nhân dân tệ, đây là tài liệu chứng minh lúc trước đã qua công chứng, tuyệt đối không có giả tạo. Bằng không trợ lý Diệp hoàn toàn có thể cho người đi điều tra mà. Liễu Sinh Thông vừa nói vừa cầm túi ra chuẩn bị lấy tài liệu ra đặt lên ghế. Thì không sai, 120 triệu nhân dân tệ kia chúng tôi cũng rõ. Tuy nhiên đó là khoản tiền các anh cấp cho công ty Liễu Mạn. Mà hồi đầu khi mua trạm phát điện Hồng Cốc, các anh chỉ tiêu 70 triệu nhân dân tệ. Lẽ nào còn phải gọi người đưa ra giấy chứng nhận? Diệp Phàm nói. Giữa chúng ta có thể có hiểu lầm. Vừa rồi trợ lý Diệp cũng đã thừa nhận tập đoàn Vạn Thắng chúng tôi chi cho trạm phát điện Hồng Cốc 120 triệu nhân dân tệ có phải hay không? Sẽ không có chuyện chúng tôi lấy lại số tiền thấp hơn giá bán 70 triệu nhân dân tệ. Trên đời này mặc dù làm việc thiện nhưng cũng phải có một mức độ có đúng không? Giá bán chẳng khác nào nhảy lầu này, nếu như không phải chủ tịch Liễu muốn làm việc thiện thì tuyệt đối không bán đi trạm phát điện Hồng Cốc. Hơn nữa chúng tôi có tư liệu và con số chứng minh.
bây giờ trạm phát điện Hồng Cốc giá trị ít nhất cũng phải 180 triệu nhân dân tệ. Đây vẫn là con số được giữ kín. Các anh chỉ cần 130 triệu nhân dân tệ đã lấy lại được, sang tay cũng có khoản lợi 50 triệu nhân dân tệ, đây chính là đại lễ của Chủ tịch Liễu tặng cho Ủy ban Nhân dân Đồng Lĩnh các anh. Chủ tịch Liễu nói việc thiện là ở tâm, tốn ít tiền cũng không có gì. Cái miệng này của Liễu Sinh Thông thật là không phải chỉ để trưng cho đẹp. Đó là cách tính của các anh, theo tôi được biết, chúng tôi cũng hỏi qua các chuyên gia về phương diện có liên quan. Họ nói giá trị hiện giờ của trạm phát điện Hồng Cốc là 120 triệu nhân dân tệ. Nếu chúng tôi lấy lại với giá 130 triệu nhân dân tệ, vậy chẳng phải chúng tôi bị mua lại với giá cao hay sao? Việc thiện mà Chủ tịch Liễu đã nói kia là tôi giúp ông ấy làm. Các anh vừa được danh vừa được lợi. Việc như thế này Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh chúng tôi tuyệt đối không thể làm. Thái độ của Diệp Phàm càng cứng rắn. Nhưng bán ra thấp hơn giá 70 triệu nhân dân tệ cũng không hợp lý lắm, làm việc từ thiện cũng không phải làm với cách như vậy. Liễu Sinh Thông đối với thái độ cứng rắn với Diệp Phàm cũng cảm thấy có chút đau đầu. Cái này, các anh phải đi hỏi, công ty Liễu Mạn trước. Nói thì tôi không muốn nói nhiều, nếu các anh thực sự có thành ý thì thêm 10% so với giá ban đầu mà công ty Liễu Mạn mua. Bằng không nói nhiều cũng vô dụng, Ủy ban Nhân dân Đồng Lĩnh chúng tôi không thể tiêu tiền hoang phí. Sự vướng mắc trong chuyện này tôi không nói ra, nói chỉ thêm chán. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Trợ lý Diệp việc này thương lượng có được không? Hà Tất vừa mở miệng ra đã lấp đường chết rồi. Tôi thấy đôi bên chúng ta cùng lùi một bước. Tập đoàn Vạn Thắng làm việc thiện thì xóa con số lẻ kia đi, lấy số nguyên 100 triệu nhân dân tệ là được. Mà các anh cũng không phải nhìn chằm chằm vào con số 7-80 triệu nhân dân tệ. Tăng thêm chút hòa khí sinh tài. 100 triệu nhân dân tệ đối với Ủy ban Nhân dân Đồng Lĩnh các anh, lợi nhuận không phải vô cùng lớn hay sao? Liễu Nguyệt tỏ ra không kiên nhẫn được nữa xen vào nói. 100 triệu nhân dân tệ, quá đắt, thêm 10% của 70 triệu nhân dân tệ, tổng là 77 triệu. Nếu đồng ý thì có thể ký hợp đồng chuyển nhượng mua bán ngay. Nếu không đồng ý chúng ta uống rượu nhé, mua bán không thành thì là bạn có phải hay không? Diệp Phàm nói, Liễu Nguyệt thiếu chút nữa thì điên lên, dễ dàng với thằng này không ngờ còn khoe mẽ. Giống như tập đoàn Vạn Thắng dễ dãi quá. Chơ cháo, Diệp Phàm hôm nay đã cho Liễu Nguyệt tôi được mở rộng tầm mặt rồi. Trên đời này cái gì gọi là không biết xấu hổ, một mình anh đã khiến tôi tiếp thu toàn bộ rồi. Chú, chúng ta không nói nữa. Rượu này uống cũng không có hương vị, có điều gì để nói với loại người này cơ chứ, thấp kém. Liễu Nguyệt tức giận đứng lên muốn bỏ đi. Cũng vậy cả thôi. Diệp Phàm cũng chọc tức, lạnh lùng hừ nói, nhìn Tề Thiên liếc mắt một cái, nói. Tề Thiên, sau này đừng người nào cũng dẫn tới ăn bàn ăn, thật là mất hứng. Nói xong đứng lên định đi. Chương 2523, Liễu gia chịu thua. Anh, hôm nay thật ngại quá, có chút mất hứng, về sau sẽ không vậy đâu. Tề Thiên mặt trướng đỏ lên, nói. Trước hết xin anh lưu lại chút đã, hai anh em chúng ta cạn vài chén, tôi uống cùng anh. Tề Thiên, lời này của anh có ý gì? Liễu Nguyệt trừng mắt nhìn chằm chằm Tề Thiên hỏi. Cô nghĩ là có ý gì, cô nói đi. Tề Thiên nổi giận, vằng một tiếng đứng phắt dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt sáng quắc, nói. Thực sự nghĩ rằng Tề Thiên tôi nhu nhược có phải không? Liễu Nguyệt cô là con nhà quyền quý, điểm này Tề Thiên tôi không bằng. Những ngày qua Tề Thiên tôi kính trọng cô, đó bởi vì cha cô nhân viên tư lệnh Liễu chứ không phải là cô. Nói thật lòng, không phải có tư lệnh Liễu, Tề Thiên tôi căn bản không muốn nịnh bợ cô. Cô thật sự cho rằng bản thân đã là một nhân vật có phải không? Tề Thiên tôi đã nói rồi, ai bất kính với anh tôi chính là kẻ thù của Tề Thiên tôi, bất cứ người nào bao gồm cả Liễu Nguyệt cô. Cô muốn đi cũng được, giờ đi luôn đi, tai tôi cũng thanh tịnh một chút. Về phần nói cô quay về làm thế nào khóc lóc kể lể trước mặt tư lệnh Liễu, tùy cô nhé. Trời phải có mưa con gái phải thành ra, Tề Thiên tôi chờ là được. Về phần nói chủ tịch Liễu của tập đoàn Vạn Thắng, thực sự cho rằng Tấn Lĩnh này các anh muốn thế nào thì như thế đó, có phải không? Tấn Lĩnh này còn có bố tôi, Tề Chấn Đào ở đó. Tề Thiên có là gì cũng không quan trọng, hoàn toàn có thể từ bỏ tất cả. Thẳng thừng trực tiếp thương lượng. Ha ha, sư trưởng Tề, tập đoàn Vạn Thắng ở Tấn Lĩnh không là cái gì.
Nhưng trên chủ tịch Tề không phải còn có bí thư La sao? Về phần nói Liễu gia chúng tôi, cũng có mấy người có chút phân lượng. Liễu Sinh Thông cũng không thể không đứng lên nói, vì Liễu Nguyệt bị chọc tức. Ha ha, nói hay lắm. Nếu nói đến phân lượng, Diệp Phàm tôi cũng biết vài người. Hay là nói cả ra, dùng cân cân xem, bên nào nặng hơn. Diệp Phàm bộ dạng châm chọc hừ nói. Chú, không nói với bọn họ nữa, kẻ điên. Liễu Nguyệt tức giận đến mức đạp cửa xông ra, Liễu Sinh Thông lắc đầu xoay người đuổi theo. Anh, cạn chén, việc này thành ra thế này đều do lỗi của tôi sai. Tề Thiên lấy chén rượu trên bàn uống liên tiếp ba ly. Phun ra toàn mùi rượu, nói. Đừng lo lắng, Liễu Tín Đông cũng không thể bắt cậu làm gì cả. Nếu anh ta thật sự ra tay với cậu, Diệp Phàm tôi sẽ tìm lại công đạo qua bầu trời của Ủy ban quân giới. Hơn nữa Hải gia cũng không phải là chén đèn cạn dầu. Lời của Diệp Phàm có lực âm vang, nói năng có khí phách. Tôi không phải sợ bọn họ trả thù. Việc này tôi vẫn nhìn rất thoáng. Tôi cảm thấy đấu không nổi rồi anh ơi. Liễu Nguyệt, con quỷ nhỏ này quá kiêu ngạo. Con gái nhà quyền quý quá kiêu ngạo, quá tài giỏi rồi. Tề Thiên tôi giàu gì cũng là một công tử. Cô ấy như vậy với anh là không được. Không được. Tề Thiên tức giận đấm một nắm đấm lên bàn. Ngay tức thì rất nhiều chiếc đĩa bị vỡ. Cúa không thức thời, là cái gì chứ? Liễu Sinh Thông vừa ra khỏi cửa, rốt cục nhịn không nổi phát bực. Sớm đã nói qua với mọi người, người kia chính là tảng đá thối trong gầm cầu, rửa thế nào cũng vẫn thối. Còn không tin, bây giờ vui rồi, mất hết cả mặt mũi rồi. Lúc đầu cháu không đồng ý với cách của cha cháu, chuyện như vậy áp dụng cưỡng chế mạnh mới được, chỉ cần chú đồng ý lên tiếng kêu gọi. Gia quân nhiều một chút, vừa kiểm toán vừa điều tra. Đồng lĩnh còn có thế gách vác được không? Đến lúc đó Diệp Phàm lau đít còn không kịp, đâu còn thời gian đi quản chuyện của Liễu Sướng. Liễu Nguyệt tức giận nói. Đừng oán trách anh ấy nữa, anh ấy cũng có chỗ khó của mình. Kiểm toán này mặc dù nói có thể chỉnh, nhưng cũng cần thời gian phải không? Chỉ sợ Liễu Sướng đến lúc đó không đỡ được bị bắt vào. Người một khi đã bị bắt vào rồi muốn ra cũng phiền toái. Huống chi tên vương triều kia tính tình cũng không khác gì Diệp Phàm, đều là người đồng bóng. Liễu Sinh Thông hừ nói. Họ Vương thực vẫn nhất quyết không buông. Liễu Nguyệt vẫn có chút kinh ngạc, liếc nhìn Liễu Sinh Thông một cái, nói. Cháu không rõ, một phó cục trưởng cấp giám đốc sở dựa vào cái gì cứng rắn mạnh mẽ đến vậy. Người chú dù thế nào cũng có phân lượng hơn anh ta. Còn không phải ôm chặt lấy chân lớn của Diệp Phàm, cho là đại viện Kiều gia đang chống đỡ. Điều gì cũng không sợ rồi. Chú thấy cũng không chắc. Liễu Sinh Thông lắc đầu, gọi điện thoại. Dù sao cũng phải cùng với Liễu Tây Hà thương lượng đối sách cho việc này. Diệp Phàm gọi điện cho Thiết Ca. Xem ra khiến Liễu gia thua hoàn toàn là rất khó. Tôi thấy trong đây vấn đề không phải là mấy chục triệu. Liễu Tây Hà có tiền, những cái này không thiếu. Còn chẳng phải là một mặt đang tác quái. Liễu gia mặc dù nói chịu thua thiệt chút, nhưng không chịu quá thua thiệt. Tuy nhiên, cậu em, thấy được thì cứ nhận. Thiết Chiêm Hùng khiên nhủ. Không nhận được. Diệp Phàm nói. Nói thế nào, nhìn nhận tất cả những điều cậu nói. Cho dù là 100 triệu nhân dân tệ các cậu cũng có lợi nhuận đúng không? Tôi không rõ sao lại không nhận được. Thiết Chiêm Hùng hỏi. Chúng tôi căn bản là không bỏ ra được 100 triệu nhân dân tệ tiền mặt, hơn nữa tôi cũng không muốn bỏ ra nhiều tiền đến vậy. Nếu trong cuộc mua bán trạm điện Hồng Cốc, Liễu gia đã vi phạm pháp luật, thì phải trả giá đắt. Chẳng những không thể trả 100 triệu nhân dân tệ mà ngay đến 10% của 70 triệu nhân dân tệ cũng không đưa. Vừa rồi tôi còn nể mặt Tề Thiên đồng ý giá 10%, từ bây giờ, sẽ là 70 triệu nhân dân tệ, bằng không một chữ cũng không phải nghĩ. Nếu không chúng tôi liền, đấu pháp, đến cùng. Chuyện này, tôi cũng đã nghĩ đến khoản phân bổ của Bộ Tài chính. Phong Châu đã lấy mất 40 triệu. Còn lại 60 triệu, lấy lại trạm phát điện cũng khó khăn. Tôi có kế hoạch, muốn dùng khoản tiền này mua lại trạm phát điện Hồng Cốc. Sang tay qua lại liền có thể kiếm được tầm 100 triệu nhân tệ. Đến lúc đó có một khoản tiền khoảng 600-700 triệu nhân dân tệ, đây là nền móng làm giàu thêm cho trạm phát điện Hồng Cốc. Diệp Phàm phân tích cho Thiết Chiêm Hùng nghe. Ừ, rất có lý. Đây là một khoản kinh phí lớn. Lại là dùng tiền đến từ tiền cải tạo đất của Bộ Tài chính để kiếm ra. Xem ra trên đời này chỉ có cậu mới dám làm chuyện này.
Cán bộ khác chú ý này chú ý nọ đâu có dám đi mạo hiểm phiêu lưu chuyện này. Hơn nữa, cán bộ bình thường, dưới sự bức ép của Liễu Tây Hà, đã sớm chịu thua rồi. Đâu còn có được bao nhiêu lợi nhuận có thể đến tay. Tuy nhiên lời hứa của cậu sắp đến hạn rồi, chỉ còn mười mấy ngày nữa thôi. Đến lúc đó cậu dù sao cũng phải nghĩ ra cách gì mới được. Bằng không, cửa ải này cậu không qua được rồi. Nếu không tôi trực tiếp nhúng tay vào trước, bắt Liễu Sướng lại rồi tính sau. Vẫn muốn xem Liễu gia có thể chịu đựng đến khi nào. Thiết Chiêm Hùng sống lại thời oai hùng trước kia. Ủy ban kỷ luật tỉnh trì trệ không hề nhúc nhích, xem ra quan hệ của Lan Chính, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật với Liễu gia tương đối thân thiết. Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì, cái này tôi cũng không rõ lắm. Tuy nhiên từ đây có thể thấy được sự chiếu cố của Lan Chính với Liễu gia. Đương nhiên cũng không thể loại trừ có điều kiêng kỵ trong chuyện này. Dù sao Lan Chính chỉ là một cán bộ cấp phó tỉnh, không muốn đi va chạm với gia tộc mạnh như Liễu gia. Diệp Phàm nói, chúng ta cho họ thêm chút, nguyên liệu, là được rồi. Thiết Chiêm Hùng cười một tiếng u ám. Có phải là bảo Lý Long đi gọi điện thoại tạo áp lực? Diệp Phàm cười nói, việc này nếu như Lan Chính biết Lý Long cũng hiểu được việc này thì nhất định không thể che giấu, không thể không làm. Cho đến lúc đó, Liễu gia vẫn không thỏa hiệp liền cho Liễu Sướng vào trước. Thiết Chiêm Hùng nói, cũng không hẳn không phải là một biện pháp tốt. Tuy nhiên, tôi không muốn làm phiền Lý Long mãi. Nếu mình tự giải quyết được, bản thân tự giải quyết chẳng phải tốt hơn sao? Cho nên tôi cho Liễu gia thời gian 2 ngày. Tiếp tục không có động tĩnh tôi không thể không xuống tay nặng, cái này cũng không trách được chúng ta. Diệp Phàm giọng điệu cũng nặng hơn. Đúng, cho họ thêm 2 ngày. Nếu như Liễu gia thật sự muốn, đấu pháp, mấy anh em chúng ta sẽ sóng vai, cùng chơi đùa với họ một chút. Thiết Chiêm Hùng thật sự hào hứng. Kỳ thực, Diệp Phàm biết Thiết Chiêm Hùng đang quan tâm đến bản thân. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phàm không ngờ tới là 9 giờ sáng ngày hôm sau, Liễu Sinh Thông lại thăm hỏi. Diệp Phàm đương nhiên đón tiếp anh ta một cách ôn hòa. Trợ lý Diệp, tối qua về thương lượng với Liễu gia, Chủ tịch Liễu cũng cảm động với tấm lòng vì dân sâu sắc của trợ lý Diệp. Quyết định quyên tặng 20 triệu nhân dân tệ cho trại dân trại Hồng Cốc. Các anh chỉ cần đưa 80 triệu nhân dân tệ là có thể mua lại trạm phát điện Hồng Cốc về rồi. Liễu Sinh Thông trực tiếp nói chuyện chính. Không kèm theo bất cứ điều kiện nào hay sao? Diệp Phàm hỏi sau khi suy xét, việc này đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Nếu không, kèm theo vài điều kiện không thể chấp nhận được, thì khoản mua bán kia cũng không thể thành được. Một yêu cầu nhỏ, tôi muốn các anh nhất định phải tổ chức nghi thức mua bán. Đến lúc đó xem ra còn mời phóng viên hoặc nhà báo đến. Tập đoàn Vạn Thắng chúng tôi bỏ tiền ra bán trao tay cũng là để sớm hoàn trả nước cho nhân dân Hồng Cốc trại. Cho nên, cái này. Liễu Sinh Thông nói đến đây nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Âu, Diệp Phàm sau khi có chút hơi ngạc nhiên gật đầu, cười nói. Cái này không thành vấn đề. Chúng tôi nhất định sẽ đem tấm lòng hảo tâm của Chủ tịch Liễu đi quảng bá. Được, tất cả tài liệu tôi đều đã mang đến. Liễu Sinh Thông gật đầu. Nhìn Diệp Phàm, cười nói. Trợ lý Diệp, nghe nói Cục trưởng Cục Công an Hình sự Vương Triều đã từng làm việc với anh. Vương Triều có phải Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự không? Diệp Phàm đương nhiên cũng phải giả ngu một chút, cho nên cố ý hỏi. Có một số việc, ví như đôi bên đều biết là đối phương đang trị chính mình. Nhưng đều giả không biết, bằng không vấn đề mặt mũi này không giải quyết nổi. Đương nhiên Liễu Sinh Thông hỏi như vậy Diệp Phàm cũng có thể đoán được. Người ta cho dù chịu thua rồi cũng phải nhắc nhở chính mình một chút kêu Vương Triều bớt giận thả Liễu Sướng ra. Đúng vậy. Liễu Sinh Thông gật gật đầu. Cũng không biết anh ta từng đến Hồng Cốc trại khi nào, cho nên có một vài việc anh ấy cũng biết một chút. Việc này. Anh ta đã đến Hồng Cốc trại, cái này Diệp Phàm tôi thật không biết. Diệp Phàm phun ra một vòng khói, nói. Loại anh không biết thì đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi. Liễu Sinh Thông thật muốn tiến lên đấm một quyền cái tên giả vờ ngây ngô này một phen. Tuy nhiên, Liễu Sinh Thông khắc chế lại, anh ta biết đồng chi Tiểu Diệp này đang cố ý khiến mình khó chịu. Vì thế trầm ngâm một hồi, nói. Nghe nói thời gian trước bí thư thành ủy huyện Hồng Lĩnh, Trịnh Mạn, thuộc hạ của đồng lĩnh các anh, còn có chủ tịch huyện, Thường Thanh đều bị bắt. Âu, còn có việc này à? Diệp Phàm giả bộ kinh ngạc, về sau ấp úng nói. Quái.
rốt cuộc vì việc gì mà tới. Cũng không phải chuyện gì to tát, nghe nói là vài việc liên quan đến công ty Liễu Mạn ở tỉnh thành. Việc này sau này đã điều tra rồi, công ty Liễu Mạn cũng không có gì. Mấu chốt là chuyện làm trái pháp luật của hai đồng chí trước kia. Tuy nhiên có một vài người vẫn nhìn chằm chằm vào công ty Liễu Mạn không rời. Người ta không dễ dàng gì để mở công ty có phải không? Liễu Sinh Thông vẻ mặt có chút lúng túng. Chẳng lẽ, những người, này chính là Vương Triều hay sao? Bằng không tin tưởng Liễu Tiên Sinh sẽ không nhắc đến Vương Triều với tôi. Người này cũng thật là, anh ở Bộ Công an sao phải chạy đến Tấn Lĩnh làm gì? Đúng là bắt chó đi cày. Diệp Phàm cố ý nhíu mày, nói Vương Triều một câu bẩn thỉu. Chương 2524, làm xáo trộn cục diện. Phải, cục trưởng Vương vừa lúc đi ngang qua cho nên cũng đã nghe nói vài việc. Kỳ thật ở đây có hiểu lầm, việc bên đó không có liên quan với công ty Liễu Mạn. Có lẽ là cục trưởng Vương không hiểu rõ chân tướng của sự việc. Liễu Sinh Thông nói, nếu thật sự không liên quan gì, tôi phải nói chuyện với anh ấy, đừng có việc gì cũng nhúng tay vào, mệt người. Diệp Phàm thản nhiên nói, liếc nhìn Liễu Sinh Thông một cái, nói. Chẳng qua gần đây bận quá, đồng chí của phòng kiểm toán còn đang ở Đồng Lĩnh làm công việc kiểm tra. Tôi thật sự không thể phân thân, đợi bọn họ đi khỏi, tôi có việc sẽ tới thành phố Bắc Kinh đích thân nói chuyện với Vương Triều. Đúng vậy, trợ lý Diệp rất bận, một thành phố lớn như vậy, còn có việc trong tỉnh. Ý của trợ lý Diệp là đợi phòng kiểm toán đi rồi liền có thời gian rảnh phải không? Liễu Sinh Thông còn xúc động một lúc. Thì đương nhiên, anh không ở trong chính quyền, phỏng chừng không rõ ràng kiểm toán. Việc này vô cùng nghiêm trọng, mọi việc đều phải ứng phó, nếu như tôi rời đến thủ đô Bắc Kinh, bọn họ cần cái gì tôi cũng không làm được. Hơn nữa người ta sẽ nói Diệp Phàm tôi khinh thường họ. Những người này nói thật tôi không được đắc tội. Diệp Phàm thở dài. Đôi bên lại tán gẫu vài câu, Diệp Phàm lập tức triệu tập hội nghị thường vụ lâm thời, đem chuyện của trạm phát điện Hồng Cốc nói lại lần nữa. 70 triệu mua về tuyệt đối không lỗ, tuy nhiên tôi cũng có chút không rõ. Theo số liệu đáng tin cậy giá trị tuyệt đối của trạm phát điện Hồng Cốc năm nay là 150 triệu nhân dân tệ. Đây vẫn là con số khiêm tốn, xem ra không chừng lên đến 200 triệu nhân dân tệ cũng nên. Đầu của Liễu Tây Hà của tập đoàn Vạn Thắng tuyệt đối vẫn chưa cháy đến hồ đồ, ông ta sao lại đồng ý bán trao tay cho chúng ta? Trong việc này lại không kèm theo bất cứ điều kiện nào, thật khiến người ta không hiểu ra sao. Không ngờ Sa Thiên là người đầu tiên nhảy ra nói. Diệp Phàm biết người này không có chút ý tốt nào. Căn bản là muốn khiến mọi chú ý đến, về sau đem việc này vây quanh người Liễu Tây Hà, lại mở miệng gây sự. Ừ, thì có chút khác thường, tuy nhiên cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Khoản mua bán này chúng ta tuyệt đối có lời. Trì Hạo Cường nói. Có lời, tôi sợ sau này chúng ta sẽ phiền phức. Sa Quân lạnh lùng hừ nói, rõ ràng đối với lời của Trì Hạo không hề dễ dãi. Phiền toái. Có gì mà phiền toái chứ? Liễu Tây Hà người ta đầu óc mơ màng muốn làm việc thiện. Người ta có tiền, không giống như chúng ta lấy chút tiền lương ít ỏi của mình, đương nhiên cảm thấy mấy chục triệu này thật kinh khủng. Nhưng trong con mắt chủ tịch Liễu mấy ngàn vạn nhân dân tệ có ăn nhầm gì? Người này làm việc thiện cũng vì danh tiếng mà. Anh thấy đấy, mấy đương kim tỷ phú, có năm nào là không từ thiện mấy chục triệu nhân dân tệ đâu. Con người là vậy, thiện hữu thiện báo. Trì Hạo Cường cũng đả kích không hề khách khí. Nhà từ thiện, tôi thấy không phải vậy. Trước kia ông ta thà chết cũng không cấp nước cho trại dân Hồng Cốc, giờ đã biến thành nhà từ thiện rồi. Tư tưởng của người dễ thay đổi như vậy, những công tác tư tưởng của chúng ta cũng dễ dàng hơn nhiều. Tôi đang hoài nghi trong chuyện này nhất định có vấn đề. Nếu chúng ta hiện giờ không thể nghĩ đến lúc đó sợ khi xảy ra vấn đề nghĩ đến thì cũng muộn rồi. Sa Quân nói đến đây phát hiện mọi người đang lắng nghe, thằng này có vẻ hơi đắc ý, sờ cái cằm nhẵn thín còn nói. Các vị nghĩ xem lần trước không phải đã xảy ra sự cố lớn về miệng cống ngăn của khe suối Cốc Khê sao? Miệng cống này nghe nói thay được mấy năm lại hỏng rồi. Nếu như gặp mưa to miệng cống lập tức sụp đổ thì không phải là tạo thành tai họa lớn rồi sao? Hạ du lại có mấy trăm ngàn dân đang sinh sống. Tôi nghĩ... Vấn đề chất lượng của trạm phát điện Hồng Cốc có phải là rất nghiêm trọng không? Trạm phát điện Hồng Cốc hiện giờ đã trở thành một cục diện rối rắm. Bản thân Liễu Tây Hà cũng không giải quyết nổi nữa rồi, không thể không nhượng bán. Nếu chúng ta tiếp nhận,
căn bản chính là nhận thứ đổ mục nát của Liễu Tây Hà. Đến khi đó làm không ra gì thì phải làm sao? Đó là 70 triệu nhân dân tệ chứ không phải là 70 nhân dân tệ. Đây chỉ là đánh giá thôi, miệng cống bị áp lực nước đè ép liên tục, sụt gãy bất thình lình là điều bình thường. Trạm phát điện Hồng Cốc có thể có vấn đề gì, nhiều nhất hàng năm chúng ta vì chuyện phải thoát nước ra suối mà bị giảm doanh thu mà thôi. Chỉ cần chúng ta có thể duy trì được nước, điều hành một cách hợp lý, những tổn thất này căn bản là chuyện nhỏ. Hơn nữa cũng có thể giải quyết triệt để vấn đề nước dùng của mấy nghìn dân Hồng Cốc. Vương Long Đông nói, anh sao có thể khẳng định tôi đánh giá cái này không chính xác, làm việc gì cũng đều có dự liệu trước. Mà không phải là không thể hiện chút gì, biểu hiện khác thường như vậy của tập đoàn Vạn Thắng, sự việc kỳ lạ như vậy anh nói xem lẽ nào không có yêu tinh xuất hiện. Hơn nữa nếu như không điều tra rõ ràng, cứ để lằng nhằng như vậy ngộ nhỡ ra xảy ra vấn đề thì phải làm sao? Đến lúc đó, trách nhiệm này đồng chí nào gánh đây? Sa Quân hôm nay đã hạ quyết tâm tìm hiểu chuyện này, cho nên nhằm thẳng vào Vương Long nói một tràng với vẻ mặt rất nghiêm túc. Ha ha, Bí Thư Sa, anh nói cũng có chút đạo lý. Tuy nhiên nếu chúng ta không kịp thời mua trạm phát điện, vấn đề nước dùng của Hồng Cốc trại sẽ không có cách nào giải quyết triệt để. Đây chẳng phải là muốn đổ cho trợ lý Diệp mang tiếng bất nhân bất nghĩa sao? Điều này không thể được, tôi tuyệt đối tán thành việc lập tức ký hợp đồng với tập đoàn Vạn Thắng để lấy về trạm phát điện. Chúng ta đều là thủ hạ của trợ lý Diệp, vì lãnh đạo làm việc là điều nên làm. Chiêu này của Tất Vân Lý thật là không phải mưu mẹo bình thường, lập tức đẩy Sa Quân đến thế đối lập với Diệp Phàm. Hơn nữa mua lại trạm phát điện là vì Diệp Phàm đã hứa chuyện hoàn trả nước cho dân. Nếu xảy ra vấn đề về chất lượng thì Diệp Phàm chẳng phải là tội nhân thiên cổ sao? Đó là hai chuyện khác nhau, tôi hoài nghi trong chuyện này có vấn đề, chúng ta hoàn toàn có thể mời các chuyên gia đến phân tích. Nếu chuyên gia thông qua máy móc cùng với thủ đoạn đặc thù phỏng đoán, cảm thấy trạm phát điện hoàn toàn không có vấn đề về chất lượng chúng ta vẫn có thể mua lại mà. Giúp lãnh đạo chia sẻ nỗi lo, đấy là điều nên làm, tuy nhiên, vấn đề chất lượng lại không thể không để mắt đến. Huống chi đây không phải là đang mua một cửa hàng tạp hóa nhỏ mà là một trạm phát điện. Một khi vấn đề chất lượng làm tổn thất nghiêm trọng cuộc sống của mấy trăm ngàn dân dưới hạ du, về vấn đề này chúng ta nhất định phải xử lý cẩn thận mới được. Không thể vì việc nọ mà xem nhẹ việc kia, bằng không đến lúc xảy ra vấn đề hối hận cũng đã muộn rồi. Hơn nữa trên nguyên tắc thái độ trách nhiệm đối với đảng và quốc gia và với nhân dân, chúng ta giờ mở hội nghị thành ủy, bản chất là một sự kiện rất quan trọng. Sa Quân đương nhiên hiểu được tâm tư của Tất Phân Lý, nhưng bản thân Sa Quân cho rằng cũng không nhất thiết phải chịu thua. Thoạt nhìn còn giống như mắc bẫy Tất Phân Lý, tuy nhiên Sa Quân nói chuyện cũng có chút uyển chuyển. Không bằng ngôn từ sắc bén trước mặt, dù sao cũng là dính dáng đến Diệp Phàm, Sa Quân không thể không suy xét vấn đề. Kiểm tra đo lường một chút cũng có lý, tuy nhiên, hiện nay hiệu suất kiểm tra đo lường cũng có chút vấn đề. Bộ phận kiểm tra đo lường đều là những nhân viên công tác lâu năm, chúng ta phải cầu cứu họ. Đến lúc đó chỉ e sau mấy tháng cho ra kết quả. Tuy nhiên, tập đoàn Vạn Thắng người ta đột nhiên lại thay đổi chủ ý thì phải làm sao đây? Hơn nữa làm như vậy cũng có khả năng chọc giận tập đoàn Vạn Thắng. Tôi nghĩ, chúng ta phải quyết định thật nhanh, lập tức mua lại trước trạm phát điện. Đương nhiên sau đó sẽ lập tức kiểm tra đo lường. Nếu như phát hiện vấn đề ở chỗ nào đó phải lập tức chỉnh đốn. Tôi nghĩ thời gian xây dựng trạm phát điện này đến nay cũng chỉ khoảng 10 năm, không thể một lúc là có thể sập ngay được, có phải hay không? Nhất định một công trình lớn như vậy phải có thiết bị giám sát các phương diện. Phó Chủ tịch thành phố Ngọc Xuân Phong nói. Đúng vậy, vấn đề nước dùng của Hồng Cốc trại cũng là vấn đề lớn. Nếu như không nhanh chóng mua trạm phát điện người ta sẽ nhất định không tháo nước. Vừa đầu xuân, đồng ruộng vùng núi về sau sẽ phải dùng đến một lượng nước lớn. Hơn nữa bên Bộ Tài chính đã đưa cho cái cần câu, lãnh đạo trong bộ nhất định lúc nào cũng quan tâm đến vấn đề phát triển của trại dân Hồng Cốc. Nếu chúng ta không có động tĩnh gì thì chẳng phải chọc giận bọn họ hay sao? Đến lúc đó còn muốn tranh thủ xin tiền viện trợ lần hai e rằng rất khó khăn. Hơn nữa con đường của chúng ta còn dài, tuyệt đối không thể làm mất sức ảnh hưởng của đồng lĩnh trong mắt họ. Vậy chẳng phải trở thành tội nhân của nhân dân đồng lĩnh sao? Mễ Nguyệt mở miệng nói. Đây đích xác là một vấn đề không hề nhỏ. Tôi thấy, trưởng ban thư ký Mễ Nguyệt nói cũng có lý.
cứ mua trước rồi hãy nói, nếu như đúng thật là một cục diện rối rắm, chúng ta cũng phải cứu vãn trách nhiệm của tập đoàn Vạn Thắng. Hơn nữa trại dân Hồng Cốc không chờ đợi trì hoãn thêm nữa. Cho nên sau khi mua lại trạm phát điện, kiểm tra đo lường là điều nhất thiết không thể thiếu. Phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra thôi mà. Phó Bí Thư Thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lý Vi vốn không mở miệng bao giờ, đột nhiên lại đưa ra ý kiến. Được rồi, nhất định phải mua lại trạm phát điện, bằng không không giải quyết được vấn đề lớn của trại dân Hồng Cốc. Đương nhiên kiểm tra đo lường là điều ắt phải làm. Hơn nữa cũng nên cẩn trọng, sinh mạng, tài sản và an toàn của người dân sống ở Hạ Du cũng rất quan trọng có phải không chứ? Nếu trạm phát điện Hồng Cốc thật sự là hạt nhân của rắc rối, sau khi chúng ta kiểm tra đo lường sau lập tức phải tra cứu trách nhiệm của tập đoàn Vạn Thắng. Thứ hai, trên nguyên tắc thái độ trách nhiệm đối với đảng và nhân dân, nên xử lý thế nào thì xử lý như vậy. Nếu chúng ta không mua lại, nếu xảy ra chuyện lớn tập đoàn Vạn Thắng người ta lại không để ý đến chúng ta. Đến lúc đó xảy ra vấn đề thật thì đã quá muộn rồi. Nhưng trạm phát điện này trong tay chúng ta vẫn an toàn hơn một chút. Nếu nói tổn thất cũng không thể mất không 70 triệu nhân dân tệ được. Diệp Phàm nói ra với nhịp điệu bình tĩnh. Vậy được rồi, trợ lý Diệp nói rồi tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa. Tuy nhiên tôi vẫn giữ nguyên lời nói vừa rồi về việc kiểm tra đo lường một cách nghiêm túc trước khi mua lại trạm phát điện. Khi chuyên gia nói với chúng ta trạm phát điện này không có vấn đề gì thì khi đó chúng ta mua lại trạm phát điện. Sa Quân cảm giảm một câu. Ừ, mua lại kịp thời trạm phát điện cũng là điều nên làm. Tuy nhiên còn có một vấn đề đó là trong một khoảng thời gian ngắn chúng ta không thể lấy ra một khoản tiền lớn như vậy. Mà tập đoàn Vạn Thắng có điều kiện là phải tiền trao cháo múc, chúng đào đâu ra nhiều tiền như vậy. Mặc dù tạm thời có thể vay, sau này chúng ta trả khoản nợ này ra sao? Còn nữa, trở về với vấn đề sở hữu của trạm phát điện thuộc về chính quyền thành phố hay quy về cái gì? Đối với việc mua lại trạm phát điện, Khổng Đoan đương nhiên cũng động tâm rồi. Mắt người này có thể nhìn thấy thứ có thể kiếm tiền đương nhiên vui mừng rồi. Tuy nhiên phải bỗng chốc giúp Diệp Phàm giải quyết được vấn đề nước dùng. Khổng Đoan trong lòng cũng có chút không cam. Cho nên tâm tình của Khổng Đoan tương đối mâu thuẫn. Đương nhiên tìm mấy cái cớ đến quấy rối hay để Diệp Phàm khó chịu một chút rồi hãy nói. Chương 2525, rời đi một cách bất thường. Vấn đề này tôi cũng đang suy nghĩ, tuy nhiên tôi cảm thấy chúng tôi có nên nhường cơ hội này cho Hồng Cốc Trại không? Diệp Phàm nói. Nhường cho Hồng Cốc Trại, trợ lý Diệp, cơ hội này thì nhường thế nào đây? Có thể nói rõ một chút không? Sa Quân theo sát vấn đề, trong lòng người này không thoải mái. Tuy nhiên cứ có cơ hội sẽ lật ngược ngay. Bộ Tài chính không phải đã chi cho Hồng Cốc Trại 100 triệu nhân dân tệ sao? Chúng ta dùng khoản tiền này để mua lại trạm phát điện Hồng Cốc. Về sau đem toàn bộ lợi nhuận của trạm phát điện trả Hồng Cốc Trại thực làm công tác phát triển, dẫn dắt lãnh đạo của trại dân làm giàu. Đương nhiên trong chuyện này còn liên quan đến một số vấn đề về trình độ, các đồng chí có thể trao đổi giao lưu với nhau một chút. Diệp Phàm nói. Trợ lý Diệp. Vấn đề trong chuyện này không phải là ít. Ví như giao cho trại Hồng Cốc Trại, họ có quản lý được không? Không phải chúng ta đánh giá thấp bọn họ, dù sao bọn họ cũng chỉ là dân thường, phương diện tố chất văn hóa thấp khó có thể so sánh với bộ ngành chính phủ. Thứ hai, chính quyền của thành phố chúng ta nếu như hoàn toàn buông tay, trạm phát điện này xem ra cũng là một thứ đồ nguy hiểm. Nếu quản lý không tốt mà xảy ra vấn đề gì chúng ta cũng không thoát khỏi liên quan. Tôi cảm thấy vấn đề của việc này tương đối nhiều. Trần Đại Hải ngẫm nghĩ nói. Dân thường không thể quản sao, hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân nắm giữ các công ty lớn có tài sản trên 100 triệu nhân dân tệ. Người ta cũng không quản được cả đấy, Bộ trưởng Trần, có lẽ ngài đánh giá quá thấp Hồng Cốc Trại rồi. Trong mấy nghìn trại dân lại không thể tìm ra nổi ra mấy người ưu tú sao. Hơn nữa chúng ta mặc dù là, nhường, cho trại dân Hồng Cốc nhưng cũng không thể bỏ mặc toàn bộ không quản. Tôi cảm thấy có thể như vậy phải không? Vương Long Đông nói đến đây nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Sau khi mua trạm phát điện Hồng Cốc, quyền tài sản được trao về cho Ủy ban Nhân dân thành phố và Hồng Cốc Trại. Chúng ta cũng bỏ vào đó một cổ phần, ví như 1/10. Sau khi mua phải lập hiệp ước. Việc quản lý trạm phát điện Hồng Cốc phải do người của Cục Điện lực thành phố tới quản lý. Như vậy chúng ta không phải lo lắng điều gì nữa có phải không?
Hồng Cốc Trại mỗi năm chờ chia lợi nhuận để phát triển là được rồi. Trợ lý Diệp, về mặt tài chính, tiền không còn nhiều nữa. Lần trước ở hội nghị thường vụ, anh cũng đồng ý trước tiên cho họ vay khoản tiền này của Bộ Tài chính, cuối tháng hoàn lại là được. Cái này, sắp đến hạn phải hoàn trả rồi lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy. Khổng Đoan có chút căm tức, cảm thấy Diệp Phàm đang lật lọng. Ha ha, Bộ Tài chính phát cho 100 triệu, ông đề xuất cho vay nhiều nhất là 20 triệu nhân dân tệ, còn lại 80 triệu nhân dân tệ có gì mà không đủ dùng chứ? Chẳng lẽ Chủ tịch thành phố Khổng Đoan nghe 80 triệu nhân dân tệ của hội nghị thường vụ ủy quyền này đều chuyển cả đi rồi? Diệp Phàm vừa nói xong liền vụt tắt nụ cười, nhìn chằm chằm Khổng Đoan với vẻ mặt nghiêm trọng. Biết tên này không muốn bỏ tiền ra hoặc không muốn mình được thoải mái. Thì không phải vậy, chẳng qua ngay lập tức đi rút 70 triệu nhân dân tệ, tôi vẫn đang suy nghĩ. Mặc dù nói trạm phát điện có chia tiền lãi, nhưng một năm, ngoài việc phát lương cùng với việc chi trả cho một vài việc tất yếu, nhiều nhất còn lại chừng 10 triệu nhân dân tệ. Dựa theo tiến độ này thì đến ngày tháng năm nào mới có thể tiến hành công tác phát triển Hồng Cốc Trại? Nếu cho lãnh đạo trong bộ biết rồi, người ta sẽ trông mong phải làm ra thành tích. Hơn nữa chính là nội trong vài ba năm này chứ không phải mười mấy 20 năm. Cho đến lúc đó, rau cúc vàng đều đã nguội rồi. Cách này tôi cảm thấy mặc dù nói đối với nhân dân Hồng Cốc Trại mà nói, là một khoản thu nhập ổn định, nhưng lại chẳng hề có trợ giúp gì đối với Hồng Cốc Trại, ví như cải thiện đất, khởi công xây dựng thủy lợi, v.v. Những cái này không thể hoàn thành, thì nói gì đến chuyện làm thế nào để phát triển Hồng Cốc Trại một cách triệt để. Còn lãnh đạo trong bộ sẽ cho rằng chúng ta đang tham ô trắng trợn khoản tiền này. Đến khi đó sẽ xảy ra chuyện lớn. Khổng Đoan hừ nói. Phải, tôi thật sự không nghĩ tới điều này. Hôm nay lại được Chủ tịch Lỗ nhắc nhở. Vấn đề này suy nghĩ kỹ cũng tương đối nghiêm trọng. Cái này nói trắng ra chính là tham ô khoản tiền tài trợ chuyên dùng. Mà đúng như điều Chủ tịch Khổng đã nói. Người ta đưa tiền đương nhiên trông chờ thành tích xuất hiện kịp thời. Không có thành tích người ta có thể xuất ra khoản tiền thứ hai sao? Sa Quân lập tức nói, cảm thấy cơ hội để gác lại sự kiện mua trạm phát điện Hồng Cốc lại đến. Điều này có thể gọi là tham ô sao? Tôi thấy như vậy không tính là tham ô. Bộ Tài chính muốn vực dậy Hồng Cốc Trại, không sai. Còn mua trạm phát điện Hồng Cốc cũng là vực dậy Hồng Cốc Trại mà. Lợi nhuận này còn rất cao. Hơn nữa tài sản bỗng chốc lại tăng lên rất nhiều. Trạm phát điện vừa mới có tài liệu chứng minh rất đáng tin cậy, tuyệt đối đáng giá 150 triệu nhân dân tệ có phải không? Vậy chẳng phải 70 triệu nhân dân tệ lúc đầu biến thành 150 triệu nhân dân tệ sao? Cái này tương đương với việc quyết định của trợ lý Diệp khiến khoản tiền hỗ trợ Hồng Cốc Trại tăng lên gấp mấy lần. Loại lợi nhuận cao này còn có thể gọi là tham ô, đấy mới đúng thật là ngụy biện. Mễ Nguyệt thản nhiên nói. Đúng rồi. Vừa nói đến điều này tôi đột nhiên có một ý nghĩ lạ lùng. Vừa rồi thông qua sự nhắc nhở của trưởng ban thư ký tôi nhất thời có một ý kiến. Vẫn là dùng số tiền của Hồng Cốc Trại để mua trạm phát điện Hồng Cốc, sau đó, sau khi trải qua cuộc kiểm tra biết trạm phát điện không có vấn đề gì về an toàn, chúng tôi lập tức có thể đem trạm phát điện nhượng bán ra ngoài. Đương nhiên không phải bán đi toàn bộ mà là dưới hình thức góp vốn chia nhỏ ra bán lẻ. Cái gì gọi là chia nhỏ ra bán lẻ? Chính là bán ra một phần cổ phần, ví như bán ra 45% cổ phần. Mà còn dư lại 51% cổ phần do Cục Điện lực thành phố cùng với cộng đồng dân cư trại Hồng Cốc nắm giữ. Như vậy trạm phát điện Hồng Cốc vẫn được khống chế trong tay chúng ta, phải nói rõ trước trong hợp đồng mua bán nước về cách dùng nước như thế nào. Hơn nữa tôi phỏng chừng, mua với giá 70 triệu nhân dân tệ, nếu như Hồng Cốc trại chi 50 triệu nhân dân tệ. Ủy ban Nhân dân thành phố xuất ra 20 triệu nhân dân tệ. Như vậy vừa chuyển tay cả cái trạm phát điện liền có thể kiếm được tầm 180 triệu nhân dân tệ. Mà 49% cổ phần có thể kiếm về hơn 80 triệu nhân dân tệ rồi. Chẳng khác nào tiền vốn của chúng ta lập tức trở về trong ống tay áo, hơn nữa còn giúp trại dân Hồng Cốc được không một phần cổ phần của trạm phát điện. Diệp Phàm cười nói. Quả nhiên tất cả mọi người không có lời nào để nói. Lã Lâm vỗ tay một cái cười nói. Thật sự hay quá, chiêu này trợ lý Diệp đúng thật là thần rồi. Trợ lý Diệp không làm kinh doanh đúng thật là đáng tiếc, tiền này kiếm được còn nhanh hơn tên lửa. Ha ha ha, Tư lệnh Lã, nói thật với anh, nghe nói ở tỉnh quyết định để trợ lý Diệp đồng thời quản lý Đồng Lĩnh và Phong Châu.
không có khả năng kiên trì chịu đựng như vậy làm sao có thể khiến lãnh đạo thành ủy coi trọng. Ngọc Xuân Phong vui vẻ cười hớn hở. Các đồng chí quá khen, việc này, không phải là quản lý của Phong Châu, đừng lẫn lộn khái niệm. Trong tỉnh chỉ là bảo tôi dùng chút sức mọn hiệp trợ Phong Châu, không phải quản lý. Hơn nữa chỉ là nghiệp vụ đầu tư, những thứ khác tôi không cần đi làm, nếu không cũng sẽ rất mệt mỏi. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Trợ lý Diệp thật đúng là khiêm tốn quá, tuy nói chỉ là quản lý đầu tư. Chúng tôi đều hiểu được đầu tư ở đây thực ra cũng đều liên quan với những phương diện khác. Không thể chỉ một tiếng đầu tư là có thể thu hút vốn được. Ví như đầu tư liên quan đến việc xây dựng nhà xưởng, còn các mặt như quản lý phát triển thị trường phương diện quản lý nhân sự. Cũng coi như là xấp xỉ cả nửa giang sơn của Phong Châu rồi. Không ngờ Sa Quân đột nhiên xen vào nói ra vẻ đang khen Diệp Phàm vậy. Nhưng các đồng chí có mặt trong hội nghị này cảm thấy, thằng này sẽ không có lòng hảo tâm như vậy đâu. Xem ra là mượn việc của Diệp Phàm để kích động bí thư địa ủy Thái Lượng của Phong Châu này. Diệp Phàm anh đi chiếm nửa giang sơn của người ta trong lòng thỏ ai mái mới là lạ. Vui cái rắm, nếu không buộc Liễu Tây Hà bán đổ bán tháo trạm phát điện cho tôi, thì chỉ có thể nằm mơ thôi, Diệp Phàm trong lòng tự than thở một câu. Ha ha ha, bí thư xa quá khen rồi. Chỉ đầu tư một khoản là có thể chiếm nửa giang sơn Phong Châu, đó tuyệt đối là điều không thể. Chính là vì Phong Châu yếu kém trong khoản đầu tư, cho nên trong tỉnh mới nhấn mạnh sự hiệp trợ về mặt này đối với họ, cái này giải thích điều gì, giải thích trước kia định mức của khoản này tương đối nhỏ. Sao có nói thể chiếm nửa giang sơn, đã nói qua rồi. Diệp Phàm cũng thản nhiên mỉm cười lập tức sửa lại. Lúc ăn cơm tối Diệp Phàm đột nhiên nhận được điện thoại của Mễ Nguyệt gọi đến. Báo cáo là đám người của phòng kiểm toán đột nhiên bỏ đi một cách kỳ lạ. Phân tổ bên thành phố Trương Hà đã rút lui chưa? Diệp Phàm hỏi, trong lòng tự nhủ tốc độ của Liễu gia thật đúng là không hề chậm. Xem ra là đã đi chào hỏi lãnh đạo chủ quản của phòng kiểm toán Tân Lĩnh. Đều rút rồi, vừa rồi nhận được điện thoại của trưởng phòng dư của phòng kiểm toán. Nói là đã kiểm tra đối chiếu xong sự thật, không phát hiện ra vấn đề gì lớn. Còn có một vài vấn đề nhỏ đã giao cho các đồng chí của phòng kiểm toán thành phố tổng chỉnh đốn một chút là được. Hơn nữa trưởng phòng dư còn khen nói công việc tài vụ của thành phố chúng ta làm rất tốt. Trợ lý Diệp biết cách lãnh đạo, có năng lực ngăn chặn những sự việc lớn phát sinh. Về một vài vấn đề nhỏ trưởng phòng dư cũng nói, cái này hoàn toàn bình thường. Mễ Nguyệt nói, cô xem việc của người em họ kia xử lý ra sao? Diệp Phàm hỏi. Vốn là muốn đi đầu thú đấy nhưng em họ nhất thời không có nhiều tiền như vậy. Cho nên chuẩn bị sáng sớm mai sẽ đi. Trưởng phòng dư cũng không hỏi lại việc này, cho nên bên này tôi cấp bổ sung thêm ít tiền. Đương nhiên em họ tôi nên giải quyết thế nào thì giải quyết thế đó, dù thế nào cũng vì cậu ta mà khiến anh khó xử. Mễ Nguyệt nói. Như vậy đi, ký đại khái, mất chức là được rồi. Diệp Phàm nói, tuy Mễ Nguyệt không muốn đem việc này ảnh hưởng đến Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm cũng phải chiếu cố một chút. Cảm ơn bí thư Diệp. Mễ Nguyệt rất cảm kích. Đường Ý Hùng của Cục Giám sát An toàn tỉnh hôm nay gây sức ép ở đâu? Sau đó Diệp Phàm hỏi. Mỏ than Hải Sơn. Mễ Nguyệt nói. Còn muốn chỉnh đốn cái gì? Tôi thấy anh ta chán bị lừa đá cho hồ đồ rồi. Diệp Phàm hừ một tiếng. Cũng không rõ mục đích thực sự của Đường Ý Hùng là gì. Tôi cảm thấy có chút buồn bực. Căn bản sau khi trải qua sự việc năm ngoái, mỏ than Hải Sơn đã cố gắng đề cao về mặt an toàn cùng với các mặt khác. Hơn nữa giám đốc Phượng dù sao cũng là tiến sĩ du học, trong việc quản lý đã kết hợp một vài hình thức quản lý mới nhất của phương Tây. Khiến cho mỏ than Hải Sơn hoàn toàn vứt bỏ được cách thức quản lý thổ phỉ của Phượng Thảo Thiên trước kia. Tuy nói cái này còn phải có một quá trình thích ứng nhưng đã từng bước đi vào quỹ đạo. Mặt an toàn cũng làm tương đối tốt, biết rõ sẽ như vậy. Giám đốc Đường còn đi gây sức ép gì chứ? Không bằng đổi một chỗ khác, không chừng còn có thể gây được chút sức ép gì đó. Mễ Nguyệt nói cũng tương đối hoài nghi. Anh ta muốn chọc tổ ong bò vẽ, cô nghĩ xem sự việc của mỏ than Hải Sơn mặc dù nói đã qua nhưng ảnh hưởng của sự việc đó vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Nếu năm nay lại gây sức ép bằng một sự cố an toàn, đây chẳng phải nói rõ Diệp Phàm tôi ở thành phố Đồng Lĩnh hoàn toàn không tiếp thu giáo huấn, hoàn toàn. Đường Ý Hùng đã có chủ ý, muốn gây sức ép việc này để áp chế tôi, anh ta chỉ có thể nằm mơ mà thôi. Diệp Phàm hừ nói.
Chương 2526, ai mà không muốn cưới con gái của hoàng đế? Tôi đã cho người theo dõi mọi lúc. Mễ Nguyệt nói. 10 giờ sáng hôm sau, đại diện cục điện lực thành phố đã ký hợp đồng mua bán trạm điện Hồng Cốc với tập đoàn Vạn Thắng. Từ nay về sau, trạm điện Hồng Cốc đã thuộc về Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh. Diệp Phàm lập tức lệnh cho mở cửa đập xả nước, người dân trại Hồng Cốc sau khi nghe nói việc này, người nào cũng chạy đến bờ suối dưới trại đón mừng chiến thắng. Trợ lý Diệp, anh là Bồ Tát sống. Tam Thúc Công ôm chặt Diệp Phàm vẻ mặt kích động nói. Bồ Tát sống, Bồ Tát sống. Tức thì hàng nghìn người dân trong trại đều hô vang, âm thanh chấn động, vang dội đến tận mây xanh. Trại Hồng Cốc náo nức. Tam Thúc Công, đây là việc cháu nên làm. Muốn cảm ơn thì bác phải cảm ơn Đảng và Chính phủ, cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thắng Liễu Tây Hà. Diệp Phàm tủm tỉm cười nói. Đảng và Chính phủ đương nhiên phải cảm ơn, nhưng trợ lý Diệp, cậu có ảnh hưởng quan trọng ở trong đó. Quan chức nước Cộng Hòa đều có thể giống như cậu, thì chúng tôi đâu lo gì nước không mạnh dân không giàu. Người dẫn chương trình Phong Thái Lan Trúc vẻ mặt tủm tỉm cười cầm microphone nói. Không thể nói như thế được. Nước Cộng Hòa bây giờ đã lớn mạnh rồi. Nếu nói như thế thì trách nhiệm của những người làm công bộc của dân như chúng tôi là không thể thiếu. Tuyệt đại bộ phận công bộc đều đặt nhân dân trong lòng. Nếu không đã không có sự vui mừng của trại Hồng Cốc ngày hôm nay. Diệp Phàm khiêm tốn nhìn Lan Trúc hỏi. Nhà báo Lan, mấy ngày hôm nay cô đều quay phim, chụp ảnh chữ trên vách đá của trại Hồng Cốc. Vậy nhất định là đã bị sự uyên bác tinh thâm của văn hóa Trung Hoa chúng tôi làm cảm động rồi phải không? Chữ viết trên vách đá thực sự là vô cùng thần bí. Cho đến giờ chủ quán Dương vẫn chưa thể nghiên cứu được rút cuộc là dùng cách nào để khắc chữ lên đó. Trong đó có mấy bài thơ rất quái dị, vừa không giống dùng đục, cũng không giống cách gì khác. Đến giờ vẫn là một câu đố. Hơn nữa, việc này đồn ra đến giờ đã có nhiều đoàn khảo cổ đến. Có cả hai đoàn của châu Âu cũng đến. Sau khi nhìn thấy những chữ khác trên vách đá mọi người đều rất kinh ngạc. Lan Trúc cười nói. Không lẽ là người ngoài hành tinh làm? Diệp Phàm cười ha hả. Cũng có thể. Lan Trúc hơi nghiêng đầu về bên cạnh rồi đột nhiên quay lại với nét mặt làm trò khiến mọi người và Diệp Phàm phải bật cười lên. Ăn xong cơm trưa, Ngọc Xuân Phong vội vàng dẫn theo mấy người trở về. Trong đó có hai người là chủ quán Dương và giám đốc khu du lịch Động Thiên Cương Trần Hùng Diệp Phàm biết, còn lại thì Diệp Phàm đều không quen. Trợ lý Diệp, vị này là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thiên Cảnh chúng tôi Đinh Đồng Sơn Đinh Tổng. Trần Hùng chỉ vào một người trung niên rất có khí thế, vóc dáng tương đối cao to, mặc một bộ vest đắt tiền, tóc cắt đầu Đinh cười giới thiệu. Xin chào chủ tịch Đinh. Diệp Phàm mỉm cười đưa tay ra bắt tay trước, nắm chặt tay Đinh Đồng Sơn nói. Hoan nghênh Chủ tịch Đinh đến khảo sát du lịch tại trại Hồng Cốc của chúng tôi. Thế nào, Chủ tịch Đinh, cảm thấy ra sao? Thực sự là có chút hấp dẫn, rất có giá trị khảo cổ, hơn nữa, hết sức thần bí. Đinh Đồng Sơn gật đầu liếc nhìn Trần Hùng. Trợ lý Diệp, ý của Chủ tịch Đinh là như thế. Đoàn khảo sát chúng tôi đã xem qua, cảm thấy có thể ký kết hợp tác tạm thời được rồi. Trần Hùng nói. Vậy là tốt rồi. Chọn ngày không bằng quyết định ngày luôn. Hôm nay Ủy ban Nhân dân thành phố cũng có mấy vị ở đây, có cả người phụ trách cục du lịch thành phố. Nếu Chủ tịch Đinh thực sự có ý muốn như vậy chi bằng chiều nay chúng ta hãy ký hợp đồng luôn. Về hợp đồng chính thức, đương nhiên nếu các anh cảm thấy có thể ký kết thì cũng có thể ký kết luôn. Đương nhiên, có lẽ còn có một vài điều khoản cần hai bên thương lượng giải quyết. Diệp Phàm cười và dẫn mấy người Chủ tịch Đinh đi vào phòng họp của trại. Phòng họp bây giờ được trang trí cũng tương đối rồi bởi vì Ngọc Xuân Phong thường xuyên phải tổ chức họp ở đây. Trợ lý Diệp, ý của Chủ tịch Đinh là lượng đầu tư của hạng mục này không thể quá ít. Ông ấy chuẩn bị phát triển du lịch ở cả trong và ngoài khe suối. Lấy Ngọc Diệp Am làm điểm du lịch chính kết hợp xây dựng một khu du lịch. Không dưới 20 hạng mục, vì thế không có 3, 4 tỷ thì không thể làm được. Trần Hùng mỉm cười nói. Đương nhiên chúng tôi hoan nghênh rồi. Làm càng lớn càng tốt mà. Diệp Phàm cười nói. Quy mô lớn cũng có thể thu hút khách du lịch đến, có điều chính là vấn đề tiền vẫn còn có một lỗ hổng lớn. Ý của Đinh Tổng là tập đoàn Thiên Cảnh chúng tôi khống chế cổ phần, giữ 51% cổ phần, các anh giữ 49%.
Vấn đề mấu chốt vẫn là mở con đường quốc lộ thông với bên ngoài. Nếu không mở điểm du lịch thì con đường này chỉ là con đường nhỏ, chiều rộng chừng 4,5 mét là đủ. Nhưng bây giờ đã khác rồi, không rộng 8 mét tính thêm cả vỉa hè khoảng 12 mét nữa thì không làm được. Nếu khu du lịch được làm tốt, thì phương tiện đồng bộ của con đường cũng phải phù hợp. Tuy nhiên những phương tiện đồng bộ này cơ bản vẫn là công trình dân sinh. Đây là thuộc vào phạm trù công trình dân sinh, vì thế, con đường này cần hạch toán độc lập. Trần Hùng nói, hạch toán riêng thì tính thế nào? Diệp Phàm hỏi, con đường này tập đoàn Thiên Cảnh chúng tôi sẽ bỏ tiền, nhưng dưới hình thức quyên tặng. Nhiều lắm cũng không vượt quá 10 triệu. Trần Hùng nói, thực tế là đang bắt đầu đàm phán điều kiện. Con đường này cũng thuộc một trong những hạng mục đầu tư của khu du lịch. Toàn bộ tiền đầu tư tương đối lớn. Đường rộng 12 mét tính ra không có 50, 60 triệu thì không thể làm nổi. Hơn nữa không có đường thì xe làm sao vào được. Nếu không xây dựng khu du lịch thì con đường của chúng tôi chỉ cần rộng chừng 4, 5 mét là đủ rồi. Hà tất phải cố gắng làm 12 mét làm gì? Làm rộng thêm gấp khoảng 3 lần. Tính theo ban đầu, ít nhất 70% tiền đầu tư riêng của con đường là thuộc vào phạm vi của khu du lịch. Các anh chỉ bỏ ra có 10 triệu thì làm sao có thể làm được con đường này. Hơn nữa nếu không làm khu du lịch nền đường cũng không cần phải làm dày như thế. Người dân ở trại chạy xe nhỏ hay xe ba bánh gì đó là được rồi. Bây giờ thì không thế nữa, tiền đầu tư thành phẩm sẽ tăng gấp bội. Tất cả đều là từ khu du lịch. Ngọc Xuân Phong nét mặt cứng đờ nói. Con đường này ít nhất dài 40 km, nếu tính ra rộng 12 mét thì không có 50 triệu không làm được. Các anh chỉ bỏ ra 10 triệu, vậy chúng tôi phải bỏ ra 40 triệu. Còn chưa tính vào tiền đầu tư, Chủ tịch Đinh, hợp tác cùng chúng tôi sửa lại con đường xong thì các anh kiếm được những khoản tiền lớn có phải không nào? Cục trưởng Cục Du lịch thành phố Vương Tinh Tùng không nhịn được nữa, hơi châm biếm liếc nhìn mọi người nói tiếp. Nếu tính toán theo ban đầu rộng 4,5 mét, hơn nữa nền đường không cần quá dày, có lẽ chúng ta chỉ cần hơn 10 triệu là làm được rồi. Không thể nói như thế được. Vấn đề con đường này dù là không có tập đoàn Thiên Cảnh chúng tôi đầu tư thì các anh cũng sửa được, có phải thế không? Hơn nữa, lần này Bộ Tài chính rót xuống 1 tỷ. Nếu ngay cả con đường Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh cũng không sửa thì làm sao nói đến việc đem lại sự giàu có cho trại Hồng Cốc? Nếu chúng tôi không đầu tư khu du lịch, có phải các anh vẫn phải làm không? Lần này chúng tôi tự nguyện bỏ ra 10 triệu đã là tốt rồi. Việc này cũng xem như là quyên tặng từ thiện. Nếu không chúng tôi hoàn toàn có thể chờ các anh sửa xong con đường này rồi mới đầu tư mà. Chẳng phải chúng tôi có thể tiết kiệm được số tiền đầu tư cho con đường này rồi sao? Chủ tịch Đinh thản nhiên nói. Ha ha, nói như thế các anh chỉ có thể nhìn thấy con đường rộng 4,5 mét mà thôi. Hơn nữa chất lượng rất kém. Những chiếc xe du lịch của các anh đều là xe to. Căn bản thì đừng có nghĩ vào được, con đường này không phải sửa nhiều, chẳng phải là càng hao tiền tốn sức của dân sao. Hơn nữa, về cơ bản việc đầu tư của chính phủ đã hoàn thành. Muốn làm du lịch thì số tiền đầu tư cho con đường khác chẳng phải toàn bộ là từ phía nhà đầu tư hay sao? Diệp Phàm cười, nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Huống hồ nếu các anh thực sự muốn chờ chúng tôi sửa xong đường rồi mới nói đến vấn đề đầu tư thì chúng tôi cũng đồng ý. Vậy thì chờ đến lúc đó rồi nói. Nhưng giá trị du lịch của trại Hồng Cốc thực sự không thấp. Đến lúc đó hoa rơi vào nhà nào thì cũng không bảo đảm được. Ai chẳng muốn cưới con gái của Hoàng đế, Chủ tịch Đinh đã nhanh chóng đưa ra quyết định như thế, chứng tỏ ông ấy đã nhìn thấy được giá trị ở trong đó. Nếu không, nhất định không vội vàng quyết định như vậy. Vì thế Diệp Phàm cũng không vội. Ha ha, trợ lý Diệp, anh hẳn cũng phải suy nghĩ kỹ rồi mới nói như vậy. Trại Hồng Cốc đúng là có chút giá trị du lịch. Nhưng, nếu Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh các anh cứ ôm suy nghĩ con gái của Hoàng đế ai mà không muốn cưới thì có lẽ kết quả cuối cùng không còn là vấn đề hoa rơi vào nhà ai nữa. Mà nơi đây sẽ vẫn như cũ thôi, căn bản khó mà tìm được ai có lòng tốt rộng rãi đầu tư như tập đoàn Thiên Cảnh chúng tôi. Đến khi đó các anh dù có tìm được một ông chủ khác, người ta cũng không có những lời tốt đẹp như chúng tôi đâu. Có lẽ đến 10 triệu ngoài định mức kia có bỏ ra không thì cũng khó nói trước. Trợ lý Diệp, anh cần phải nghĩ kỹ đi. Nếu được thì hôm nay có thể ký kết sơ bộ. Nếu không được chúng tôi cũng chỉ có thể chờ các anh sửa xong đường rồi mới nói.
Chủ tịch Đinh đúng là không phải đèn hết dầu, ông ta cũng tỏ vẻ mặt thản nhiên cười nói đáp lễ Diệp Phàm. Ha ha ha, việc này không cần Chủ tịch Đinh phải lo lắng. Vì việc này vốn là Tổng Giám đốc Trần có nói qua, cho nên đài truyền hình tỉnh và thành phố vẫn chưa tuyên truyền, bao gồm cả các báo, tạp chí. Mấy hôm nay người dẫn chương trình nổi tiếng của đài tỉnh Cô Lan đây luôn đi theo phỏng vấn quay phim. Nghe nói băng đã làm xong. Chủ tịch Đinh cũng thấy rồi đấy, dù chưa tuyên truyền nhưng trại Hồng Cốc đã có 5 đoàn khảo cổ, trong đó còn có một đoàn từ châu Âu đến. Một khi được tuyên truyền, tôi tin rằng sẽ còn có nhiều đoàn khảo cổ nữa sẽ đến đây. Diệp Phàm vẻ mặt tự nhiên cười nói. Sau khi tuyên truyền thì người đến đương nhiên cũng đông hơn một chút, tuy nhiên, trợ lý Diệp đã nghĩ qua liệu có nhà đầu tư hợp lý như chúng tôi thế này chưa, chắc là khó tìm đấy. Hơn nữa, tuyên truyền khác nào vứt tiền xuống giếng. Dựa vào khoản tiền rót xuống kia của Bộ Tài chính, nghe nói buổi sang các anh đã dùng 70 triệu vào mua trạm điện Hồng Cốc rồi. Chỉ còn lại 30 triệu các anh cùng lắm là có thể sửa được con đường, vậy tiền thừa đâu ra để tuyên truyền. Hơn nữa, công trình hạng mục ở các phương diện của trại Hồng Cốc, ví dụ, thủy lợi, cải tạo ruộng đồng, còn đập ngăn nước, dọn dẹp đáy khe suối đều kéo đã khánh thành rồi. Khoản tiền kia của các anh căn bản chẳng là gì. Nếu có thêm công ty chúng tôi vào, thì một vài công trình kia có thể được tính luôn vào trong khu du lịch. Các anh hoàn toàn có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn dùng để nâng cấp công trình thủy lợi. Chủ tịch Đinh cũng tỏ vẻ tự tin nói. Ha ha, trạm điện chỉ là một giai đoạn quá độ. Sáng nay đã bắt đầu tiến hành kiểm tra và thử nghiệm toàn diện đối với trạm điện Hồng Cốc rồi. Sau vài ngày nữa khi hoàn tất thử, chúng tôi sẽ công khai bán một phần cổ phần của trạm điện Hồng Cốc. Thực ra, chúng tôi hoàn toàn có thể không bán hết. Diệp Phàm cười nói. Chương 2527, không phải ai cũng dễ chung sống. Bán hay không bán đó là việc của Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Lĩnh các anh, không liên quan gì đến chúng tôi. Trần Hùng cười nói. Có liên quan đấy. Diệp Phàm lắc đầu. Âu, có liên quan gì? Chúng tôi thực sự rất muốn nghe. Ninh Tổng liếc nhìn Diệp Phàm. Tôi chuẩn bị gắn trạm điện Hồng Cốc cùng với khu du lịch, bởi vì khu du lịch cần dùng nước, nếu trạm điện Hồng Cốc không nằm thuộc khu du lịch thì chẳng phải việc dùng nước sẽ bất tiện sao. Khu du lịch muốn đẹp cần phải có hạng mục làm hồ chứa nước phục vụ cho du thuyền, không thể không liên quan với trạm điện Hồng Cốc. Chỉ là lượng nước của trạm điện mới được điều chỉnh xong. Đương nhiên chúng tôi sẽ mời chuyên gia có uy tín đến đánh giá giá trị thực tế hiện nay của trạm điện. Quyết không đưa ra giá trên trời. Diệp Phàm nói ra ý định. Như vậy thì đầu tư càng lớn rồi, theo trợ lý Diệp nói, ít nhất khu du lịch phải có được 49% cổ phần của trạm điện. Tính ra lại phải đầu tư vào 70, 80 triệu. Nếu trợ lý Diệp làm như thế thì tôi nghĩ có lẽ các anh rất khó tìm được nhà đầu tư. Khuôn mặt chủ tịch Đinh vụt tắt nụ cười, ông ta hừ một tiếng rồi nói. Có gì mà khó, về việc khu du lịch chiếm 49% cổ phần của trạm điện Hồng Cốc, nhất định sẽ có lợi nhuận. Việc bán điện nhất định sẽ không lỗ vốn, dù tạm thời đầu tư lớn một chút, nhưng chắc chắn là thắng lợi. Hơn nữa, ngoài ra trong 49% còn có 49% nữa của Đồng Lĩnh bán ra. Trên thực tế phía đầu tư chỉ cần bỏ ra 30. 40 triệu là có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề sử dụng nước của khu du lịch rồi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Việc ký kết đã xuất hiện thêm vấn đề mới, hơn nữa việc con đường lúc này cũng chưa đàm phán thỏa đáng. Lại thêm trợ lý Diệp nói gắn trạm điện với khu du lịch. Vì thế phía chúng tôi đánh phải tạm thời dừng việc ký kết. Chủ tịch Đinh định bỏ đi. Diệp Phàm thấy người này nghĩ một đằng nói một nẻo. Vậy xin hỏi chủ tịch Đinh Tê muốn khi nào mới có thể ký kết thỏa thuận? Diệp Phàm hỏi. Việc này là vô thời hạn, ít nhất cũng phải chờ các anh xây dựng con đường xong chúng tôi mới lại xem xét vấn đề này. Hơn nữa, ở đây tôi cũng muốn nói rõ một chút. Trạm điện tốt nhất đừng dính dáng vào, còn việc con đường chúng tôi vẫn giữ ý định ban đầu, đó là bỏ ra 10 triệu. Bằng không, có lẽ tôi rất khó lại quay trở lại trại Hồng Cốc. Ở đây dù là phong cảnh cũng tạm được, nhưng quá xa, quá hẻo lánh. Chủ tịch Đinh nói và đứng lên. Vậy được, chờ chúng tôi sửa xong đường chủ tịch Đinh hãy tiếp tục xem xét. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc nhở chủ tịch Đinh một chút. Nếu các anh đã không có ý định này, chúng tôi đương nhiên cũng không cần chờ các anh nữa. Một khi việc tuyên truyền bắt đầu, nếu có doanh nghiệp đến chúng tôi sẽ không chờ được đâu.
Diệp Phàm cũng tỏ ra cứng rắn nói. Vậy xin các anh cứ tự nhiên. Trợ lý Diệp, xin thứ lỗi, công ty còn có việc, tôi cáo từ trước. Chủ tịch Đinh nói rồi bỏ đi. Ôi, mấy chục triệu, chỉ dừng lại ở mấy chục triệu, con đường chết tiệt này. Ngọc Xuân Phong tức giận uống một ngụm trà to, lập tức bị sặc và ho khan vài tiếng. Đừng lo chủ tịch Ngọc, bọn họ chắc hẳn sẽ quay lại. Diệp Phàm thản nhiên nói. Làm sao có thể, có lẽ là không trông cậy nữa rồi. Ôi, muốn tìm một lại một nhà đầu tư cũng khó. Ngọc Xuân Phong liếc nhìn Diệp Phàm nói. Hay là chúng ta nhượng bộ một chút, về vấn đề con đường có thể thêm một chút, bọn họ cũng thêm một chút. Thỏa thuận như thế không biết bọn họ có thỏa hiệp hay không? Không thể. Diệp Phàm lắc đầu, nhìn Ngọc Xuân Phong nói. Anh có thấy không, bọn họ cũng chỉ là tỏ ra ăn được chúng ta. Con đường này rõ ràng là vì khu du lịch thì mới biến thành to gấp hai lần như thế. Khoản tiền này đè lên đầu chúng ta, hơn nữa còn kéo theo vấn đề dân sinh gì đó nữa. Công trình cơ bản chỉ là cái cớ, lừa đảo mà thôi. Cái này nếu cứ theo điều kiện của bọn họ, chúng ta ít nhất cũng phải bỏ ra hơn 20, 30 triệu, hơn nữa hạng mục trạm điện họ cũng không dính dáng vào. Lẽ nào sau này cứ dùng nước miễn phí của chúng ta? Còn khu du lịch lúc có lợi nhuận bọn họ lại chiếm phần lớn, bởi vì bọn họ khống chế cổ phần. Việc tốt trên đời này đều để cho bọn họ hưởng hết rồi. Chúng ta không phải là vú nuôi. Dù không có người đến đầu tư, Diệp Phàm tôi quyết không thể để mình chịu thiệt thòi như vậy được. Thấy thái độ của Diệp Phàm kiên quyết như vậy, Ngọc Xuân Phong đành phải thở dài một tiếng, cau mày nói. Vậy thì đành phải như thế thôi, công việc tiếp theo phải triển khai như thế nào, trợ lý Diệp, anh cho chỉ thị đi. Lợi dụng kênh tuyên truyền miễn phí triển khai tuyên truyền về trại Hồng Cốc tuy rất hẻo lánh rất nghèo nàn. Nhưng chính vì như vậy, trại Hồng Cốc chưa hề bị ô nhiễm. Ở đây là trong sạch nhất. Cái này, có lẽ mới là lợi thế lớn nhất để chúng ta thu hút khách du lịch đến. Vì thế, các anh phải chú ý vấn đề ô nhiễm, cùng với đó phải sắp xếp hợp lý việc bảo vệ thiên nhiên, không thể chỉnh sửa quá nhiều đối với nơi đây. Dù là mới sửa công trình thủy lợi cũng phải chú ý đồng bộ với khu du lịch thì mới được. Tuy bây giờ vẫn chưa có nhà đầu tư, nhưng trước tiên chúng ta yêu cầu Cục Du lịch làm quy hoạch. Dựa theo quy hoạch để tu sửa công trình thủy lợi và làm các công trình khác. Chỉ có như vậy, mới có thể không dẫn đến việc mảnh đất này bị mất giá. Diệp Phàm thận trọng dặn dò. Trợ lý Diệp, tiền của Bộ Tài chính rót xuống chỉ còn lại 30 triệu. Tuy nhiên, Chủ tịch thành phố Khổng nói trong 30 triệu đó vẫn còn có chút khúc mắc. Cho nên tạm thời giữ ở Cục Tài chính. Buổi sáng tôi lúc tôi đi lấy ít tiền thì Chủ tịch Khổng có nói với tôi một chút. Lý do nêu ra thì tôi thấy hơi mơ hồ. Ngọc Xuân Phong có chút buồn bực nói. Hừ, có lý do gì, không muốn cho thì tìm lý do mà thôi. Việc này tôi không chịu đâu, tôi sẽ gọi điện hỏi ông ta. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, biết mình đồng ý cho Phong Châu 40 triệu, thực ra số tiền này là do Bộ Tài chính chuyển khoản xuống. Khổng Đoan có lẽ cũng nghe ngóng được lý do trong đó, cho nên trong lòng không thoải mái. Cùng ông đầm số tiền lớn như thế đi lấy lòng lãnh đạo, mà tiền đó lại móc trong túi ta ra. Trở về đến Đồng Lĩnh trời đã tối. Vừa mới tắm xong, Diệp Phàm gọi điện cho Mai Phán Nhi, cười nói. Mai đại tiểu thư, gần đây bận rộn chuyện gì thế? Bận gì đâu, kiếm tiền thôi. Mai Phán Nhi không vui vẻ nói. Tiền của em vẫn chưa đủ nhiều à, đừng mệt nhọc nữa. Phải chú ý nghỉ ngơi đầy đủ mới được. Diệp Phàm nói, tôi đều vì gia tộc mà lăn lộn, đương nhiên, bản thân tôi cũng được chia một phần rất lớn. Tuy nhiên, hôm nay tại sao anh lại đột ngột muốn gọi điện thoại cho tôi thế? Mai Phán Nhi hỏi, sao lại có thể nói như vậy, chúng ta là gì với nhau chứ, có phải thế không nào? Diệp Phàm cười khan một tiếng. Thôi đi, mấy tháng rồi anh không đến thăm tôi rồi. Tôi hiểu đàn ông các anh mà, đều như nhau cả, có mới nới cũ. Anh đường đường là một bí thư thì sợ gì không có đàn bà, thôi đi, tôi cũng không oán giận gì anh. Anh có thể bất chợt nhớ mà gọi điện cho tôi là được rồi. Mai Phán Nhi hừ nói tiếp. Tuy nhiên, tôi nghĩ, có phải là anh đang gặp gì đó khó xử phải không? Lợi hại, Phán Nhi đúng là chi âm của Diệp Phàm tôi. Nói thật là anh đang gặp phiền phức. Diệp Phàm mặt dày nói. Tôi nói mà, làm sao anh lại có lòng tốt gọi điện đến cơ chứ?
Mấy tháng nay không thấy bóng anh đâu, Mai Phán Nhi, tôi sắp quên đi bộ dạng của người nằm cùng giường duy nhất kiếp này của tôi rồi. Xin.xin lỗi Phán Nhi, gần đây thực sự là rất nhiều việc, rất bận. Anh đã lâu không đến thăm em rồi, chờ hết giai đoạn bận rộn này anh nhất định đến. Hơn nữa, em hoàn toàn có thể đến Đồng Lĩnh mà. Diệp Phàm tỏ ra có lỗi. Không đến. Mai Phán Nhi bác bỏ gọn gàng. Đồng Lĩnh có một nơi là trại Hồng Cốc, phong cảnh rất là đẹp. Hơn nữa, gần đây lại phát hiện ra trên vách đá. Diệp Phàm bắt đầu hít hà một cái. Có phải muốn tôi đến đó để chùi đít cho anh? Mai Phán Nhi đả kích nói. Cũng không cần, tuy nhiên anh muốn danh nghĩa công ty của em để thúc đẩy một việc, phát triển du lịch thì không tồi đâu. Tuy nhiên, gần đây anh biết cửa hàng của em rất lớn, không lấy đâu ra mấy tỷ để làm hạng mục khu du lịch lớn như thế. Diệp Phàm nói. Nói nghe xem, muốn lừa tên ngốc nào mắc bẫy đây? Mai Phán Nhi ẩn dụ nói. Tập đoàn Thiên Cảnh, không phải là lừa, bọn họ cũng có ý định đầu tư. Chỉ là một vài điều kiện trong đó quá hà khắc, bọn anh không thể chấp nhận được. Diệp Phàm đành đem toàn bộ chuyện kể lại. Bọn họ cũng hơi quá, nhưng đứng ở góc độ của bọn họ xem ra có lẽ cũng không có gì sai. Hạng mục con đường vốn dĩ là việc của Đồng Lĩnh các anh. Người ta bỏ ra 10 triệu cũng là không ít rồi. Còn nói về hạng mục khu du lịch, các anh cũng chiếm 49% có phải không nào? Chỉ kém bọn họ một chút mà thôi. Hơn nữa, các anh cần tiền gấp, có lẽ việc này cũng là bọn họ đã điều tra rồi. Cho nên, mới nắm được điểm yếu của các anh ép các anh phải theo. Mai Phán Nhi phân tích. Bọn họ phân tích rất thấu đáo. Ngay cả việc cải tạo ruộng đồng hay gì đó cũng đều đưa ra. Nhất định bọn họ đã tốn công nghiên cứu qua các hạng mục của trại Hồng Cốc. Những doanh nhân này không một ai không phải là hầu tinh. Diệp Phàm không kìm được thốt ra lời bực tức. Ha ha ha. Mai Phán Nhi phì cười, sau đó mới nói. Thế thì Diệp Phàm anh chẳng phải cũng đã biến thành hầu tinh rồi à? Sao lại nói thế, bọn họ là hầu tinh thì liên quan đếch gì đến anh? Diệp Phàm không vui nói. Chẳng phải anh nói là thương nhân? Mai Phán Nhi nói. À, anh xin lỗi, quên mất Mai đại tiểu thư nhà chúng ta. Xin lỗi, xin lỗi. Tuy nhiên, không chỉ cần thương hiệu của bọn em, anh còn gọi thêm tập đoàn bàn đế của anh trai anh cùng đến cho náo nhiệt, còn truyền thông Giang Nam của bọn em vẫn là anh cả của giới truyền thông trong nước. Có thể miễn phí tuyên truyền cho bọn anh một chút có được không? Diệp Phàm vội vàng nói, trong lòng thấy xấu hổ. Tuyên truyền miễn phí, anh cũng vừa phải thôi. Mai Phán Nhi, tôi mở công ty không phải là công ty từ thiện. Nếu nói giảm 10% còn phải xem các anh. Hơn nữa, anh xem, tôi tuyên truyền miễn phí cho anh còn ít sao. Chẳng ai như anh, hừ. Mai Phán Nhi nói. Vậy thì thôi không miễn phí nữa, giảm 40% đi. Lợi nhuận ngành tuyên truyền của bọn em quá cao rồi, chúng ta là người nhà đừng nói hai lời nữa. Diệp Phàm cò kè. Chương 2528. Tỏ vẻ khí phách. 30%, hạ nữa tôi không đến đâu. Khẩu khí của Mai Phán Nhi tỏ rõ sự cứng rắn. Được rồi, 35%. Em dám không đồng ý thì em biết sự lợi của anh rồi đấy, cứ như thế mà quyết định đi. Diệp Phàm tỏ rõ khí phách. Anh cho rằng mình đang ở cuộc họp thường vụ có phải không? Cứ như thế mà quyết định, tôi thấy anh làm quan mãi thành ra hồ đồ rồi. Mai Phán Nhi tức giận nói. Em không đồng ý. Giọng của Diệp Phàm trầm xuống. Đồng ý còn chưa được sao? Tôi sợ anh rồi, Diệp đại quan nhân của tôi ạ. Chỉ biết ăn hiếp phụ nữ không quyền không thế chúng tôi thôi. Mai Phán Nhi nói. Xin lỗi, tuy nhiên, bọn em có thể tới trong vòng 2-3 ngày nữa được không? Bên đài truyền hình tỉnh Tấn Lĩnh có làm một đoạn phim tuyên truyền, bọn em cần tư liệu gì thì anh sẽ bảo phóng viên Lan Trúc đưa cho bọn em. Diệp Phàm hỏi. Lan Trúc, có phải là cô gái rất xinh đẹp không? Không ngờ Mai Phán Nhi lại nhắc đến chuyện gì đó. Em lại nói cái này làm gì, cô ta xinh đẹp hay không thì liên quan gì đến anh nào? Diệp Phàm hơi giận. Không xinh đẹp mà người ta lại cam tâm tình nguyện làm việc vì anh như thế, các người có phải đã có gì rồi không? Mai Phán Nhi không sợ Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Không liên quan, lúc mới bắt đầu cô ấy còn ghét anh. Sau đó anh đã cứu cô ta ở trên vách đá, có lẽ là trả ơn nên mới giúp bọn anh tuyên truyền.
Diệp Phàm nói. Trả ơn à, lấy thân báo đáp là được rồi. Mai Phán Nhi ẩn dụ nói. Em lại thế rồi. Diệp Phàm nói to. Được rồi, không nói nữa, ngày kia đến nhé. Mai Phán Nhi nói. Rạng sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm cùng với trưởng ban thư ký Mễ Nguyệt đi thẳng đến khu Phong Châu. Khu Phong Châu có thể gọi là một balia của Tấn Lĩnh, nằm ở phía tây nam của tỉnh Tấn Lĩnh, còn những thành phố phát triển của Tấn Lĩnh lại ở trung bộ và bắc bộ, vùng phía nam lại trái ngược. Tương đối lạc hậu, đặc biệt là khu Phong Châu, là khu vực đứng cuối cùng ở tỉnh Tấn Lĩnh. Lạc hậu hơn so với Đồng Lĩnh cả chục năm. Nhưng dân ở đây lại rất đông, hơn nữa địa bàn cũng không nhỏ. Chỉ có điều vì nguyên nhân địa lý không có khoáng sản nên khu vực này tương đối lạc hậu. Bí thư tỉnh ủy La lần này cũng hạ quyết tâm vực Phong Châu dậy, thực ra trong lòng cũng đã chuẩn bị tâm lý được mất. Phải biết rằng, muốn kéo một khu vực lớn với mấy triệu dân lên thì cũng tương đối không dễ dàng. Dù có dốc toàn bộ tài lực của tỉnh Tấn Lĩnh cũng không thể một miếng mà béo ngay được. Nếu những khoản tiền này mà như muối bỏ biển thì La Khảm là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm bởi sự chỉ huy quyết định sai lầm. Vì thế, về việc này, Lam Khảm Thành không thể coi thường. Đích thân phái tâm phúc của mình là phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vạn Đạt Thành đến phối hợp cùng với trợ lý chủ tịch tỉnh Diệp Phàm cống hiến cho đại nghiệp đầu tư vào Phong Châu. Mức độ hiện đại hóa trong nội thành Phong Châu rất thấp, những tòa nhà cao 10 tầng trở lên rất khó nhìn thấy. Đường phố cũng rất hẹp, hơn nữa, hàng quán hai bên đường xem ra không thể bì được với phía nam. Toàn bộ Phong Châu nhìn tổng thể cũng chỉ ngang với một huyện thành nhỏ ở phía nam. Đương nhiên địa bàn lại không phải nhỏ. Sự tiếp đón của bí thư địa ủy Thái Lượng được tổ chức rất long trọng, dẫn đầu địa ủy và bộ máy ủy ban nhân dân địa khu đứng ở bên ngoài tiếp đón. Khi xe của Diệp Phàm dừng lại, phát hiện Thái Lượng và Vạn Đạt Thành có vẻ như đang nói chuyện rất sôi nổi. Trợ lý Diệp, nhân dân Phong Châu đang trông mong ánh trăng, sớm đã ngóng trông anh đến rồi. Thái Lượng mặt cười vui vẻ đưa tay ra bắt tay. Tôi cũng sớm muốn đến thăm phong cảnh ở Phong Châu, quả nhiên không tồi. Diệp Phàm cười và đưa tay ra bắt tay Thái Lượng, sau đó dưới sự giới thiệu của Thái Lượng đã bắt tay với cả bộ máy thành ủy. Xe chạy thẳng đến hội trường họp địa ủy, các cán bộ cấp phó sở trở lên của địa khu Phong Châu đều tụ tập ở đây rồi. Trợ lý Diệp, mời anh lên trên ngồi. Thái Lượng rất khách khí làm động tác mời. Như thế sao được? Tôi và đồng chí Đạt Thành đều là đến để phối hợp với các anh triển khai công việc. Ở đây, anh là chủ, chúng tôi là khách. Diệp Phàm cười nói từ chối. Trợ lý Diệp, anh và trưởng ban thư ký Vạn đều là lãnh đạo trên tỉnh xuống. Ngồi ở đây là đương nhiên rồi. Thái Lượng vẫn kiên trì tỏ ra khách khí. Diệp Phàm giả bộ khách khí một lát rồi không từ chối nữa ngồi lên trên. Bởi vì hôm nay thân phận của Diệp Phàm là trợ lý chủ tịch tỉnh. Thái Lượng ngồi phải. Phó trưởng ban thư ký Vạn ngồi bên trái. Còn ngồi ở hai bên đều là ủy viên địa ủy Phong Châu. Chúng tôi hoan nghênh trợ lý Diệp phát biểu. Trưởng ban thư ký địa ủy Phong Châu Khâu Hàm Tiếu vừa dứt lời thì lập tức một tràng pháo tay vang lên. Lần này xuống chủ yếu là được sự ủy quyền của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh xuống phối hợp với các đồng chí ở Phong Châu triển khai công việc, trọng tâm chính là đầu tư. Các anh xem tôi như các đồng chí của Cục Xúc Tiến tỉnh là được rồi. Tuy nhiên, các lãnh đạo tỉnh như Bí thư tỉnh ủy La, Chủ tịch tỉnh Tề, Chủ tịch tỉnh Điền đều hết sức quan tâm đến sự phát triển của Phong Châu. Không phải nói là Phong Châu phát triển không tốt, việc này, trong lòng mọi người đều rõ, nó có liên quan đến địa hình. Thái Lượng và các đồng chí đã làm rất tốt rồi. Mà lần này lãnh đạo tỉnh quyết tâm rất lớn, các đồng chí ấy thực lòng muốn làm cho Phong Châu phát triển. Mà sự phát triển của Phong Châu lần này là xoay quanh con kênh Thiên Phong. Lấy con kênh Thiên Phong làm trung tâm để hình thành một khu phát triển sinh thái. Còn lần này tôi xuống cũng là vì sự phát triển phù hợp của con kênh Thiên Phong, coi đây là cơ hội tạo nên môi trường đầu tư ở xung quanh. Theo tôi được biết, sản lượng ra ở Phong Châu tương đối lớn. Tuy nhiên, sản lượng lớn không đồng nghĩa với lợi nhuận cao. Kỹ thuật gia công vật liệu ra của Phong Châu vẫn còn tương đối lạc hậu. Vì thế, lời thừa tôi không nói nhiều nữa. Sau đây tôi muốn nghe các đồng chí báo cáo về tình hình vật liệu ra của Phong Châu. Đương nhiên, có các phương diện hạng mục đầu tư tương đối quan trọng khác và tình hình biến đổi môi trường cũng có thể kết hợp báo cáo luôn trong đó. Chúng ta cứ nói thoải mái, mục đích chính là hiến kế vì sự phát triển của Phong Châu. Diệp Phàm nói,
trợ lý Diệp nói là thực tế. Trước kia Phong Châu chúng tôi luôn cho rằng vật liệu da làm ăn rất tốt, là vùng dẫn đầu Tấn lĩnh về vấn đề này. Thực tế không như vậy, sản lượng của chúng tôi tuy là chiếm số lượng lớn, nhưng lợi nhuận sản sinh của nó lại không cao bằng người khác. Nguyên nhân vướng mắc trong đó là gì? Nguyên nhân chính là công nghệ sản xuất lạc hậu, các hộ kinh doanh vật liệu da chưa hình thành một quy hoạch thống nhất, không đoàn kết, độc lập làm ăn. Dẫn đến vật liệu da chưa thể hình thành một dây chuyền sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Sức cạnh tranh trên thị trường bị hạ xuống rất thấp. Sau đây phó chuyên viên được phân công phụ trách đầu tư và vật liệu da đồng chí Lý Quải Minh sẽ báo cáo tình hình cụ thể. Thái Lượng giới thiệu người tiếp theo phát biểu. Lần trước tôi đã liên lạc với trợ lý Diệp rồi, cũng đã phái chuyên gia đến đồng lĩnh báo cáo cơ bản với trợ lý Diệp rồi. Ý của trợ lý Diệp là có thể đưa một người dẫn đầu đến được không, người này chính là Hoa Đông Thành của Hoa Gia. Vì thế, khi trưởng ban bí thư Khâu mang theo lời nhắn trở về tôi đã lập tức tổ chức nhân viên có liên quan cùng đi tiếp xúc với Hoa Gia. Chuyên viên Lý Phó nói đến đây chợt dừng lại một chút, sắc mặt có chút lúng túng, nghĩ một chút rồi nói. Ở đây, tôi muốn nói thật với trợ lý Diệp một chút. Lần này, tuy chúng tôi đã bỏ công sức để tiếp xúc với Hoa Gia, nhưng hiệu quả thực tế không hề tốt. Nói rõ một chút là chưa thuyết phục được Hoa Đông Thành. Việc này tôi chưa làm được, xin lãnh đạo phê bình. Hoa Đông Thành thể hiện thái độ thế nào? Trưởng ban thư ký Vạn hỏi. Không gật đầu, luôn từ chối. Chúng tôi cũng đã thuyết phục được một số người có thực lực của Hoa Gia đi thuyết phục Hoa Đông Thành. Tuy nhiên, kết quả là càng ngày càng gay gâu. Những người giúp chúng tôi đi thuyết phục đều phải trở về, hơn nữa Hoa Đông Thành hiển nhiên là tức giận. Sau đó có vài lần tôi đã đích thân đến, ông ta cũng trốn tránh không gặp. Nói ra tôi cũng rất buồn bực, không ngờ một phó chủ tịch địa khu như tôi muốn đến gặp một dân thường mà còn phải cầu xin. Lẽ nào thói đời đã thay đổi hết cả rồi? Sắc mặt của chuyên viên Lý tương đối khó nhìn. Nguyên nhân là gì, các anh đã phân tích qua chưa? Diệp Phàm hỏi. Nguyên nhân chúng tôi cũng đã phân tích rồi, hơn nữa, còn nghiên cứu qua nữa. Thứ nhất, tư tưởng của Hoa Đông Thành quá lạc hậu, tư tưởng của ông ta vẫn dừng lại ở giai đoạn noi theo việc kinh doanh của gia tộc. Hơn nữa, ông ta cho rằng việc kinh doanh của Hoa Gia luôn làm rất tốt, tuy không thể đại phú đại quý. Nhưng ở vùng Phong Châu chúng tôi ông ta làm cũng tương đối tốt. Thực ra, đó là vấn đề cách nhìn. Thứ hai, có lẽ cho rằng, nếu để ông ta dẫn đầu, sợ là kỹ thuật xử lý vật liệu da của Hoa Gia truyền ra ngoài, thế chẳng phải là sẽ mất đi tuyệt chiêu lớn nhất sao? Đến khi đó Hoa Gia không còn tuyệt chiêu lớn nhất nữa, vậy thì Hoa Gia sẽ mất đi địa vị dẫn đầu về vật liệu da. Thứ ba, có lẽ là Hoa Đông Thành luôn cho rằng mình chính là truyền nhân chính tông nhất về vật liệu da ở Phong Châu, không muốn hợp tác với người có kỹ thuật loang lổ kém, để tránh vấy bẩn đến kỹ thuật của tổ tiên. Chuyên viên Lý nói, bế quan tỏa cảng, tự coi mình là giỏi nhất, tầm mắt của Hoa Đông Thành quá thiển cận, tư tưởng quá lạc hậu. Tất cả cái này tạo nên việc ông ta không muốn phát triển lớn hơn. Thực tế, ông ta còn có tư tưởng bằng lòng với những gì hiện có. Cái này là nguyên nhân lớn tạo nên kết quả này. Lúc này, chuyên viên cơ quan địa ủy Lâm Cường nhìn Diệp Phàm nói. Nếu không thể thuyết phục được Hoa Đông Thành, muốn hệ thống lại vật liệu ra ở Phong Châu thì thật là không thể. Ngoài ông ta ra thì tìm không ra đại biểu thứ hai có sức ảnh hưởng lớn như ông ta. Việc này, thật là khó giải quyết. Thái Lượng cau mày nói. Không nắm được Hoa Đông Thành thì không được, lần này sự quật khởi của vật liệu da, có lẽ chính là cơ hội phát triển lớn của Phong Châu. Việc làm ăn của vật liệu da liên quan đến rất nhiều ngành nghề khác, ví dụ như những ngành nghề có liên quan làm quần áo da, túi da, giày da, càng mở rộng ra càng lớn. Hơn nữa, ngược lại, nếu vật liệu da của Phong Châu đi vào quỹ đạo, hình thành một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh, có sức cạnh tranh trên thị trường mạnh, thì ngược lại cũng có thể thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành chăn nuôi gia súc nông thôn. Nói về Phong Châu là vùng dựa vào nông nghiệp làm chính sẽ hình thành một tuần hoàn tốt. Cho nên không nắm được Hoa Đông Thành, là tình thế bắt buộc không thể không làm. Các đồng chí, về cách nghĩ này, tôi cũng đã báo cáo với Bí Thư La. Bí Thư La cũng rất xem trọng, nếu không cũng không bảo tôi đến tập trung phối hợp với các anh triển khai công việc. Vì thế, việc này nhất định phải làm được. Trước tiên cùng mọi người hiểu chuyện này, tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân của Pháp kinh doanh rất phát triển về vật liệu da, rất có sức ảnh hưởng. Có lẽ không lâu nữa,
bọn họ sẽ đến Phong Châu chúng ta một chuyến. Nếu có thể thuyết phục được họ đầu tư, mấy tỷ chắc không thành vấn đề. Vấn đề mấu chốt là chúng ta phải tạo ra được thứ mà có thể thuyết phục được họ. Nếu không thì không giữ được khách đâu, tất cả sẽ chỉ là nói suông mà thôi. Vì thế tôi mới muốn tập hợp ngành vật liệu da của Phong Châu thành một thị trường thống nhất, liên kết với nhau, sau khi người Pháp đến chúng ta mới có tư cách đàm phán. Nếu không, dù bọn họ có thể đầu tư một, hai tủ xây dựng nhà máy, nhưng chúng ta sẽ trở nên phụ thuộc vào họ. Cứ như thế, kết quả dẫn đến chính là bọn sẽ lấy đi phần lớn lợi nhuận, còn chúng ta chỉ có thể có được một chút nước thừa canh cặn mà thôi. Đây là kết cục mà Diệp Phàm tôi không hề mong muốn nhìn thấy, việc này cũng không có lợi đối với việc phát triển vật liệu da ở Phong Châu. Bởi vì, điểm yếu của chúng ta đã bị người khác nắm được trong tay, yết hầu của chúng ta đã bị người khác chặn lại, giãy giụa một chút cũng sẽ bị đau, nói gì đến việc phát triển. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Chương 2529, địa bàn của Thái Lượng. Trợ lý Diệp, tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân là một doanh nghiệp nổi tiếng thế giới. Khả năng bọn họ đến Phong Châu chúng ta đầu tư cao bao nhiêu? Nếu chúng ta dốc hết sức, nhưng nếu Ủy ban Nhân dân không có tài lực ủng hộ thì việc điều chỉnh thị trường trên mọi phương diện khó có thể làm được. Các đồng chí cũng đã biết, bây giờ làm gì cũng đều phải cần tiền. Như việc thống nhất thị trường này, nói thì dễ làm thì rất khó. Ít tiền cũng không có tác dụng, đến lúc đó chúng ta đầu tư vào mấy chục triệu thậm chí lên đến tỷ, còn bọn họ không đến, thì ai tiếp nhận quầy hàng này? Lúc này Phó Chủ tịch Thường trực Địa khu Trương Yểu nhìn Diệp Phàm hỏi. Tôi là người quản lý túi tiền, nói thật. Thu nhập tài chính một năm của Phong Châu chỉ mấy tỷ. Thực sự là khó khăn lắm, hơn nữa, trên tỉnh lần này sẽ lấy con kênh Thiên Phong làm trung tâm để xây dựng, phát triển khu sinh thái. Mặc dù trên tỉnh nói rất xem trọng, chính vì thế đã quy định quy hoạch 5 năm, trước sau sẽ đầu tư cho con kênh Thiên Phong hơn 20 tỷ. Nhưng, mỗi năm rót xuống không quá 4, 5 tỷ, hơn nữa mỗi năm đưa xuống, còn yêu cầu tài chính khu vực chúng tôi chi ra 1 tỷ để ủng hộ sự phát triển của khu sinh thái Thiên Phong. Muốn kết hợp vật liệu da với con kênh Thiên Phong thì rất khó. Chúng ta không thể phân tán số tiền hạn hẹp ấy ra được. Đến khi đó ngược lại hạng mục con kênh Thiên Phong lại không còn khoản tiền nào nữa. Lúc đó phải làm thế nào? Diệp Phàm giật mình, quan sát người này bằng mắt chim ưng. Từ lời nói của người này Diệp Phàm cảm thấy có vài điểm không hòa thuận. Vừa rồi mình đã nói có thể kết hợp phát triển vật liệu da với con kênh Thiên Phong. Mà người này lại cố tình muốn tách ra. Xem ra, khó khăn trong ý tưởng đã gặp phải ngay trong cuộc họp đầu tiên rồi. Đúng vậy trợ lý Diệp. Mấu chốt là lỗ hổng tiền quá lớn. Lúc này, một người trung niên đeo kính, mặc bộ quần áo cũ kiểu Tôn Trung Sơn nói một câu, nhìn mọi người rồi nói tiếp. Tôi được phân công quản lý thủy lợi, gần đây bận tối mày tối mặt. Quy hoạch chỉnh sửa giai đoạn đầu của con kênh Thiên Phong đã bắt đầu rồi, trên tỉnh đến bây giờ cũng chỉ giải ngân khoảng 1 tỷ. 1 tỷ này, nhìn số lượng thì cũng khiến người ta giật mình. Thực tế muốn đầu tư vào xây dựng con kênh Thiên Phong thì đó chỉ như muối bỏ biển. Nói thế nào nhỉ, chúng ta không phải chỉ là sửa chữa một kênh nước, ý lần này ở trên tỉnh là dựa vào con kênh Thiên Phong để xây dựng phát triển một khu sinh thái. Ví dụ như, lấy con kênh Thiên Phong làm bệ phóng muốn phóng ra thì có lẽ phải xây dựng quốc lộ, hai bên quốc lộ có lẽ phải kéo theo đầu tư nhà máy. Còn phải xây dựng một số cơ sở hạ tầng, ví dụ như đường điện, đường nước và thông tin. Tổng hợp những việc này lại sẽ mất một khoản tiền kinh người. Dựa theo sự tính toán của chúng tôi và các chuyên gia trên tỉnh, phát triển khu sinh thái con kênh Thiên Phong không có 100 tỷ thì không làm được. Phong Châu chúng ta trong 5 năm nay gây thêm quỹ vốn, theo quy hoạch phải có được 7, 8 tỷ. Chỉ mỗi một con kênh Thiên Phong cũng đã tiêu tốn hết toàn bộ tài lực của chúng tôi. Còn muốn phân ra 1 tỷ để tổng hợp vật liệu ra, thực sự tài lực không đủ đâu. Nếu có thể lôi kéo được tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân thì còn coi như là có thu nhập. Nếu không lôi kéo được, sẽ khiến cho Phong Châu chúng ta rơi vào một vũng bù lớn. Người này là Trần Bân, ủy viên địa ủy, phó chủ tịch địa khu. Nếu không lôi kéo được, mà lại lỡ mất việc xây dựng khu sinh thái kênh Thiên Phong. Chúng ta cơ bản không có cách nào để giải thích với lãnh đạo trên tỉnh. Lúc này, một người phụ nữ trung tuổi tướng mạo bình thường nói. Người này là bí thư quận ủy quận Phong Châu Tôn Quý Cúc.
Diệp Phàm suy nghĩ một lúc có vẻ như hiểu ra một chút. Mấy vị này dường như đã thương lượng với nhau, hôm nay gây khó dễ cho mình. Nhìn từ quan điểm của mấy vị này, căn bản bọn họ không có ý muốn tiêu tốn quá nhiều tiền cho ngành vật liệu ra. Thực tế chính là muốn ngăn cản kế hoạch của mình, không thống nhất được ngành vật liệu ra, Diệp Phàm tôi còn đến đây làm quái gì. Nhìn từ việc này, chứng tỏ có người không mong muốn Diệp Phàm tôi đến đây. Các vị cũng nặng lời rồi, vừa rồi trợ lý Diệp cũng đã nói. Tổng hợp ngành vật liệu ra hoàn toàn có thể kết hợp xây dựng phát triển cùng với khu sinh thái kênh Thiên Phong mà. Ví dụ như, tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân đến, chúng ta hoàn toàn có thể tìm mảnh đất thật tốt quanh con kênh Thiên Phong cho họ xây dựng nhà xưởng. Hơn nữa, xây dựng xong con kênh Thiên Phong, phát triển rộng ra xung quanh trong phạm vi hơn 100 dặm. Trong khu vực này có rất nhiều cỏ để nuôi súc vật, nếu lượng nước đầy đủ, ngành cỏ nuôi súc vật sẽ đạt được sự phát triển lớn hơn nữa. Có thảo nguyên cỏ chất lượng tốt, ngành chăn nuôi súc vật của chúng ta chẳng phải phát triển càng nhanh sao? Chẳng phải càng có thể cung cấp càng nhiều nguyên liệu tốt cho ngành vật liệu da sao? Ngược lại ngành vật liệu da làm ăn tốt rồi, cũng có thể có lợi cho việc xúc tiến ngành chăn nuôi gia súc, từ đó thúc đẩy sự phát triển của khu sinh thái kênh Thiên Phong. Lúc này, đồng chí Phó Bí Thư Chu Chính Cương nói với vẻ mặt thấu hiểu. Diệp Phàm lại giật mình. Có lẽ người này không nằm trong đường dây quan hệ với mấy người trước. Tuy nhiên, cũng không thể khẳng định, có chút manh mối mà thôi. Trợ lý Diệp xuống đây là để lãnh đạo việc đầu tư phát triển lớn của Phong Châu chúng ta. Nói đến đầu tư, Phong Châu chúng ta rất yếu. Số tiền hạng mục đầu tư vào một năm không đến 5 tỷ. Về mặt này năm ngoái đã xếp cuối cùng trong toàn tỉnh. Lẽ nào chúng ta không muốn khắc phục thay đổi bản thân? Nói về việc này, tôi thực sự thấy mất thể diện. Hàng năm lên tỉnh họp, tôi đều ngại không dám ngẩng đầu lên. Lần này trợ lý Diệp xuống là đã cho Phong Châu chúng ta một cơ hội lớn. Một tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân nếu có thể thu hút được, thì đó sẽ là mấy tỷ. Thu hút được đầu tư của một tập đoàn thì có thể hoàn thành nhiệm vụ thu hút đầu tư cả năm của Phong Châu chúng ta rồi, chúng ta dựa vào cái gì mà không làm. Lời nói của Chủ tịch Địa khu Lâm Cường bắt đầu sắc bén. Các đồng chí có băn khoăn cũng là bình thường, tuy nhiên, việc này còn chưa bắt đầu thì đã bị các vị nói là vũng bùn hoặc hỗn loạn rồi. Các đồng chí chẳng lẽ lại không tự tin như thế, nếu việc gì cũng lo lắng cái này lo lắng cái kia, vậy thì có muốn làm hay không? Tỉnh ủy thác cho trợ lý Diệp xuống thúc đẩy lôi kéo đầu tư, trợ lý Diệp có cái nhìn độc đáo. Anh ấy không thể không có căn cứ mà đưa nhắc đến tập đoàn Thiên Chân. Hơn nữa, đem mấy hạng mục của đồng lĩnh ra mà nói, chúng ta không thể không nói một câu ghen tị, Phong Châu chúng ta thực sự là có thúc ngựa cũng khó mà đuổi kịp. Việc này, tư tưởng của các đồng chí liệu có nên thay đổi hay không? Nếu bảo thủ không chịu thay đổi, thì có gì khác so với Hoa Đông Thành chứ? Một mái đầu trắng xóa, mặc một bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn giặt nhiều đã bị bạc màu Phó Bí Thư Địa ủy Chu Sương Trung chất vấn, nhìn mọi người rồi nói tiếp. Tôi là người sinh ra và lớn lên ở Phong Châu, làm công tác cách mạng ở Phong Châu cả cuộc đời. Năm nay tôi đã hơn 50 rồi, tính đến bây giờ cũng chỉ là một cán bộ cấp phó sở. Tuổi tác như tôi để bạt cũng không được nữa rồi, mấy năm nữa là tôi sẽ nghỉ hưu. Mấy năm nay, nhìn thấy tình hình này của Phong Châu, trong lòng tôi đang rỉ máu. Sợ cái này sợ cái kia, cái gì cũng không muốn làm, thế thì sẽ khiến cho Phong Châu mãi mãi không thoát khỏi nghèo khó. Các đồng chí, không thể để sự phát triển của Phong Châu đi xuống như thế này nữa. Tỉnh ủy lần này đã cho chúng ta cơ hội, trợ lý Diệp mang đến hy vọng cho chúng ta. Chúng ta phải mạnh mẽ quyết đoán đi theo trợ lý Diệp đưa Phong Châu chân chính đi lên. Các đồng chí, cơ hội không thể để tuột mất, mất rồi sẽ khó mà có lại. Đồng chí Sương Trung, không có đồng chí nào không muốn làm cho Phong Châu phát triển đi lên, không có cán bộ nào muốn làm cho Phong Châu thực sự nghèo khó. Cũng không có đồng chí nào không bỏ ra công sức và tiêu cực, chậm trễ trong công việc. Là cán bộ của Phong Châu, dù không phải là người Phong Châu, nhưng họ đều hy vọng có thể làm cho Phong Châu thực sự phát triển đi lên. Về vấn đề hôm nay, các đồng chí chỉ là trao đổi về vấn đề này, chứ không phải là ngăn cản hay là không muốn làm, đồng chí Sương Trung, anh lo lắng quá rồi. Lúc này Thái Lượng vẻ mặt nghiêm túc nói, mờ ám chỉ trích lời nói có ý quá khích của Chu Sương Trung. Nếu đã muốn làm, vậy tại sao cơ hội mà trợ lý Diệp tạo ra mọi người lại ba lần bảy lượt muốn từ chối? Tại sao chúng ta không làm?
Con kênh Thiên Phong phát triển là việc tốt, nhưng không có sự bổ trợ bởi sự phát triển của ngành vật liệu ra thì làm sao có sự phát triển của con kênh Thiên Phong. Hai vấn đề này căn bản là có cơ hội kết hợp lại với nhau, làm sao có thể cứng nhắc tách chúng ra được. Chu Xương Trung tinh thần dâng trào, giọng điệu rất cứng rắn. Lão Chu, việc này không phải là mọi người đang lo lắng vấn đề tiền bạc hay sao? Làm thì mọi người có ai không biết, vấn đề mấu chốt là phải có tiền mới có thể làm được. Nói suông thì có tác dụng gì? Ví dụ nói làm, chẳng phải khi bắt đầu là đã phải cần tiền rồi, vậy lấy ở đâu ra? Các đồng chí có lo lắng cũng là bình thường, chỉ sợ đến khi đầu tư vào rồi mà trên tỉnh xác định con kênh Thiên Phong là hạng mục trọng điểm, lúc đó không rút được tiền thì chúng ta làm sao giải thích với lãnh đạo tỉnh ủy. Đến khi đó, anh nói với lãnh đạo tỉnh ủy là những khoản tiền này chúng tôi đã đầu tư vào ngành vật liệu ra, hơn nữa vẫn chưa có thu được lợi nhuận. Vậy chúng tôi phải giải thích thế nào đây? Trương Yểu thở dài. Ha ha ha, các đồng chí trao đổi rất sôi nổi. Chứng tỏ các đồng chí đều quan tâm đến sự nghiệp của Phong Châu, đều muốn làm cho Phong Châu phát triển đi lên. Điều này rất tốt, rất tốt. Diệp Phàm cười và khen ngợi mọi người, sau đó mặt nghiêm chỉnh nói. Đương nhiên, cách mạng cần phải có khó khăn tạm thời, còn con đường thu hút tiền đầu tư chúng ta cũng không bằng phẳng. Há miệng chờ sung, các anh nghĩ xem, việc này có thể xảy ra sao? Người ta thường nói, thả con săn sắt bắt con cá rô. Tôi muốn nói một câu thế này, chúng ta sắp bỏ con săn sắt rồi, thì chúng ta phải chụp lấy tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân. Tài chính Phong Châu đương nhiên khó khăn, việc này tôi hiểu. Dù là nói tôi quản lý đồng lĩnh, nhưng cũng thường xuyên cảm thấy tài lực không đủ. Tuy nhiên, dù không đủ thế nào, nhưng việc cần làm nhất định phải làm. Đắn đo do dự thì làm sao có thể thu hút được đầu tư, thế chẳng phải là nói suông, là trò cười sao? Lãnh đạo tỉnh ủy thác cho tôi xuống là để phối hợp với các anh về vấn đề đầu tư, ngay từ ý kiến đầu tiên của tôi các anh cũng đã sợ rồi, vậy thì việc đầu tư sẽ phải triển khai như thế nào đây? Thế này nhé! Đồng lĩnh chúng tôi sẽ giúp đỡ Phong Châu số tiền 40 triệu. Số tiền đó dùng để thu hút tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân. Các đồng chí còn ý kiến gì thì cứ nói. Trợ lý Diệp, trước kia các địa phương trong toàn tỉnh đều đã có sự giúp đỡ nhất định cho Phong Châu. Như là thành phố Long Giang, thành phố Vân Thông bọn họ cũng đều giúp đỡ 50, 60 triệu. Khoản tiền này tỉnh ủy cũng có chỉ thị là dùng vào hạng mục cải tạo con kênh Thiên Phong. Việc này chắc là hình thức chuyển khoản. Không phải là chúng tôi không ủng hộ, chỉ là khoản tiền hạng mục riêng, nếu mạo muội chuyển sang kiến thiết ngành vật liệu ra, thì việc này. Thái Lượng nói đến đây nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt tỏ ra khó khăn, nói tiếp. Chúng tôi thực sự là ở thế khó xử trợ lý Diệp ạ. Chương 2530, Long Hổ tranh đấu. Nếu không đưa thì sợ là trợ lý Diệp sẽ cho rằng chúng tôi không ủng hộ. Nếu đưa thì sợ trên tỉnh sẽ nói rằng chúng tôi dùng tiền của công. Việc này, tất cả các đồng chí ở Phong Châu chúng tôi đều không thể gánh nổi trách nhiệm này. Diệp Phàm sớm đã suy nghĩ rồi, đến Phong Châu nhất định sẽ gặp phải những cản trở trên các mặt khác nhau. Không ngờ Thái Lượng lại là người gây khó khăn cho mình trước hội nghị. Người này căn bản không muốn mình đến đây, tốt nhất là mình phải chán nản trở về thì họ mới thoải mái. Từ tính cách mà nói. Nếu Diệp Phàm đứng ở vị trí của Thái Lượng đương nhiên cũng không muốn trên đầu nhân vật số 1 mình lại có một bà, mình nghiễm nhiên trở thành nhân vật số 2, trong lòng tự nhiên không thấy thoải mái. Hay là thế này đi bí thư Thái, rút trước ra 20 triệu đầu tư vào việc khởi động giai đoạn đầu thu hút đầu tư của tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân, anh thấy thế nào? Lúc này chủ tịch địa khu Lâm Cường nhìn Thái Lượng hỏi. Chỉ là rút một phần tiền mà cũng là dùng tiền của công sao chủ tịch Lâm? Thái Lượng nói, nhìn chủ tịch địa khu Lâm chằm chằm nói tiếp. Thế này nhé, về việc này tôi không phát biểu ý kiến nữa. Nếu chủ tịch Lâm đồng ý chỉ đạo rút toàn bộ 40 triệu ra thì tôi cũng không có ý kiến gì. Đây là ủng hộ công việc của trợ lý Diệp. Người này vẫn thực sự khó chịu, ép như vậy, ông đổ hết trách nhiệm lên người Lâm Cường, ông ta làm sao dám mở miệng. Trong lòng Diệp Phàm nghĩ vậy, quả nhiên, Lâm Cường do dự một lát, nói. Việc này. Đúng là khó thực hiện, hay là lấy danh nghĩa tập thể của các ủy viên địa ủy để rút tiền có được không? Nếu chủ tịch Lâm đề nghị giơ tay biểu quyết cũng được, vậy thì giơ tay biểu quyết thế nào đây? Nhìn thái độ của Thái Lượng, còn giơ tay với không giơ tay cái quái gì? Nhất thời,
Chủ tịch Lâm có chút tiến thoái lưỡng nan, tỏ ra lúng túng. Xem ra, hai người này mâu thuẫn rất sâu sắc. Không thì thế này đi, tôi sẽ gọi điện báo cáo với tỉnh về việc này. Xem có thể điều chỉnh một chút, rút trước một số tiền nhỏ trong hạng mục cải tạo con kênh Thiên Phong để đầu tư vào hạng mục thu hút đầu tư hay không. Nếu không, một phần tiền cũng chẳng khó mà rút được. Lúc này, trưởng ban thư ký Vạn Đạt Thành đề nghị. Không cần. Diệp Phàm khoát tay nói. Chúng ta không cần phải lại làm phiền trên tỉnh nữa, vì hạng mục lớn như thế này của con kênh Thiên Phong, trên tỉnh cũng đã cõng trên lưng một gánh nặng rất lớn rồi. Nếu vì mấy triệu mà lại đi làm phiền họ, việc này không nên. Chúng ta làm gì cũng phải hiểu chia sẻ với lãnh đạo. Chứ không phải lúc nào cũng đi gây sức ép với lãnh đạo, bằng không chúng ta ngồi ở đây để làm cái gì. Vậy thì trợ lý Diệp thấy phải làm thế nào? Trưởng ban thư ký Vạn nhìn Diệp Phàm. Hay là giơ tay biểu quyết đi, một là thể hiện dân chủ của địa ủy Phong Châu, hai là kết luận cho tất cả những ý kiến của ngày hôm nay. Diệp Phàm nói, nhìn Thái Lượng hỏi. Bí thư Thái, anh thấy thế nào? Thế thì được rồi, trợ lý Diệp đã đề nghị tôi không còn ý kiến gì nữa. Về việc chuyển số tiền 40 triệu mà thành phố Đồng Lĩnh chi viện cho việc xây dựng kênh Thiên Phong chuyển vào việc thu hút đầu tư, chúng ta sẽ giơ tay biểu quyết thực hiện dân chủ nào. Thái Lượng nói xong ánh mắt nhìn qua một lượt 12 ủy viên trong địa ủy Phong Châu nói. Bắt đầu nào. Sau đó một đồng chí ở góc phòng nói. Cần phải ghi chép đầy đủ nội dung cuộc họp. Ngoại trừ đồng chí tư lệnh phân khu Phong Châu Hậu Tiên Minh không đến ra, kết quả đương nhiên không khó đoán trước. 9 trong số 12 ủy viên địa ủy còn lại bỏ phiếu chống. Trong đó bao gồm cả bí thư địa ủy Thái Lượng. 3 vị còn lại giơ tay tán thành là chủ tịch địa khu Lâm Cường, phó bí thư Chu Sương Trung và trưởng ban tổ chức Bạch Hiểu Hồng. Đương nhiên, quyết nghị này không cần nói cũng là bị phủ quyết rồi. Tuy nhiên, việc Diệp Phàm làm như vậy khiến cho các ủy viên địa ủy Phong Châu đều cảm thấy lạ. Việc này, cũng rõ ràng, Thái Lượng nhân vật số 1 này không đồng ý. Tuy Diệp Phàm ngươi là trợ lý chủ tịch tỉnh, nhưng cũng chỉ là một con rồng giả không có móng mà thôi, sao có thể đấu với một con hổ có quyền lực thực sự như Thái Lượng. Còn việc biểu quyết cũng là do trợ lý Diệp ngươi tự đưa ra, đây chẳng phải là tự làm mất mặt mình sao. Nếu không biết Diệp Phàm là một người bình thường thì đa số các đồng chí sẽ cho là hắn căn bản là một tên ngốc. Ngay cả đồng chí Vạn Đạt Thành cũng cảm thấy hơi khó hiểu, thấy rằng Diệp Phàm còn quá non. Kinh nghiệm làm việc ở địa phương còn chưa đủ. Cho rằng khí thế thanh niên ngày đầu từ trên tỉnh xuống có thể khuất phục được con hổ ở đất của nó thì thực sự là hoang đường. Muốn khuất phục được Thái Lượng thì cũng phải từ từ. Trước tiên phải lôi kéo được các ủy viên địa ủy, sau đó tách một số người trong đường dây của Thái Lượng ra. Việc này cần phải có thời gian. Hơn nữa, còn cần phải chắc chắn nắm được tình hình mối quan hệ giữa các ủy viên địa ủy Phong Châu thì mới được. Không đến thời gian nửa năm thì không thể làm được. Không ngờ lại kích động như thế, Vạn Đạt Thành thầm lắc đầu. Tuy nhiên, suy nghĩ của Diệp Phàm bọn họ làm sao có thể đoán được. Hắn hiểu rõ dù phải mất mặt cũng phải tỏ vẻ mặt bình tĩnh. Giống như việc này không liên quan gì đến hắn ta. Thực ra, Diệp Phàm sớm có chủ ý rồi. Chính là muốn thông qua việc này xem thái độ của các ủy viên địa ủy thế nào. Từ đó có thể đoán được tình hình các mối quan hệ giữa các ủy viên địa ủy. Tuy không thể nắm chính xác, nhưng cũng có thể thấy được một vài đầu mối. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng có ý muốn thử phản ứng của Thái Lượng. Quả nhiên, người này phản ứng rất mãnh liệt, không nể mặt Diệp Phàm một chút nào, quyết liệt phản đối đề nghị của Diệp Phàm. Thế là vì sao? Đương nhiên là thị uy trước Diệp Phàm Thái Lượng ta là chủ ở Phong Châu này. Nếu ngươi muốn đến phối hợp công việc thì phải nghe lời Thái Lượng ta. Nếu không đến khi ỉu xìu rời khỏi đây thì đừng có trách ta không tôn trọng lãnh đạo trên tỉnh. Địa ủy Phong Châu tổng cộng có 13 ủy viên, ngoài đồng chí tư lệnh quân khu Hậu Tiên Minh vì bận không đến ra, 12 ủy viên còn lại bỏ phiếu, 3 vị quyết định ủng hộ trợ lý Diệp. Số đồng chí ủng hộ chưa quá nửa, đề nghị của trợ lý Diệp chưa được thông qua, vô hiệu. Lúc này, giọng của Thái Lượng tương đối vang. Dường như là có cảm giác cố ý như thế. Nói xong trên mặt còn cố tỏ ra vẻ xin lỗi nói. Trợ lý Diệp, xin lỗi nhé. Việc lần này đã không giúp được gì. Tuy nhiên, bất kể thế nào, công việc phát triển luôn phải có tiền mới được. Vì thế, tôi đề nghị phòng tài chính địa khu rút ra 1 triệu làm tiền khởi động cho việc thu hút đầu tư.
khoản tiền này để ở chỗ của đồng chí trưởng ban thư ký Khâu, trợ lý Diệp khi cần có thể tùy ý rút tiền. Chuyên viên Lâm, anh thấy thế nào? Liệu như thế có ít không Bí thư Thái? Hay là thêm một chút nữa? Tài chính của chúng ta khó khăn, nhưng có khó khăn người ta mới đến giúp đỡ chúng ta. Chuyên viên Lâm hơi do dự nói. Vậy theo anh thêm bao nhiêu đồng chí Lâm Cường? Sắc mặt Thái Lượng tuy không thay đổi, nhưng giọng nói có phần nặng hơn. Việc này rõ ràng bất mãn với sự khiêu khích như thế của Lâm Cường đối với quyền uy của mình. Trước thì xưng hô là chuyên viên Lâm, giờ lại sửa thành đồng chí Lâm Cường. 8 triệu thì thế nào? Lâm Cường kiên trì nói, tự nhiên trong lòng cũng cảm thấy tức giận. Thái Lượng ông cũng thật không biết nể mặt, tốt xấu ta cũng là nhân vật số 2 ở Phong Châu mà. Túi tiền là trong tay ta, sao phải do ông quyết định? Đồng chí Lâm Cường, mấy ngày trước khi các ủy viên địa ủy thảo luận về hạng mục cải tạo con kênh Thiên Phong anh cũng luôn nói là tài chính địa khu khó khăn nhiều như thế. Lẽ nào mới có mấy hôm anh lại kiếm ra tiền rồi sao? Thái Lượng hừ nói. Thực ra, Thái Lượng cũng không phải muốn ngày đầu đã đè Diệp Phàm trợ lý chủ tịch tỉnh xuống. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, Diệp Phàm cũng thật quá kiêu ngạo. Trước tình hình rõ ràng không thể thông qua nhưng vẫn muốn giơ tay biểu quyết, thế chẳng phải là đang tỏ ra khiêu khích quyền uy của mình hay sao? Diệp Phàm ngươi tuy là trên tỉnh xuống, nhưng cũng không thể lấy công Thái Lượng trở về. Phong Châu là địa bàn của Thái Lượng ta. Thái Lượng ta không phải là bánh bao đậu mà là lương khô. Vậy Bí thư Thái nói cấp bao nhiêu? Sắc mặt Lâm Cường cứng đờ, hừ nói. 1,5 triệu, nếu quá nhiều thì sợ hạng mục kênh Thiên Phong không đủ nữa. Địa khu chúng ta quá lớn, mọi mặt đều cần tiền. Thái Lượng nói đến đây thì liếc nhìn Diệp Phàm, nói. Xin lỗi trợ lý Diệp, điều kiện của chúng tôi không thể chịu được sức ép. Không phải là chúng tôi không ủng hộ công việc của anh. Anh xuống là để giúp đỡ chúng tôi nhất định ủng hộ hết sức. Nhưng không biết làm thế nào vì tài lực có hạn, thực sự là xin lỗi. Ha ha ha, không có gì mà phải xin lỗi. Vừa rồi kiến nghị của tôi đã bị ủy viên địa ủy Phong Châu phủ quyết. Đây cũng là việc bình thường, một hạng mục còn chưa hình thành thực sự đã khiến cho trong lòng rất nhiều đồng chí băn khoăn rất nhiều. Trước thực tế cầu bình cầu an đã khiến cho nhiều đồng chí không dám bước đi dài hơn. Tuy nhiên, tôi muốn nói với các đồng chí rằng, nếu tài chính địa khu Phong Châu khó khăn như thế thì 1,5 triệu này không cần nữa. Diệp Phàm cười nhạt, khiến cho các ủy viên đang ngồi ở đây càng tỏ ra khó hiểu, thầm nghĩ một đồng tiền ngươi cũng không có đến khi muốn chiêu đãi cũng không làm được, nói chi đến thu hút đầu tư chứ. Trợ lý Diệp, số tiền này tuy là ít, nhưng vẫn còn tốt hơn là không có. Hay là cứ lĩnh trước, nếu không khách đến thì việc chiêu đãi cũng là cả vấn đề. Lúc này, Chu Sương Trung hơi có vẻ oán giận nói. Không cần đâu. Diệp Phàm khoát tay, cười nói. Vốn hôm nay xuống đây tôi dự định nói chuyển số tiền 40 triệu mà đồng lĩnh ủng hộ cho hạng mục con kênh Thiên Phong qua. Nhưng, vì nguyên nhân đặc biệt vừa rồi, xét thấy tài chính Phong Châu thực sự khó khăn, nếu một chút tiền để thu hút đầu tư cũng không có thì khó mà làm được việc. Vì thế, quyết định chuyển số tiền 40 triệu của thành phố đồng lĩnh dùng để đầu tư công trình ban đầu cho việc thu hút đầu tư của Phong Châu. Đồng lĩnh cũng khó khăn, nhiều hạng mục lớn cũng đang tiến hành. Tài chính thành phố cũng khó khăn chồng chất. Hơn nữa, nghe nói một số tiền của thành phố Kết Nghĩa Long Giang và Vân Thông cũng đã được dùng rồi. Còn trên tỉnh cũng đã cho các anh 1 tỷ, tài chính địa khu còn ủng hộ 1 tỷ. Ban đầu các anh đã có khoảng 3 tỷ tiền vốn khởi động, một chốc thì không thể dùng hết được. Cho nên, số tiền 40 triệu đồng lĩnh ủng hộ các anh tạm thời chúng tôi hoãn lại chưa chuyển cho các anh. Yên tâm, cũng không quá lâu đâu, nhiều lắm cũng không vượt quá thời gian nửa năm. Khoản tiền này tôi dùng trước vào việc thu hút đầu tư. Như thế người khác cũng không thể nói rằng chúng tôi chuyển mục đích sử dụng khoản tiền của hạng mục xử lý con kênh Thiên Phong có phải không nào. Bởi vì tiền vẫn chưa chuyển vào tài khoản của Phong Châu, còn tiền là do Diệp Phàm tôi mượn trước từ bên thành phố đồng lĩnh. Cũng là vì sự phát triển của Phong Châu, tôi nghĩ, cách này các đồng chí chắc sẽ không có ý kiến gì chứ. Nói xong Diệp Phàm thản nhiên liếc nhìn 12 ủy viên địa ủy Phong Châu có mặt tại hiện trường một lượt. Chương 2531, hai tên nhãi nhép. Trợ lý Diệp cách này thật là khéo, hay hay lắm. Không ngờ Chu Sương Trung không đợi Thái Lượng bày tỏ thái độ liền vỗ tay, còn Lâm Cường cũng vỗ tay theo.
Vạn Đạt Thành cũng mỉm cười vỗ tay, Thái Lượng hơi do dự, gượng cười và cũng vỗ tay theo. Bởi vì, nếu lại phản đối thì chẳng phải là thể hiện không cần Diệp Phàm đến giúp đỡ thu hút đầu tư sao, nếu làm thế mà truyền lên tỉnh thì còn ra gì nữa, những ủy viên ngồi đây có lẽ đều sẽ thầm coi thường mình. Xem ra các đồng chí đều đã hiểu cách nghĩ của tôi, vậy thì việc này cứ quyết định như thế. Đã đến Phong Châu rồi, về việc thu hút đầu tư tôi muốn thành lập một bộ chỉ huy thu hút đầu tư lâm thời. Phía thành viên do Cục Thu hút đầu tư địa khu các anh làm chủ. Các ngành khác, ví dụ như Cục Tài chính, Cục Công an, Cục Xây dựng cũng không thể đứng ngoài. Dù sao thu hút đầu tư cũng là một vấn đề lớn, các vấn đề liên quan rất rộng, không thể qua loa được. Ví dụ phía đối tác của chúng ta tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân muốn mảnh đất nào, nếu không có đồng chí của phòng quản lý nhà đất Cục Xây dựng tham gia thì làm sao được, khi gặp tình huống khẩn cấp còn cần phải có sự tham gia của cơ quan cưỡng chế nhà nước nữa có phải không nào? Diệp Phàm nói, đúng là không thể thiếu những ngành này, nếu có sự gia nhập của bọn họ thì cũng thuận tiện cho trợ lý Diệp làm việc. Chu Sương chúng tôi là phó bí thư phụ trách phát triển kinh tế, sẵn lòng làm một chân chạy gia nhập vào bộ chỉ huy này. Thái độ của Chu Sương Trung rất cương quyết, Diệp Phàm nhận thấy đồng chí sắp về hưu này thực sự muốn phát huy nốt sự nhiệt tình còn lại. Tôi cũng sẵn sàng tham gia. Không ngờ đồng chí chủ tịch địa ủy Lâm Cường nghĩ một lúc rồi cũng thể hiện thái độ gia nhập. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt của Thái Lượng lại trở nên khó coi. Hai đồng chí này nhân vật xếp số 2 và số 4 ở địa khu, hai người họ đều tham gia, thế chẳng phải là làm tăng khả khống chế Phong Châu của Diệp Phàm hay sao? Diệp Phàm hoàn toàn có thể lợi dụng quyền lực trong tay bọn họ để làm việc. Việc này không đồng nghĩa với thao túng hết ủy ban địa khu. Trợ lý Diệp, thành lập bộ chỉ huy tôi không phản đối, đúng là nên thành lập một bộ chỉ huy. Tuy nhiên, về thành viên thực ra nên do các đồng chí từ trên tỉnh xuống hợp thành mới được. Còn địa khu Phong Châu chúng tôi đều là cơ quan cấp dưới của các anh. Tất cả các bộ, ngành của Phong Châu các anh đều có thể điều khiển bất cứ lúc nào, còn cần gì phải mỗi bộ, ngành lấy một người làm gì. Như thế chẳng những hao tốn tiền của, mà còn trùng lập cơ cấu nữa có phải không nào? Ví dụ nói hai người Chủ tịch Lâm và Bí thư Chu. Chủ tịch Lâm muốn chuyên tâm vào sự nghiệp phát triển địa khu, Bí thư Chu là phó bí thư được phân công quản lý kinh tế. Sự phát triển của con kênh Thiên Phong tuyệt đối không thể tách rời họ. Đến khi đó bọn họ không thể phân thân được, thì sợ là anh lại nghi ngờ có phải là đồng chí của Phong Châu làm việc không tận tâm. Tinh lực của con người dù sao cũng có hạn có phải không nào. Hơn nữa, chỉ là việc hấp dẫn đầu tư, cục thu hút đầu tư địa khu tham gia là được rồi, cần gì phải làm phiền hà như vậy chứ? Thái Lượng đưa ra cách nhìn của mình. Phiền hà, Bí thư Thái, anh nói có phiền hà gì? Hôm nay cứ thẳng thắn đặt tất cả những phiền hà đó lên bàn thảo luận, xem có thể giải quyết được không? Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, đã bắt đầu thấy khó chịu với Thái Lượng. Ý của Bí thư Thái là cơ cấu trùng lập sẽ không có lợi cho triển khai công việc. Lúc này, trưởng ban thư ký Khâu chen vào một câu vẻ như giải thích. Trùng lập ở chỗ nào? Lẽ nào Phong Châu các anh đã có bộ chỉ huy về thu hút đầu tư rồi sao? Diệp Phàm thản nhiên liếc nhìn Khâu Hàm Tiếu hỏi. Cái này thì chưa có. Khâu Hàm Tiếu mặt đỏ lên, khẽ lắc đầu, tuy nhiên cũng không thể giải thích được. Cạch một tiếng, Diệp Phàm ném chiếc bật lửa bằng hợp kim lên bàn sau khi đã châm một điếu thuốc. Hắn nghiêm túc liếc nhìn toàn thể các đồng chí rồi nói. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh rất coi trọng con kênh Thiên Phong. Nhưng, việc thu hút đầu tư ở Phong Châu các anh tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng không coi nhẹ. Mấy năm nay, Phong Châu thu hút đầu tư rất yếu. Kim ngạch thu hút đầu tư một năm của toàn địa khu các anh có lúc còn không bằng một huyện duyên hải. Các đồng chí, chúng ta phải nhìn thấy sự chênh lệch, chứ không phải là cứ đóng chặt cửa tự an ủi, chúng ta đã là lão đại rồi, làm như thế chẳng có tác dụng gì. Tôi và trưởng ban thư ký Vạn xuống đây là để giúp đỡ các đồng chí công tác phát triển, chứ không phải là điều động toàn diện các bộ, ngành ở Phong Châu các anh. Việc thành lập bộ chỉ huy thu hút đầu tư là tất yếu, cũng là mang tính thực dụng, có lợi cho sự phát triển của công tác thu hút đầu tư. Việc này không cần phải ý kiến nữa, tôi sẽ trực tiếp chọn người từ những bộ, ngành có liên quan. Hy vọng lãnh đạo của các nhân viên bộ, ngành được điều động phải nỗ lực hợp tác, gọi là phải có mặt, chúng ta cùng nhau cống hiến một phần công sức của mình cho công tác thu hút đầu tư của Phong Châu.
Thái Lượng cuối cùng không nói được gì nữa, chỉ là sắc mặt không thể nào dễ nhìn được. Đúng rồi, tối Bí thư Chu cùng tôi đi đến Hoa Gia một chuyến. Diệp Phàm nghĩ một lúc rồi nhìn Chu Xương Trung nói. Được, Bí thư Diệp đến giờ gọi điện cho tôi, lúc nào gọi là tôi đến. Chu Xương Trung không chút do dự, gật đầu. Diệp Phàm và Vạn Đạt Thành tạm thời ở tại nhà khách của địa ủy. Bí thư Thái, tên đó thật là kiêu ngạo. Sau cuộc họp có người vào trong phòng làm việc của Thái Lược, câu đầu tiên chính là như vậy. Kiêu ngạo, đây không phải là nơi để cho hắn kiêu ngạo. Thái Lượng nhìn Phó Chủ tịch Thường trực Trương Yểu, dựa lưng vào ghế, lạnh lùng nói. Đúng thế, Bí thư Thái đến Phong Châu cũng đã hơn chục năm rồi. Ở đây chẳng nói là tường đồng vách sắt, nhưng ít nhất cũng là phòng thủ kiên cố. Trương Yểu cười nói, nhìn Thái Lượng nói tiếp. Tuy nhiên, sợ là hắn ta điều động người sẽ có mục đích. Mục đích đương nhiên có, Lão Trương, anh phân tích một chút xem Diệp Phàm muốn làm những gì. Thái Lượng nhả ra một vòng tròn khói, mặt có chút khó chịu. Đoạt quyền mà thôi. Trương Yểu nói. Chắc chắn rồi, muốn lấy người từ những bộ, ngành sau đó dễ sai khiến. Hắn mặc dù còn trẻ, nhưng ý đồ xấu thì không nhỏ đâu. Người đến để giúp đỡ Bí thư Thái thu hút đầu tư, nhưng lại dám mặt dày đến đoạt quyền. Lẽ nào hắn còn muốn Phong Châu cũng kinh doanh giống như Đồng Lĩnh, chẳng ra gì. Ủy viên Thường vụ Thành ủy. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đồng chí Thái Quy Diêu nhìn tàn thuốc kẹp ở đầu ngón tay, tức giận nói. Thái Quy Diêu và Thái Lượng là họ hàng thân thích, hai người lại là người trong tộc, quan hệ trong địa ủy là rất chặt chẽ. Giống Đồng Lĩnh, tôi thấy hắn ta cũng chưa chắc đã khống chế được toàn diện Đồng Lĩnh được. Thái Lượng thản nhiên nói. Chắc là không thể, gần đây Đồng Lĩnh đã làm được mấy việc lớn, ví dụ như cục tài chính móc ngoặc với trại Hồng Cốc. Còn nữa. Nghe nói thành phố Trương Hà tranh thủ dự án nhiệt điện 50 tỷ. Còn cả cao tốc Kinh Ngân, những việc này đều thành thì đều khiến cho người ta vẻ vang vô cùng. Hơn nữa, năm ngoái mỏ than Hải Sơn dự án lớn như vậy, kết quả thế nào? Cao Thành đã rớt xuống rồi, còn người này lại yên ổn ngồi vào ghế bí thư. Thái Quy Diêu có chút nghi ngờ nói. Đến bây giờ bọn họ làm được đơn giản là một hạng mục được Bộ Tài chính giúp đỡ, những thứ bát tự khác vẫn còn chưa lật lên. Muốn làm được, khó khăn rất lớn. Còn nữa, nói về việc khống chế toàn diện Đồng Lĩnh cũng không chưa chắc, Khổng Đoan dễ bị ép thế hay sao? Xa Quân đâu, sự kiêu ngạo của người này hai người các anh chắc chưa được biết đến. Còn có một phó bí thư thành ủy cao thâm khó lường là Lý Vi. Người này hai anh đừng thấy hắn ta không lộ chân tướng. Thực tế, chỉ có tôi biết, nhân tài này là một nhân vật khó chơi. Thái Lượng lạnh lùng nói. Làm sao có thể, Lý Vi là phó bí thư kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Tôi thấy mấy năm nay cũng chẳng làm gì chuyện gì ở Đồng Lĩnh. Chỉ là một người rảnh rỗi. Thái Quy Diêu nói khá tùy tiện, thuận miệng nói ra mà thôi. Có thể để các anh nhìn thấy thì hắn ta còn được ca tụng là cao thâm khó lường nữa sao? Thái Lượng sau khi hừ một tiếng liếc nhìn hai người, nói tiếp. Có biết nguyên bí thư thành ủy thành phố Đồng Lĩnh Trương Hoành Đông vì sao bị bệnh phải lui về tuyến sau không? Chẳng phải nói là ông ta mắc bệnh ung thư không thể tiếp tục công việc nữa sao, vì thế tự mình rút lui. Trương Yểu có chút ngạc nhiên nhìn Thái Lượng. Ung thư cái gì? Thái Lượng đập một cái lên mặt bàn. Có người nói là Cao Thành đã lật đổ ông ta. Thái Quy Diêu nói. Cao Thành có bản lĩnh gì mình cũng không thể ngã bởi việc mỏ than Hải Sơn. Thái Lượng khẽ lắc đầu nói. Tám phần là do Lý Vi, bởi vì, trong chuyện này dính dáng đến vài chuyện không quang minh chính đại của Trương Hồng Lượng. Lý Vi cứng rắn, đương nhiên là âm thầm ra tay. Trên tỉnh cũng nể mặt Trương Hồng Lượng, khiến ông ta bình thản chào cảm ơn mà cáo về. Bằng không, có lẽ Tiểu Trương bây giờ sớm đang hát bài thiết song lệ rồi. Đâu còn có thể ung dung ở bệnh viện thế. Còn việc mỏ than Hải Sơn. Nhìn bề ngoài có lẽ là Cao Thành ở trên nhảy xuống, tôi đã suy nghĩ rồi, ở đây chắc chắn có bóng dáng của Lý Vi ở phía sau. Hôm phong bộ của Bộ Tài chính xuống chẳng phải thiếu chút nữa thì xảy ra đổ máu sao, ai đã làm? Diệp Phàm tuyệt đối không thể đâm sau lưng mình, Khổng Đoan càng không thể. Mã Đại Lâm của huyện Lão Ma Khanh lại là em rể của hắn, Khổng Đoan đầu có vấn đề cũng sẽ không tự đâm chính em rể của mình. Ngoài hai người này ra, còn có ai có gan làm việc này? Ngoài Lý Vi ra thì tuyệt đối không tìm ra nhân vật thứ ba. Thật là có lý.
Trương Yểu gật đầu, có chút thán phục nhìn Thái Lượng cười nói. Bí thư Thái, tôi thấy anh sắp biến thành đồng lĩnh thông rồi đấy. Có lẽ Diệp Phàm cũng không nhìn thấu được mọi việc như anh. Hắn ta là cái đếch gì? Đừng cho rằng là trợ lý chủ tịch tỉnh thì có thể hoành tráng hò hét. Đó chỉ là hư danh, một là không được thăng chức, hai là một chút quyền lực thực tế cũng không có. Hắn ta chỉ là một cây súng yếu trong tay bí thư La mà thôi. Thái Lượng lên mặt. Có thể làm một cây súng trong tay bí thư La cũng không tồi mà. Thái Quy Diêu tỏ vẻ khâm phục. Anh hiểu cái gì, nếu là khẩu súng chính trong tay của bí thư La thì đương nhiên được dùng. Mấu chốt là Diệp Phàm không phải, hắn mãi mãi cũng không thể trở thành người chủ yếu trong đường dây của bí thư La được. Thái Lượng nói. Cũng phải, trên trán dán một chữ đủ còn muốn thay đổi địa vị, đây là đại kỵ của quan trường. Trương Yểu nói tỏ ra đáng thương cho Diệp Phàm. Tuy nhiên, hắn cũng không biết trời cao đất dày thế nào. Cho rằng bí thư La bảo hắn đến, giơ cờ muốn quản lý Phong Châu chúng ta. Việc thành lập bộ chỉ huy chính là bước đầu tiên hắn cướp quyền. Có lẽ muốn thông qua việc này rồi từng bước xâm chiếm vào vòng quyền lực của anh đấy bí thư Thái. Ví dụ như, lôi kéo các đồng chí có quyền lực vào bộ chỉ huy. Vừa rồi mọi người đều nhìn thấy rồi, hai người Lâm Cường và Chu Sương Trung cũng biểu hiện rất khó coi. Thái Quy Diêu phân tích. Hai tên nhãi nhép mà thôi. Trương Yểu hừ nói, liếc nhìn Thái Lượng. Chương 2532, thằng nhóc này rất khí phách. Hai bọn họ đã nhẫn nhịn lâu rồi và không kiềm chế được. Nhưng ngày trước chẳng có ai cho họ cơ hội nào cả. Nên giờ khi thấy Diệp Phàm đến chính là hy vọng đối với họ. Nhưng hai người phải đối xử khác nhau. Lâm Cường là chủ tịch địa khu, là một nhân vật có tiếng trong hai nhân vật ở địa khu. Đương nhiên là muốn đấu tranh một phen. Nhưng hai năm nay anh ta đều không sống yên. Anh ta không chỉ đơn độc trong hội ủy viên địa phương mà trong địa bàn của mình anh ta còn phải xem chuyên viên Trương thế nào nữa, ha ha. Nói đến đây Lý Thái Lượng cười, uống chén trà rồi lại nói. Còn nữa, chẳng có đến một đồng chí nào tình nguyện làm việc đó. Còn Chu Sương Trung lại không như thế. Ông ta là người Phong Châu chính gốc, cũng có tuổi rồi. Có thể là nghĩ muốn lùi về tuyến 2 rồi. Ông ấy thật sự muốn làm việc cho Phong Châu. Nhưng ông ta lại có vấn đề về mặt tư tưởng, Thái Lượng tôi không phải làm việc vì Phong Châu sao? Chỉ là phong cách làm việc không giống nhau mà thôi. Chúng ta có thể cùng bàn bạc với nhau mà. Thái Lượng tôi không phải là người không biết nói lý, lại muốn làm con thiêu thân bên Diệp Phàm. Người này không phải anh nói là tuổi đã cao, không có hy vọng. Như vậy tốt, chúng ta sẽ sớm cho ông về. Về hưu giữ sức, về ôm cháu đích tôn. Nói đến đây Thái Lượng lại cười một cách bí hiểm. Diệp Phàm điểm danh, bảo anh ta tối đi tiếp khách. Trương Yểu nói câu này mà tinh thần có vẻ phức tạp, thực ra, còn có chút đố lị nữa. Thực ra đương nhiên có chút ghen ghét rồi. Dù gì Diệp Phàm cũng là trợ lý của chủ tịch tỉnh. Mà bên cạnh lại còn có một phó trưởng ban thư ký tỉnh Vạn Đạt Thành theo. Người này mới là thân tín của Bí Thư La. Có thể tiếp cận với Vạn Đạt Thành tức là đã tiếp cận được vòng xoáy của Bí Thư La. Sự việc tốt như vậy đến thằng ngốc cũng nghĩ được. Anh ta nghĩ tất cả cán bộ của Phong Châu đều là bất tài sao. Nếu nhà họ Hoa mà dễ như vậy thì tôi đã làm rồi. Tư tưởng lão già đó thuộc về thời kỳ đồ đá nhà Thanh. Cổ hủ, não của ông ấy đã định dạng rồi, một khi hình thành loại tư tưởng nào đó thì sẽ tìm ra, còn khó hơn cả thu phục một đất nước. Thái Lượng thản nhiên nói. Bí thư Thái, rốt cuộc chúng ta sẽ có thái độ thế nào về việc Diệp Phàm thu hút đầu tư, anh cho một chỉ thị đi. Trương Yểu nói, anh ta muốn thu hút đầu tư cho Phong Châu chúng ta không phản đối, nhưng không thể gây sức ép ở Phong Châu. Thái Lượng nói, tôi hiểu rồi. Trương Yểu gật đầu, để xem anh ta muốn gây sức ép thế nào. Thái Quy Điêu nói tới đây rồi nhìn Thái Lượng, có chút lo lắng, nói. Tôi không hiểu tỉnh gọi anh ta đến làm gì. Chắc chắn Tề Chấn Đảo muốn anh ta làm gì đó, mà Bí Thư La cũng có ý vị gì đó. Ý vị sâu xa, nói hay lắm, chứ nếu không đã không để Vạn Đạt Thành cùng đến. Nét mặt Thái Lượng đột nhiên trầm lại. Chúng ta phải làm cho họ đến thì dễ mà phải bò về mới được. Thái Quy Điều cắn đầu thuốc lá, bóp tay nói. Đến giờ cơm tối, Thái Lượng mời Diệp Phàm và Vạn Đạt Thành cùng ăn, hai bên đang nói chuyện phiếm trên bàn tiệc. Nhìn qua trông có vẻ rất hòa thuận, vui vẻ. Sau bữa cơm tối, về nghỉ ngơi, Diệp Phàm,
Vạn Đạt Thành và Chu Xương Trung vùng những người đi theo tiến thẳng về nhà họ Hoa. Trợ lý Diệp, nhà họ Hoa ở Nguyệt Hồ. Trên xe, Chu Xương Lâm nói. Nguyệt Hồ, cái tên này có vẻ như một nơi rất tuyệt phải không? Diệp Phàm cười nói. Đúng là một nơi rất tuyệt vời, nếu trừ nơi sản xuất của nhà họ Hoa còn quá cũ ra thì còn lại nhà họ Hoa đều rất đẹp. Và đó cũng là do Hoa Đông Thành luôn giữ một tư tưởng không thay đổi. Vì thế từ cuối thời nhà Thanh đến nay cơ sở vật chất của nhà họ Hoa đều không có gì thay đổi lớn. Vẫn còn giữ được phong cách của khu dân cư thời nhà Thanh. Trừ phi bất đắc dĩ, Hoa Đông Thành không cho phép người trong nhà tùy tiện động vào khu nhà cũ ấy. Chu Xương Trung cười nói. Nghe nói nhà họ Hoa rất rộng phải không? Vạn Đạt Thành cũng chen vào hỏi. Vâng, khuôn viên chừng 4, 5 dặm, ở giữa đẹp nhất là Nguyệt Hồ. Vì hồ có hình dáng như mặt trăng nên gọi là Nguyệt Hồ. Thực ra lấy nhà họ Hoa làm trung tâm, đã hội tụ được vài nghìn người, giống như một trấn nhỏ. Trong đó 90% là người họ Hoa, còn những người không mang họ Hoa đều là người làm công cho nhà họ Hoa trước kia. Những người họ Hoa kia ít nhiều đều có quan hệ thân thích với nhau. Nếu ngược về mấy trăm năm trước, có thể sẽ là cùng một họ mà ra. Sau này con cháu sinh sôi nảy nở, gia tộc càng ngày càng rộng lớn. Cộng thêm những người họ Hoa ra ngoài phát triển, như vậy người nhà họ Hoa cũng không dược 20.000 người. Chu Xương Trung nói. Nói như vậy chắc chắn nhà họ Hoa sẽ có thế lực ở Phong Châu. Mễ Nguyệt cũng không kìm nổi, hỏi. Điều đó là đương nhiên rồi. Ngày trước nhà họ Hoa là nơi mà quan của phủ Phong Châu đến nhận chức đều phải đến hỏi thăm. Bởi vì nhà họ Hoa có bậc đế vương ngự tứ, các quan đến đều phải mang đại lễ đến hỏi thăm. Mà nhà họ Hoa còn nổi tiếng về ngành gia thuộc, có tiền, và cũng có vài người làm quan. Chu Xương Trung cười nói. Hiện tại người nhà họ Hoa có còn trong thể chế, làm cán bộ cấp cao không? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Có, người này tên là Hoa Mãn Lương. Ông ta là con trai cả của Hoa Đông Thành, năm nay chừng gần 40 tuổi, khoảng 38. Ông ấy là phó vụ trưởng vụ thủy lợi nông thôn của Bộ Nông nghiệp. Còn nói về cán bộ khác cấp sở trở xuống thì còn có vài người nhưng phân bổ không giống nhau, tôi cũng không rõ. Chu Xương Trung nói. Như vậy không phải tốt sao, kênh Thiên Phong không phải cũng thuộc phạm chủ xây dựng thủy lợi nông nghiệp sao, gần quan lại được ban lộc rồi. Hoa Mãn Lương là người Phong Châu, thế lực của ông ấy, lấy ra chút tiền chắc không vấn đề gì. Không biết ông ấy sẽ cho được bao nhiêu. Diệp Phàm cười nói. Một đồng cũng không cho. Chu Xương Trung hừ nói. Như vậy thì thật quá đáng, lẽ nào rời khỏi nhà là quên mất quê hương sao? Mễ Nguyệt cũng xen vào nói. Không phải là nguyên nhân đó. Chu Xương Trung khẽ lắc đầu, nhìn Mễ Nguyệt rồi nói. Gần đây ông ấy không có thời gian, không phải là không cho. Nghe nói phó vụ trưởng thường vụ bên nhân sự đột ngột chết nên ông ấy chỉ lo việc này. Vậy cũng đúng, bên nhân sự là bộ phận quan trọng. Là bộ phận mà các đồng chí trong ban ngành phải chú ý. Quyền nhân sự rất lớn mà, cũng giống như ban tổ chức. Các anh cũng thật xui xẻo, không ngờ Hoa Mãn Lương lại gặp chuyện này, người ta lo thân còn chưa xong, làm gì còn tâm trạng mà lo cho việc của các anh. Bằng không, đưa ra mấy chục triệu cũng không khó gì. Vạn Đạt Thành cảm thán nói. Đúng, chủ tịch địa khu Lâm có đến thủ đo tìm ông ta mới biết việc này như vậy. Chủ tịch Lâm cũng ngại không nói nhiều. Chỉ sợ người ta lại sinh ghét. Chu Xương Trung có chút nuối tiếc, lắc đầu nói. Anh ta không nói hy vọng thuyết phục Hoa Mãn Lương là bao nhiêu sao. Diệp Phàm giật mình, cảm thấy đây không chừng lại là cơ hội làm cảm động nhà họ Hoa. Với gia tộc như nhà họ Hoa chắc chắn cũng sẽ coi trọng thân phận của người làm cán bộ trong gia đình. Nếu có thể giúp Hoa Mãn Lương lên trên, rồi để ông ấy nói với cha Hoa Đông Thành. Việc này chắc chắn hơn cả trò khua môi múa mép của hắn. Nhưng Diệp Phàm cũng hiểu tính cạnh tranh của vị trí quan trọng này. Mà Hoa Mãn Lương nguyên là một cán bộ cấp phó giám đốc sở, nếu muốn để ông ấy lên vị trí phó vụ trưởng thường vụ bộ phận nhân sự của Bộ Thủy Lợi, trước hết phải để ông ấy lên cấp giám đốc sở. Giám đốc sở và phó giám đốc sở là một cánh cửa kiên cố. Mặc dù chức phó cụ trưởng thường vụ chỉ là đánh bóng của chức giám đốc sở nhưng cấp bậc lại ở trên. Việc này không rõ ràng, đây là việc của người trong bộ. Làm gì có chỗ cho các đồng chí ở địa phương chúng ta. Nhưng ngẫm lại cảm thấy cơ hội không phải lớn. Cạnh tranh rất kịch liệt, các bộ phận ở thủ đô đều ẩn chứa những con hùm lớn.
một phó vụ trưởng ít nhiều cũng phải dương mắt lên, nếu không có đủ quan hệ mạnh mẽ thì không thể nhìn nổi. Nhà họ Hoa có tiếng vang ở Phong Châu, nhưng ngoài Phong Châu ra, nói ngay như đồng lĩnh Cua Áng có mấy người biết được họ. Chứ chưa cần nói đến Tấn Lĩnh, và Bắc Kinh, nghe nói cái chức của Hoa Mãn Lương ngày trước nhà họ Hoa đã phải bỏ ra sức ra rất nhiều. Mà phải có vận may thì mới được lên như vậy, vì thế mà họ vẫn khoác cái áo như từ thời nhà Thanh đến nay. Nghe nói chiếc áo đó đã do một quý nhân trong cung mặc. Sau áo cũ, đúng lúc người nhà họ Hoa làm xong áo ra mới mang vào thành, nên người này đã thưởng cho nhà họ Hoa. Đã được cất giữ gần 200 năm nay, nghe nói sau khi tặng chiếc áo này, Hoa Đông Thành đã quỳ trước bài vị tổ tiên và khóc suốt nửa ngày. Ông ta vẫn thường xin được chỉ tội với tổ tông. Chu Sương Trung nói, Hoa Đông Thành đúng là một con người đặc biệt. Diệp Phàm gật đầu, trong lòng cũng trầm lắng hơn, cảm thấy để hạ được ông già ngoan cố này xem chừng quá khó. Vốn nghĩ muốn giúp Hoa Mãn Lương có thể nói được Hoa Đông Thành không, nhưng giờ thấy đang từ 50% xuống còn có 10% thôi. Bởi vì Hoa Đông Thành quá ngoan cố, vì con mà tặng đi chiếc áo thề mà phải xin được chỉ tội với tổ tông, người như vậy mà nói ông ta nghe theo con trai cũng sẽ rất khó. Không lâu sau xe đã đến nhà họ Hoa, đúng là y như lời Chu Sương Trung nói. Phạm vi của Nguyệt Hồ phải đến 2 dặm. Xung quanh Nguyệt Hồ có nhiều nhà dân cổ, lấy đá làm thành nhà 4 gian là chủ yếu. Nhà cao nhất có 3 tầng, còn đa phần là nhà 2 tầng. Trợ lý Diệp, ở vị trí chính giữa hướng Bắc là nhà họ Hoa. Tòa nhà 3 tầng kia chính là nơi Hoa Đông Thành ở. Còn nhà ở phía Nam kia là nhà xưởng của nhà họ Hoa. Để tiện cho việc quản lý xưởng, nhà họ Hoa đã làm riêng một cây cầu đa để đến xưởng. Chúng ta cứ đi theo chiếc cầu đá này sẽ đến nhà họ Hoa. Chu Sương Trung cười chỉ đến cây cầu nói. Bây giờ cũng đã là buổi tối nên hai bên cầu sẽ có 2 hàng đèn đường rất đẹp. Nhưng đèn đường này toàn là đèn lồng màu đỏ, không mang tính hiện đại, nhìn vào thấy không khí vui mừng. Điều này phù hợp với tính khí cổ hủ của Hoa Đông Thành. Cầu đá đó đều làm từ những phiến đá, rộng khoảng 3 mét. Do rất nhiều phiến đá hợp thành, nghe nói thời nhà Thành còn có thể cho xe ngựa và kiệu qua. Đến gần xem mới thấy thú vị, cái thú vị nhất là phần lan can với những phiến đá ngang dọc. Chương 2533, anh tới tôi đi. Những điều khắc trên lan can đều là những bức ảnh đẹp, có thể do nhiều người sờ vào là thời gian cũng đã lâu rồi nên bề mặt rất bóng. Còn có thể phản quang dưới ánh điện đường. Có thể do Chu Sương Trung đã thông báo trước nên khi nãy đi gần cầu thấy có một đám người vội vàng tới. Trong đó đi đầu là một người có khuôn mặt gầy, dài. Trên người khoác chiếc áo choàng đỏ của thương nhân thời Thanh mặc, đi giày da có hoa văn, dưới cằm có chòm râu, một điển hình cho thương nhân phương Bắc Mãn Thanh. Còn sau ông ấy toàn là những người mặc áo jacket, áo lông hiện đại. Diệp Phàm vừa nhìn đã biết người đứng đầu đó là ông già Hoa Đông Thành. Trợ lý Diệp tới rồi, Hoa mỗ tôi không tiếp đón từ xa được, thất lễ rồi. Hoa Đông Thành chắp tay, nói lời khách sáo xin lỗi. Nhưng Diệp Phàm lại không thấy trên mặt ông ta có vẻ gì là xin lỗi cả. Làm phiền chú Hoa rồi, Diệp Phàm tôi không gửi thiệp mà mạo muội đến thăm, tôi mới thất lễ. Diệp Phàm cũng khách sáo chắp tay nói lại. Cảm thấy nói khách sáo với ông lão này cứ thấy có cảm giác như đang diễn phim cổ điển. Sau khi hai bên đã khách sáo chào hỏi nhau, một đoàn người từ cầu đi về nhà họ Hoa. Chú Hoa, Nguyệt Hồ này bảo vệ rất tốt đấy. Diệp Phàm cười nói. Bảo vệ. Hoa Đông Thành nhìn Diệp Phàm có vẻ không hiểu gì cả. Người thanh niên bên cạnh vội vàng giải thích. Cha, ý trợ lý Diệp nói nước trong hồ nhà chúng ta rất sạch sẽ, trong suốt. Người thanh niên nói xong liền nhìn Diệp Phàm rồi lại nói. Thực ra nước ở hồ này không cần phải bảo vệ bởi vì tổ tông nhà họ Hoa đã có quy định. Vì thế thế hệ sau của nhà họ Hoa đều phải tuân thủ theo. Nguyệt Hồ là thánh địa của nhà họ Hoa, không cho phép bất kỳ ai vất gì vào hay làm ô nhiễm nước. Ngay cả đến tắm cũng không được, vì vậy mà mấy trăm năm đến nay nước trong hồ vẫn giữ được phong mạo như trước. Điều này rất ít gặp trong thời buổi hiện đại như giờ. Mặc dù nhà chúng tôi làm xưởng, có khi cống thoát nước bị chặn lại, đã góp ý bơm nước vào rồi lại tháo nước đi. Nhưng cha tôi không đồng ý. Đã làm một đường ống dài và máy bơm nước loại lớn để đưa nước thải ra tận xa, để bảo vệ Nguyệt Hồ. Chú Hoa thật có tâm,
nếu như ai ai cũng có tâm giữ gìn như chú Hoa thì trái đất này của chúng ta đã sạch sẽ hơn nhiều. Diệp Phàm cảm thán một câu, nói câu này cũng là lúc đến biệt thự lớn của nhà họ Hoa. Nhìn từ xa thì không biết, đến gần mới giật mình. Biệt thự này thật rộng lớn, toàn bộ bên ngoài là đá màu trắng có kèm hoa văn hợp thành. Cao khoảng 6 mét, bốn góc có bốn lầu nhỏ, nghe nói là pháo đài phòng thổ phỉ. Mà tường cũng không phải là tường đơn, mà giống như tường thành, rộng khoảng 1,5 mét. Chú Hoa, nhà của chú như tường đồng vách sắt vậy. Diệp Phàm cười nói. Không dám, không dám, nhưng cũng kiên cố lắm. Trước giải phóng, có một lần thổ phỉ Ngõa Sơn Trần Điêu dẫn khoảng 100 người định vào cướp nhà chúng tôi. Cuối cùng tấn công khoảng 2 giờ đồng hồ liền chịu thua, bỏ cuộc. Mà bọn thổ phỉ bị bảo vệ nhà chúng tôi đánh chết 10 mấy người. Trợ lý Diệp, anh xem, trên tường đá này có biết bao viên đạn thành những hố nhỏ kia. Ngày trước trong 4 tròi nhỏ còn có pháo, trong nhà có giếng nước, hàng năm giữ lại cả nửa năm lương thực và những đồ dùng sinh hoạt. Nên có bị bao vây nửa năm cũng không sao. Hoa Đông Thành có vẻ đắc ý, sờ chòm râu, cười nói. Tường vây bên trong có mấy cái giếng đan xen nhau. Diệp Phàm cùng mọi người bước vào đại sảnh. Sảnh rất cao, rộng. Xà ngang ở giữa là một cây gỗ lớn, bên trong sảnh có mấy chục chiếc ghế bành. Hoa Đông Thành mời Diệp Phàm vào chỗ ngồi của khách, còn các đồng chí đi cùng Diệp Phàm ngồi ở một bên. Người nhà họ Hoa ngồi ở bên còn lại, trông cứ như trong hội nghị ấy. Chỉ có khác là không có bàn họp thôi. Chỗ này không nhỏ chút nào. Diệp Phàm hừ lạnh trong lòng một tiếng, nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, cầm lấy nắp nhẹ nhàng gạt lên trên mặt chén một cái. Phát ra một tiếng xoảng nhẹ sau mới nhấp vào miệng. Chú Hoa, nhà họ Hoa chú, người thì phồn thịnh, làm ăn thì tiền vào như nước. Thật sự là rất đáng mừng. Diệp Phàm đương nhiên phải tang bốc lão già này chút đã chứ. Ha ha, nhà họ Hoa chúng tôi làm ăn đã có cả hơn 500 năm lịch sử rồi. Có năm nào mà Hoàng Cung không đến nhà chúng tôi để đặt những sản phẩm ra tốt đâu. Tuần Phủ Tấn Lĩnh ngày trước vì muốn có mấy bộ áo ra mà phải đến nhà chúng tôi hỏi thăm đấy. Nhưng, khi đó có quy định nghiêm ngặt, loại da nào chỉ để cho các quan viên có phẩm chất nào mặc, không được làm hỗn loạn. Nếu vi phạm quy định sẽ bị chặt đầu. Cho nên, có người dù có tiền nhưng nhà họ Hoa chúng tôi cũng không dám lấy loại da làm áo cho Hoàng Cung để làm cho người ta được. Nhưng, những loại da chỉ hơi kém một chút thì nhà họ Hoa chúng tôi làm đúng là cung không đủ cầu. Có cả những thương nhân Hàng Châu cũng đến nhà chúng tôi để yêu cầu làm áo da. Hoa Đông Thành đúng là không hiểu được khiêm tốn, nói rất là hống hách. Đó đều là lịch sử đã qua, lão già ông còn đang sống trong huy hoàng mà cha ông của ông tạo ra, thế mà còn ra oai gì chứ? Diệp Phàm thầm oán trách lão già này một câu. Hắn ta liền tươi cười vui vẻ nói. Từ thời cổ đến trước giải phóng nhà họ Hoa kinh doanh đều rất gặp thời, hy vọng hiện tại công việc làm ăn buôn bán của nhà họ Hoa sẽ vẫn không ngừng phát triển. Chú Hoa, chúc mừng chú. Diệp Phàm đang đào hố để bức Hoa Đông Thành, đối với tình hình buôn bán hiện tại Hoa Đông Thành nên có những nhận thức tỉnh táo. Trợ lý Diệp, nói thực, việc kinh doanh nhà chúng tôi cũng không kém, mặc dù giá da của nhà chúng tôi có cao gấp đôi nhà người khác nhưng vẫn cung không đủ cầu. Nhưng, theo tỷ lệ chiếm cổ phần ở thị trường thì có thể nói là có giảm bớt. Hiện có một vài nhà máy làm ẩu, làm ảnh hưởng đến uy tín về đồ da của Phong Châu chúng tôi. Theo lý mà nói thì chính quyền cũng phải phân công quản lý thị trường ra, và cũng phải quản lý tình trạng nhân công trong ngành. Loại bỏ những loại do không đủ chất lượng, để da của Phong Châu có một diện mạo mới. Bằng không cứ để tiếp tục như vậy thì thương nhân bên ngoài sẽ không còn tin tưởng với hàng da Phong Châu nữa. Thấy cảnh này, Hoa Đông Thành tôi rất đau lòng. Không ngờ Hoa Đông Thành lại nói ra những điều đó. Từ lời nói của ông ta mà Diệp Phàm nghĩ lão già này đâu có già. Là một ông lão thông minh. Chú Hoa, hàng da cũng phân biệt tầng thứ, đẳng cấp mà. Ví dụ như hàng da mà nhà họ Hoa làm ra có thể nói là loại hàng hiệu, hàng chuẩn, hàng loại ưu. Còn hàng của những nhà khác là hàng loại thứ nhưng người ta sản xuất số lượng nhiều hơn, giá cả của người ta rẻ hơn. Da của nhà chú dù chất lượng tốt nhưng giá lại không rẻ chút nào. Mà nói về số lượng thì chắc chắn cũng không chiếm ưu thế. Nhà họ Hoa là nghề da mấy chục năm rồi, nên phải có những nhận thức rõ về thị trường. Ngành sản xuất da của Phong Châu cần tự mình tạo một thị trường riêng, phải đoàn kết hợp tác mới được, bằng không sẽ tự hại mình.
Diệp Phàm nhân cơ hội đưa ra tính toán của mình. Hợp tác, bọn họ không đủ tư cách, nếu trợ lý Diệp tìm ra nhà nào làm ra có được chất liệu của tín vật ngự tứ, thì Hoa Đông Thành tôi sẽ hợp tác với họ. Hoa Đông Thành có vẻ ngạo mạn nói. Còn trai Hoa Đông Thành là Hoa Hướng Bắc vội vàng cười giải thích. Trợ lý Diệp, ý cha tôi lo lắng mới đầu hợp tác thì vàng thau lẫn lộn, sau rồi không những không hợp tác tốt mà còn làm mất đi cả danh tiếng của nhà chúng tôi. Đối với vấn đề hợp tác, không phải cha tôi không suy xét nhưng chủ yếu là điều kiện và thời cơ còn chưa đến. Cho đến hiện nay chúng tôi vẫn xử lý ra bằng phương pháp thủ công truyền thống, đó là bởi vì hàng trăm năm nay nhà họ Hoa chúng tôi đã tạo ra một trình tự làm ra thủ công hoàn chỉnh. Về kỹ thuật, hợp tác thế nào, cũng nhất định không đưa phương pháp truyền thống đi hợp tác. Thời buổi hiện nay tuy nói chú ý hợp tác nhưng cơ mật thương nghiệp vẫn quan trọng. Nói cách khác, tại sao phải nói cho bọn họ kỹ thuật để rồi như vạch điểm yếu ra cho người ta nắm bắt? Cũng giống như phần mềm của Microsoft, chúng ta hoàn toàn không nắm được, những thứ mà chúng ta làm đương nhiên không bằng người ta. Dựa vào chip, máy tính mà dùng chip của họ đều phải mất tiền. Đây gọi là tác dụng của bí mật thương nghiệp, là mấu chốt để doanh nghiệp tồn tại. Bởi vậy, nếu như chúng tôi đưa ra kỹ thuật, cũng như vậy nhà họ Hoa sẽ mất đi bức bình phong cứng nhất. Sẽ phải dựa vào gì để đứng vững ở đất Phong Châu này? Đúng vậy, ngày trước lãnh đạo khu cũng đã tìm đến nhà chúng tôi. Không phải chúng tôi làm trái lại lãnh đạo, không hợp tác. Mà vấn đề là tác hại của hợp tác quá lớn, một khi hợp tác là mất đi xưởng, làm mất đi danh phận là nơi xử lý ra tốt nhất ở Phong Châu. Hơn nữa, những năm gần đây, mặc dù quy mô của chúng tôi không mở rộng nhưng việc kinh doanh của chúng tôi vẫn rực cháy. Mỗi một thành viên thế hệ sau của họ Hoa đều thấy tự hào. Mà da của nhà chúng tôi đang ngày càng cung không đủ cầu, vẫn giữ như cũ. Chúng tôi cũng đã bàn bạc rồi, cứ tiếp tục duy trì như vậy thì hàng da của chúng tôi vẫn đứng vững tại Phong Châu. Về mặt chất lượng vẫn sẽ lát trào lưu thu hút sản xuất da ở Phong Châu. Lúc này một ông lão đeo kính nhà họ Hoa cũng lên nói. Diệp Phàm biết người này là Hoa duy nhất, em trai của Hoa Đông Thành. Cũng là người kiên định và ủng hộ sự nghiệp của Hoa Đông Thành. Ha ha, thời đại không giống nhau rồi. Giờ làm kinh doanh không những phải đề cao chất lượng mà còn cả về số lượng nữa. Chỉ có chất lượng mà không có số lượng thì không thể thành sức cạnh tranh lớn được. Chỉ có số lượng mà không có chất lượng, thì kết quả sẽ bị người khác áp chế, cũng không thành sức cạnh tranh lớn được. Giữa hai cái này không thể thiếu cái nào được. Nếu nhà họ Hoa có thể đứng lên kêu gọi sản xuất da của Phong Châu cùng nhau đứng lên. Chưa biết chừng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì tên tuổi của hàng da nơi đây cũng có thể cạnh tranh cả với hàng da của Pháp. Như vậy mới không để hàng của nước ngoài vào lấn át hàng trong nước ta. Hàng da của Phong Châu có thể xuất sang nước ngoài, ra thị trường quốc tế. Mà tập đoàn da nổi tiếng Pháp là một cơ hội lớn. Chú Hoa, sao chú không suy xét điểm này? Đây là cơ hội tuyệt hảo để quảng bá da của nhà họ Hoa ra thế giới, còn nói về phương diện kỹ thuật, hoàn toàn có cách giải quyết phù hợp. Kỹ thuật này vẫn là của nhà họ Hoa chứ không phải của người khác. Lúc này Chu Sương Trung nói. Chương 2534, hành vi của anh là hành vi bán nước. Làm bạn với người nước ngoài, Hoa Đông Thành tôi không làm việc bán nước đấy. Hoa Đông Thành này nghèo chỉ có một nhà xưởng. Dù có phải đóng cửa xưởng cũng không bao giờ hợp tác với bọn cẩu tặc phương Tây. Hoa Đông Thành nói đến đây liền nhìn Chu Sương Trung cùng mấy người Diệp Phàm, rất đau lòng nói. Thật sự là tôi không ngờ. Tôi không ngờ các anh làm cán bộ của nhà nước, là cán bộ quản lý đời sống cho nhân dân vậy mà các anh lại ủng hộ cho tôi hợp tác với người phương Tây, đi ngửi giấm của bọn nó sao? Lẽ nào đây chính là kết quả phát triển thời đại? Tôi thật sự rất đau lòng. Nếu như tất cả cán bộ chính quyền đều như các anh thì đất nước chúng ta sẽ không thể về quá khứ được. Cái thời đại này nghĩ mà kinh, tuyệt đối không thể thế được. Diệp Phàm nhìn Mễ Nguyệt suýt chút nữa cười thành tiếng. Hoa Đông Thành này đúng là khéo tưởng tượng. Chú Hoa, không phải là người giám của người phương Tây, mà là hợp tác đôi bên cùng có lợi, sao lại nói là người giám của người ta chứ? Nếu như hợp tác cùng người ta thì họ phải đến Phong Châu. Mà nhà họ Hoa là người đi tiên phong trong ngành sản xuất hàng da của Phong Châu, đương nhiên không thể không biết đến tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân của Pháp chứ. Diệp Phàm nhanh chóng vào vấn đề, để tránh Hoa Đông Thành xui khiến các thành viên trong nhà họ Hoa. Trợ lý Diệp, anh nói lời này, tôi thật sự tức giận.
thời nhà Thanh chúng tôi bị bọn quỷ phương Tây ức hiếp là quá đủ rồi. Ngày trước đất đai của chúng ta đã bị chúng cướp đi, lại còn nói tô giới gì đó. Và còn viết cái gì mà người Hoa và chó không được vào. Chúng ta đã bị ức hiếp như vậy chưa đủ sao? Lẽ nào còn muốn dụ bọn chó đấy đến Phong Châu này? Sau rồi lại làm nhà xưởng, rồi lại viết biển người Phong Châu và chó không được vào sao? Tôi thật không thể ngờ được, nghe nói trợ lý Diệp có chức vụ không khác gì nhiều so với bố chánh sứ thời nhà Thanh vậy mà lại có thể nói ra những lời bán nước như thế. Nếu trước kia mà thế thì gọi là hán gian đó. Hoa Đông Thành có vẻ tức giận, thổi tí dâu, nhìn Diệp Phàm rồi lại nói. Còn nói về tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân, đừng nghĩ Hoa Đông Thành tôi là người cổ hủ. Không phải họ nằm trong danh sách 100 doanh nghiệp nổi tiếng thế giới sao? Chỉ một chiếc túi sách da thôi mà bán tới vài nghìn, vài chục nghìn đồng. Một chiếc áo da có giá từ 100.000 tới vài trăm nghìn tệ. Lương tâm của bọn phương Tây đem cho chó ăn. Da của nhà họ Hoa làm ra chất liệu tốt như vậy mà một tấm da không thể bán cao quá mấy nghìn tệ, thế mà bọn họ bán những 100 đến vài trăm nghìn tệ. Như thế khác gì cướp tiền của người khác, đúng là một lũ thổ phỉ phương Tây, một doanh nghiệp lừa dối, cướp tiền như vậy mà còn nói là top 100. Đúng là một bảng xếp hạng khốn nạn, tôi thèm vào. Hoa Đông Thành diễn như thật, cũng như nhổ nước bọt xuống nền nhà. Chỉ có điều không có nước bọt chảy ra. Ông già này chắc chắn là rất tức giận rồi, chẳng thèm để ý gì nữa. Cha, người ta dựa vào quy định quốc tế để xếp hạng như vậy. Là những doanh nghiệp có quy mô, vốn liếng và có khoa học kỹ thuật cao. Nếu như nhà chúng ta cũng quy hoạch như vậy thì cũng có thể đứng trong bảng xếp hạng top 100 trên thế giới. Như vậy không phải sẽ còn ép rất nhiều doanh nghiệp phương Tây phải ở dưới mông chúng ta sao? Cha, trợ lý Diệp nói rất có lý. Nếu như hợp tác với tập đoàn người ta mở xưởng, thì bọn họ phải đến chỗ chúng ta tìm ăn. Giờ là thời đại nào rồi? Thời đại nhà Thanh cũng đã không thể quay lại nữa rồi, đất nước chúng ta giàu rồi, đứng dậy rồi. Người ta đến Phong Châu tìm ăn, không phải là chúng ta đến nơi họ tìm ăn. Hơn nữa, họ đến Phong Châu thì chúng ta là chủ, họ chỉ là khách. Lúc này con trai thứ hai của Hoa Đông Thành là Hoa Hướng Bắc vội vàng nói. Hướng Bắc. Con đừng nói với cha những điều vô dụng đó. Biết con luôn nói bên tai cha là phát triển, phát triển. Cha thấy con đã bị những hào nhoáng làm mê muội đi rồi phải không? Phát triển, phát triển, phát triển cái gì chứ? Không phải chúng ta đang làm rất tốt hay sao? Nhà xưởng nào mà không mua ra của chúng ta? Nếu không trả chúng ta sẽ không đưa cho họ ra. Đến lúc đó người phải chịu tổn thất là họ chứ không phải chúng ta. Hàng gia của nhà chúng ta lúc nào cũng cung không đủ cầu thì còn muốn tìm gì hợp tác nữa. Không những tốn kém mà bí mật kỹ thuật cũng sao mà giữ được. Đây là thứ để nhà họ Hoa ăn cơm. Một khi lộ ra ngoài thì chúng ta sẽ mất đi bát cơm mà ăn. Não của con không bị ngâm nước đó chứ. Đừng có cái chủ ý đó. Bằng không sẽ không phải là con của Hoa Đông Thành ta. Hoa Đông Thành tức giận, giáo huấn ngay con trai. Chú Hoa, con trai chú nói không sai. Chỉ là hai người không hiểu hết nhau, chỉ là hai hướng quan điểm khác nhau mà thôi. Cách nghĩ của chú cũng có lý, sợ tiết lộ ra kỹ thuật. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng để chú giữ lại kỹ thuật của chú. Hoặc là kỹ thuật của nhà họ Hoa sẽ là lợi thế để hợp tác. Sau này ví dụ nhà họ Hoa hợp tác với họ, nhà họ Hoa chiếm bao nhiêu cổ phần, kiếm được bao nhiêu tiền thì nhà họ Hoa không phải cũng sẽ nhận được một khoản nhất định sao? Tôi tin rằng nếu đã hợp tác thì số tiền mà nhà chú kiếm được sẽ nhiều gấp nhiều lần hiện nay. Thời đại phát triển rồi, chúng ta cũng phải phát triển cùng thời đại chứ, nhìn xa một chút. Huống chi, ai có thể biết những chuyện về sau, ai dám đảm bảo gia thủ công của nhà họ Hoa sẽ vẫn mãi là người đứng đầu ở Phong Châu này. Vẫn cần phải xem xét kỹ đúng không? Đồng chí Vạn Đạt Thành từ nãy không nói gì, giờ đã lên tiếng. Trong lòng Diệp Phàm thầm nghĩ hỏng bét rồi. Bởi vì như thế này chắc chắn là càng khiến Hoa Đông Thành kích động mà thôi. Quả nhiên Hoa Đông Thành đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm Vạn Đạt Thành nói. Hoa Đông Thành tôi là người có con mắt nhỏ hẹp, nếu như theo các anh nói thì là tầm nhìn hạn hẹp. Tôi như vậy mà các anh nói tôi hợp tác sao? Như vậy chẳng phải như hợp tác cùng chùa thay sao? Không được, không được. Còn nói về tương lai của hàng gia nhà họ Hoa chúng tôi, việc này không cần các cán bộ quan tâm. Hoa Đông Thành tôi phải đóng cửa cũng không cần cầu cứu đến các vị.
Thôi được rồi, nói đến đây thôi. Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Duy nhất, tôi phải đi nhà xưởng rồi, thay tôi tiễn khách. Vừa nói xong Hoa Đông Thành cầm chén trà lên, đây là tục bưng trà tiễn khách thời cổ đại. Diệp Phàm cùng mấy người buồn bực bước ra ngoài. Ngoan cố hết sức, đúng là quá ngoan cố rồi. Tôi thấy tuổi của ông ta không phải già tới mức không đi được. Nhưng sao lại là một cư dân còn sót lại từ thời nhà Thanh? Thật là tức chết đi được. Vạn Đạt Thành tức giận, cong môi lên nói. Trưởng ban Vạn, Hoa Đông Thành không già, chưa đến 70 tuổi, khi ông ấy ra đời thì nhà Thanh đã bị tiêu diệt. Còn tại sao ông ấy lại có tư tưởng như vậy? Đó là vì ông ấy chịu ảnh hưởng của người cha là Hoa Thượng Khê. Hoa Thượng Khê không những là một thương nhân nổi tiếng mà còn là một đồng chí yêu nước. Khi liên minh 8 nước đánh vào, Hoa Thượng Khê đã lên thủ đô tham gia vào đoàn dân binh, cùng họ đi đánh giặc. Chỉ vì chính quyền nhà Thanh hủ tục, bất tài, cuối cùng ông ta cũng thoát được thân. Từ đó rất hận bọn phương Tây, mà Hoa Đông Thành từ nhỏ chịu ảnh hưởng của cha nên với hận người nước ngoài như vậy. Chu Sương Trung nói, như vậy thì phiền phức rồi, chủ yếu lần này đến là thuyết phục ông ấy hợp tác với tập đoàn bên Pháp. Mà đối với ông ấy thì tập đoàn đích thị là người nước ngoài, khi liên minh 8 nước thì Pháp cũng cầm đầu. Giờ bảo ông ấy hợp tác với họ thì chắc mặt trời mọc hướng Tây mất rồi. Mễ Nguyệt không kìm được thở dài, rồi nhìn Diệp Phàm. Không ngờ trên đời này vẫn còn có người bướng bỉnh như vậy, lẽ nào lại chịu vậy sao? Thật tiếc là không tìm được nhà họ Hoa thứ hai, bằng không hà tất gì chúng ta phải làm như thế này. Để rồi bị người ta khinh bỉ. Diệp Phàm nói xong liền cười phá lên. Trừ phi Hoa Đông Phong không còn chèo lái con thuyền nhà họ Hoa nữa thì may ra còn có cơ hội, còn nếu không thì chỉ thế mà thôi. Vạn Đạt Thành nói chắc 100%. Chu Sương Trung cũng gật đầu nói. Từ sau khi lần trước trợ lý Diệp nói, chúng tôi đã cử người bên địa khu đi nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy. Mặt mũi đều xám xịt vào không nói. Rõ ràng là không gặp người. Thật vui. Thái Lượng đập tay lên bàn, khiến cho chén trên bàn đều rung lên. Cũng không biết rằng tay ông ta có đau hay không. Bí thư Thái, chúng ta thành công rồi, cạn, cạn, cạn. Ủy viên địa ủy quản lý thủy lợi, phó chuyên viên Trần Bân Nhất đang cưới ha ha cùng cạn ly. Vẫn là bí thư Thái tính như thần. Trương Yểu cũng cười và giơ chén lên. Bí thư Thái, cứ như thế này, không biết ngày mai tên kia có cảm thấy mất mặt về đồng lĩnh không? Nếu anh là Diệp Phàm thì anh có về không? Thái Lượng nhìn Thái Quy Diêu hỏi. Việc này, Thái Quy Diêu chần chừ một lúc, lắc đầu rồi nói. Nhất thời tôi chưa nghĩ đến vấn đề này. Nếu về thì không ăn nói gì với tỉnh, và cái chức cũng sẽ khó giữ. Không về thì ngày mai họ có thể làm được gì. Lại đến nhà họ Hoa thì chỉ thêm mất mặt thôi. Khi nãy ông Hoa đã tức giận rồi, nếu Diệp Phàm còn tiếp tục đi nhất định người ta sẽ không gặp. Nếu như không đi, lẽ nào Diệp Phàm còn dự án đầu tư khác, hình như chúng ta đều chưa nghe nói đến. Nếu là ở lại chơi thì cũng chỉ ở vài ngày làm ra bộ, bằng không sẽ không qua được cửa ải tỉnh. Và mặt cũng không giấu vào đâu được, có thể cuối cùng sẽ tìm ra được lý do nào đó. Ví dụ đồng lĩnh có việc gấp phải quay về, có thể về sau sẽ không quay lại nữa. Trần Bân cười nói, không có trách móc sao, chắc chắn là có, chỉ có điều cũng chẳng tác dụng gì, chỉ là tỉnh sẽ nhắc nhở mà thôi. Cuối cùng mất mặt, lại nhờ Tề Chấn Đào ra mặt nói là xong mà. Nhưng cứ thế này thì cái chức trợ lý tỉnh cũng đi toi rồi. Trương Yểu cũng ngân dài nói. Chu Sương Trung nghĩ đã dựa được vào núi, nhưng kết quả thế nào chứ? Tôi phải để cho lão Chu biết không phải ai cũng kết giao được. Chẳng ra sao cả. Thái Lượng lạnh lùng nói. Chương 2535, kiếm chuyện ly gián. Đúng vậy, ở Phong Châu này ngoài bí thư Thái có thể theo thì còn có ai nữa, Lâm Cường có được không? Vô ích, Chu Chính Cương sao? Con hồ ly này trước giờ chưa lộ diện, nhưng có thể sẽ bất ngờ ra sức ép. Nhưng phải nói đến việc ông ta ủng hộ Diệp Phàm, đó là bắt chó đi cày. Loại người tự mình còn không vững nổi thì sao có thể ra tay chứ? Cho nên người này không đáng phải lo nghĩ. Thái Quy Diêu cười, rồi há miệng uống một hơi cạn sạch. Tôi đang thích thú xem anh ta sẽ xử lý thế nào. Thái Lượng hừ nói, cũng cạn luôn. Vốn đã biết sẽ có kết quả như thế này rồi. Tôi vẫn còn ảo tưởng, Phong Châu, lẽ nào lại là mồ chôn Lâm Cường này sao?
Sau khi Lâm Cường gác điện thoại, sắc mặt suy sụp đi, ngồi phịch xuống ghế sofa, ngây ra đó nhìn lên. Lúc này điện thoại lại reo lên, Lâm Cường nhìn số hiện lên rồi ấn nút nhận nghe, trong điện thoại có tiếng cô gái nói. Chủ tịch địa khu Lâm, họ cũng không thành công. Tôi biết rồi. Lời nói của Lâm Cường cũng chẳng có chút sức nào. Ôi! Người con giá thở dài, trầm ngâm vài giây rồi nói. Vốn cứ tưởng sẽ diễn một trò, làm đảo lộn phong châu này. Xem chúng ta có cơ hội hay không. Không ngờ kết cục lại thành ra thế này. Lúc trước trợ lý Diệp nói rất tự tin, tôi đã nghĩ anh ta đã nghĩ hết trong đầu rồi. Ai ngờ lại như vậy, hình như lại còn gây căng thẳng hơn cả những lần trước. Người này, dù sao cũng còn quá non trẻ. Chưa có kinh nghiệm, chỉ dựa vào nhiệt huyết thì có làm được gì. Như vậy có khác gì mãng phu thời cổ đại đâu. Hơn nữa còn biết tỉnh còn có chủ tịch Tề nắm quyền. Thực ra ở thời đại này có hậu thuẫn là đúng, nhưng bản thân vô dụng thì cũng chỉ là một thằng ngu thôi. Thật là khiến người ta thất vọng. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, tôi cũng đã lăn lộn ở Phong Châu 2 năm rồi, vốn cũng có dự định, nhưng không ngờ lại như thế này. Thái Lượng ở đây thâm căn cố đế, từ trên xuống dưới dường như đã hình thành thiên võng quyền hạn, thiên võng này không những bóp cổ cả chuyên viên địa khu. Cuối cùng sẽ phải chọn cách rời đi. Mà sự có mặt của tôi cũng không ngờ sự việc lại như thế này. Lẽ nào ông trời ép tôi buộc phải rời Phong Châu sao? Lâm Cường có chút tức giận nói. Thái Lượng đã kinh doanh ở Phong Châu mười mấy năm rồi, mà con người này lại nhiều thủ đoạn. Ngay cả Trương Yểu và Trần Bân đều bị ông ta thu phục. Ở Phong Châu này, không chỉ có nhân. Sự là Thái Lượng mà là chuyên viên. Ôi, tất cả chỉ nằm trong một bàn tay. Người con gái nói đến đâu thì thở dài, không muốn nói tiếp nữa. Trưởng ban đồng, cô không nể mặt tôi sao? Đúng, cũng may là cô nói, cái chức chuyên viên của tôi cũng chỉ là một cái mác mà thôi. Hai đại tướng dưới quyền là Trương Yểu và Trần Bân cũng sẽ nắm chặt toàn địa khu, nếu nói câu mất mặt thì bút của tôi còn không bằng Trương Yểu. Bây giờ thì còn muốn làm gì nữa, khi trợ lý Diệp và phó trưởng ban Vạn đến tưởng rằng có thể có hy vọng. Nhưng trợ lý Diệp còn quá non, còn Vạn Đạt Thành lại quá thâm, một người nông một người sâu. Nông thì không tác dụng gì, sâu thì lại sâu quá, không tiếp xúc được. Nói cách khác chỉ sợ ngay cả bản thân cũng phải vùi lấp đi. Lâm Cường hừ nói, nhìn bề ngoài trợ lý Diệp có vẻ cứng rắn, bằng không ngay từ ngày đầu đã không thể hạ được thủ đoạn của Thái Lượng. Mặc dù có thể thấy trợ lý Diệp thất bại về lý, nhưng tôi thấy liệu có phải là anh ta cố ý không? Trưởng ban đồng có ý nghi ngờ. Cố ý làm, biết rõ là sẽ mất mặt mà vẫn cố ý làm sao? Chẳng lẽ lấy lui rồi tiến sao? Anh ta đang thử dò xét xem phản ứng của Thái Lượng ra sao chăng? Nếu đúng như vậy, thì người thanh niên này cũng đáng cân nhắc. Lâm Cường nói đến đây đã ngồi thẳng người lên, nhu đã tỉnh táo. Tôi có cảm giác trợ lý Diệp không đơn giản như bề ngoài. Nếu không Bí Thư La và Chủ tịch Tề sao lại ủy thác cho anh ta trọng trách như vậy? Tuy nói Bí Thư La lợi dụng anh ta nhưng nếu nhìn từ phương diện khác thì không phải là trọng dụng sao? Huống chi anh ta ít tuổi như vậy mà đã là nhân vật quan trọng của đồng lĩnh, lại còn kiêm chức trợ lý của chủ tịch tỉnh, hưởng đãi ngộ của cấp phó. Làm mọi việc bên đồng lĩnh rất hoành tráng, kinh ngạc nhất là việc kêu gọi bộ tài chính cấp thẳng cho 100 triệu. Chỉ xét mấy điểm này, tấn lĩnh chúng ta liệu có đồng chí nào gan dạ, sáng suốt, quyết đoán như vậy không? Tôi có cảm giác người này thiên tuyến cực sâu. Mà anh ta không giống như bề ngoài thấy. Lẽ nào lại như giả heo ăn thịt hổ trong truyền thuyết sao? Trưởng ban đồng phân tích. Đương nhiên là vậy, không có thiên tuyến, muốn bộ tài chính cho 100 triệu, chỉ có thể là trong mơ. Nhưng thiên tuyến là thiên tuyến. Việc này lại là việc khác. Thái Lượng quá mạnh, cường long khó đấu địa hổ. Chúng ta chỉ có thể xem, hôm nay trong cuộc họp tôi thử tìm hiểu xem sao. Lâm Cường nói, Thái Lượng trong lòng khó chịu, không ngờ hôm nay anh lại có biểu hiện khác thường vậy. Tôi thấy rất hay, cứ để Thái Lượng không suy nghĩ, cất nhắc mới được. Có thể ông ta sẽ có chút đối phó biến hóa, nếu không sẽ chỉ còn cách bỏ mà thôi. Trưởng ban đồng nói, về đến phòng tiếp khách, Chu Sương Trung mời cơm, Diệp Phàm cũng không từ chối. Nhưng khi Diệp Phàm về phòng thì Chu Sương Trung lại đến. Diệp Phàm rất khách sáo mời Chu Sương Trung vào và tự tay pha trà. Chu Sương Trung sau khi nhấp một ngụm trà nói trà ngon. Đó là của chủ tịch Điền tặng lúc tôi đi,
giờ cũng sắp hết rồi. Diệp Phàm cười nói, không giấu giếm mà để lộ ra chút quan hệ. Bởi vì mục tiêu về thuộc hạ đầu tiên ở Phong Châu sẽ là Chu Xương Trung. Theo như biểu hiện từ sáng thì anh này rất nhiệt tình. Mà tuổi tác của anh ta cũng không còn nhỏ, nếu như còn mơ mộng đề bạt thì cũng sẽ rất ít có khả năng. Vì thế Diệp Phàm đã xác định anh ta là cán bộ thân tín ở Phong Châu. Chủ nhiệm Điền. Sau khi ngây người đi chút, Chu Xương Trung nói. Nghe nói ngày trước trợ lý Diệp làm việc ở Trung ương, nó vậy là trà này là của chủ nhiệm Điền tặng sao? Không ngờ Chu Xương Trung đúng là thật tâm, hiểu được việc này. Diệp Phàm gật gật đầu cười nói. Chủ nhiệm Điền cũng thật keo kiệt, chỉ cho tôi 10 hộp, một nửa tôi đã mang về nhà, cho bạn bè. Còn lại tặng cho các lãnh đạo cũ, chỉ còn lại chút này. Diệp Phàm nói rất nhẹ nhàng nhưng Chu Xương Trung nghe lại rất kinh sợ. Bởi vì chủ nhiệm Điền tặng hắn ta những 10 hộp trà hảo hạng như vậy là đã nể mặt hắn ta lắm rồi. Còn không, những cán bộ thông thường mà được tặng một hộp thôi đã là phúc lắm rồi. Trợ lý Diệp, tình hình thế này có chút căng thẳng. Như vậy sẽ bất lợi cho công việc của chúng ta. Chu Xương Trung không hỏi nữa mà quay sang chủ đề là việc ngày hôm nay. Đúng. Diệp Phàm gật đầu, nhìn Chu Xương Trung hỏi. Giờ mà chuyên viên Chu đến chắc chắn là có ý kiến gì phải không? Vậy thì mời nói ngay ra xem thế nào. Nói thực, tôi cũng không có thời gian ở lại đây lâu, bên kia còn bao nhiêu việc đang chờ giải quyết nữa. Tôi biết đồng lĩnh còn mấy dự án lớn nữa, cũng đều không thể thiếu sự chỉ huy của trợ lý Diệp. Chu Xương Trung gật đầu, nghĩ rồi nói. Nghe nói nhà họ Hoa có khối đế vương giám, là vua Càn Long tự ban cho. Ngày trước thường để ở trung tâm sảnh nhà họ Hoa, còn có mười mấy cao thủ võ lâm bảo vệ nữa. Mỗi khi có quan đến nhận chức đều phải qua để thăm viếng. Nhưng sau này không thấy đâu nữa. Nhiều người nói đã bị cao thủ hơn cướp mất đi, cũng có người nói đã bị đạo tắc phi thiên ăn cắp. Cũng có người nói nhà họ Hoa xảy ra chiến tranh nội bộ, kết quả đã bị người anh em trong tộc nào đó mang đi. Cũng có người nói rằng đã bị vỡ nên không để ra, nhưng dù sao trong truyền thuyết đều nói vậy. Việc này tôi cũng nghe qua, nhưng đến giờ cũng không có ai nói ra nữa. Nhưng đồng chí nhắc đến đế vương giám này là có ý gì? Diệp Phàm hỏi. Vâng. Chủ tịch Chu gật đầu, uống thêm một chút trà rồi nói. Người khác không rõ nhưng việc này chắc chắn Hoa Đông Thành phải biết, nhưng Hoa Đông Thành lại nhất quyết không cho chúng ta biết. Vì vậy chỉ có thể là hỏi người thân cận ông ta. Tôi thấy hôm nay có người thanh niên bên cạnh ông ta cũng không tồi. Nghe nói là con trai thứ hai của ông ta là Hoa Hướng Bắc. Tư tưởng của ông ta cũng thoáng, nếu như ông ta nắm quyền trong nhà họ Hoa thì không phải việc của chúng ta đã có thể hoàn thành sao. Tôi nghĩ, anh ta chắc chắn biết việc này. Diệp Phàm nói, 80% anh ta không biết. Không ngờ Chu Xương Trung lại khẳng định, lắc đầu nói vậy. Lẽ nào Hoa Hướng Bắc không phải là con ruột của Hoa Đông Thành sao? Diệp Phàm có chút không hiểu nhìn Chu Xương Trung. Chắc chắn là con ruột, mặc dù anh ta là người kế nghiệp sự nghiệp hàng gia của Hoa Đông Thành. Nhưng cho đến giờ anh ta vẫn chưa đạt được 100% độ tin tưởng của Hoa Đông Thành. Có thể vẫn chỉ là 40%, còn chưa được một nửa. Chu Xương Trung vẻ mặt buồn bực nói. Lẽ nào Hoa Hướng Bắc không tranh giành? Diệp Phàm hỏi. Cũng không phải là không tranh giành, đối với nhà họ Hoa mà nói, thực ra tôi đã quan tâm lâu rồi, và cũng đã tìm hiểu họ. Ngày đó cũng có dự định về thị trường hàng gia, bởi vì tôi là phó bí thư phụ trách về kinh tế Phong Châu không phát triển sẽ khiến khó khăn cục diện cho toàn tỉnh. Tôi có trách nhiệm về việc này, mà tôi lại là người Phong Châu, tôi rất lo lắng. Vì vậy luôn nghĩ phát triển Phong Châu bằng cách nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 140.